chương một tiến lên tiến lên thế giới mở rộng trước mắt tôi tôi có thể rời chân xuống nam hay lên bắc sang đông hay qua đoài tùy lòng tôi chỉ là một đứa trẻ con thế mà tôi đã làm chủ cuộc đời của tôi than ôi chính cái chỗ ấy lại là chỗ đáng buồn trong cảnh ngộ tôi biết bao nhiêu đứa trẻ tự nhủ ôi chao giá ta được tự ý làm cái gì thì làm tùy thích giá ta được tự do giá ta làm chủ lấy ta biết bao nhiêu đứa sốt ruột trông cho mau tới cái ngày tuyệt sướng ấy cái ngày mà nó được tự do làm những điều dại dột tôi thì tôi lại tự bảo chao ôi ước gì có người để chỉ bảo ta hướng dẫn ta là vì giữa những đứa trẻ ấy với tôi có một sự khác nhau ghê gớm nếu là đứa trẻ ấy làm điều dại dột thì sau lưng chúng có người đưa tay ra cho chúng níu khi chúng trượt đỡ chúng khi chúng ngã còn tôi đằng sau tôi không có ai cả nếu tôi ngã thì nhất định tôi phải lăn tuồn tuột đến cuối dốc rồi lúc đó mới lóp ngóp bỏ dậy một mình nếu may mà chưa gãy xương mà việc gãy xương rất dễ xảy ra cho tôi tôi có đủ kinh nghiệm để nói như vậy mặc dù còn nhỏ tôi đã qua nhiều thử thách trong hoạn nạn bởi vậy tôi thận trọng và khôn ngoan hơn phần nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi tôi cái phần hơn ấy tôi đã mua bằng một giá khá đắt trước khi lao vào con đường rộng mở trước mắt Tôi định hỏi ý kiến bác Erwin là người đã coi tôi như con đẻ mấy năm lại đây. Dù cô Catherine không đem tôi cùng đi với các anh chị ấy đến chào bác, thì một mình tôi cũng có thể, và có bổn phận đến hôn bác. Tôi chưa hề đến nhà lao giam con nợ, nhưng lâu nay nghe nói đến nó nhiều quá, tôi tin rằng thế nào cũng tìm ra. Tôi sẽ đến nhà thờ Madeline, con đường ấy tôi biết quá rõ, đến nhà thờ tôi sẽ hỏi thăm đường đến nhà lao cô Catherine và mấy anh chị ấy đã vào thăm ông bố được thì chắc họ cũng cho phép tôi vào. Tôi có gì khác họ, tôi đã làm con ông ấy, và ông ấy đã từng yêu quý tôi như con. Tôi không dám đi suốt Paris với con chó Capi lân tơn bên gót, bởi vì nếu các ông cảnh sát hỏi thì tôi biết trả lời làm sao. Trong mọi nỗi sợ hãi mà tôi đã trải qua, sợ cảnh sát là nỗi sợ lớn hơn cả. Tôi không quên vụ Tulu, tôi kiếm chiếc dây đai buộc cổ con chó nó ức về việc ấy lắm bởi vì nó có lòng tự ái của một con chó thông thái được giáo dục. Tôi dòng dây dắt nó theo để đi tìm nhà Lao Clisi. Ở trên đời này có những cái buồn lắm hễ trông thấy là phải có ý nghĩ u ám. Tôi chưa từng biết thứ gì sâu xí và buồn hơn cái cửa ngục. Tôi đứng lại một lát không dám vào nhà ngục ngay, hình như sợ rằng sẽ bị nhốt lại trong đó và cái cửa gớm ghiếc kia một khi đã khép ập lại sau lưng tôi thì sẽ không mở ra nữa trước đây tôi chỉ hình dung ra khỏi một nhà ngục thì khó khăn lắm nhưng tôi không nghĩ rằng vào ngục cũng không dễ bây giờ thì tôi đã rõ nhưng biết được điều ấy phải khó nhọc bao nhiêu tuy vậy vì tôi không nản lòng không chịu về không cho nên cũng đến được với người tôi muốn thăm người ta đưa tôi vào một cái phòng khách không có cửa sắt không có chấn song sắt như tôi hàng tưởng tượng và giây lát sau thì bác ơ quyên đến cũng không bị xích tay xiềng chân bác nói bác mong cháu đến Remy à? và bác đã trách cô catherine sao không đưa cháu đến với mấy anh chị em nó từ sớm nay tôi buồn bã yêu xìu, câu nói của bác làm tôi phấn khởi cô catherine không muốn đem cháu theo tội nghiệp cháu tôi nhưng cái ấy khó quá cháu ạ à? ở đời có phải muốn gì thì làm được nấy đâu bác tin chắc rằng được về đấy thì cháu hết lòng làm lụng để bảo đảm cơm áo cho cháu nhưng cái không giải quyết được là chú Surius chồng cô Catherine không thể tìm ra công việc làm cho cháu. Chú ấy coi cống ở sông đào Nivernay, mà cháu biết, những người thợ cống thì mướn người trồng hoa làm gì. Lũ trẻ nói cháu muốn trở lại cách nghề hát rong, vậy ra cháu quên rằng năm xưa cháu suýt chết rét, chết đói ở cổng nhà bác rồi hay sao? Không, cháu không quên, thế mà lúc ấy cháu không phải một thân một mình, cháu có một ông chủ dìu dắt cháu kia đấy cháu à cái việc cháu định làm nó nguy hiểm lắm bé bỏng như cháu mà một mình lang thang trên con đường ngàn dặm cháu có con capi như thường lệ con capi nghe đến tên nó thì sủa lên một tiếng như để bảo có mặt nếu các ngài cần tới thì có tôi đây ừ capi là một con chó có nghĩa nhưng dầu sao nó cũng chỉ là một con chó thôi cháu sẽ sinh sống bằng cách nào cháu đi hát còn con capi thì diễn trò capi là sao diễn trò một mình được cháu sẽ tập cho nó làm siếc chú sẽ tập được những trò tôi muốn phải không chú capi capi để tay lên ngực tóm lại cháu ạ à, cháu đi làm thuê là khôn hơn hết cháu đã là một người thợ giỏi đi làm lang thang đây đó cái nghề lang thang ấy là nghề của bọn lười biếng cháu không phải là đứa lười cái đó thì bác biết tất bác chưa bao giờ nghe thấy cháu phàn nàn công việc quá nhiều nếu làm với bác thì bao nhiêu cháu cũng làm và sẽ ở mãi với bác nhưng cháu không muốn làm thuê cho người khác. Hình như tôi nói mấy câu này một cách khác biệt thế nào ấy. bác aquin nhìn tôi không nói. cuối cùng bác bảo cháu có kể lại rằng lúc cháu chưa biết tông tích ông cụ vitalis thì cũng đã nhiều lần cháu ngạc nhiên về cách ông cụ nhìn người ta, về cái tư thế của ông cụ. nó hầu như nói lên rằng ông cụ là người sang trọng. cháu có biết rằng cháu cũng có cái dáng điệu ấy không? cháu không muốn làm thuê cho người ta. thôi thì cũng tùy cháu bác nói những cái ấy vì lợi ích của cháu không vì gì khác đâu cháu nên tin thế bác nghĩ rằng bác có bổn phận phải phân giải điều hơn lẽ thiệt cho cháu nghe thế thôi còn tự cháu làm chủ cuộc đời của cháu vì cháu không có cha mẹ và bác cũng không làm bố cháu được nữa rồi một người khốn khổ đáng thương như bác đâu có quyền khiến bảo ai những điều bác ơ quên nói làm tôi băn khoăn lo nghĩ hết sức nhất là vì tôi cũng đã tự nhủ như thế nếu không y nguyên văn thì cũng gần gần phải một thân một mình tui tuổi khắp đó đây là một điều rất nguy hiểm tôi cảm thấy cái đó thấy rất rõ tôi đã sống cuộc đời nay đây mai đó đã sống những đêm như đêm mấy con chó của chúng tôi bị sói bắt ăn thịt hay là đêm đi tìm mỏ đá gentili tôi đã sống những ngày vừa đói vừa rét tôi đã bị xua đuổi hết làng này qua làng khác một xu cũng không kiếm nổi trong cái thời gian cụ vitalis bị bỏ tù Tôi biết rất rõ những nỗi hiếm nghèo, những cảnh khốn khổ trong cuộc sống phiêu lưu ấy, một cuộc sống không phải chỉ có ngày mai là bấp bênh mà cả đến ngày hôm nay cũng không có gì bảo đảm. Nếu tôi từ bỏ cuộc sống ấy thì tôi chỉ có một con đường, đi làm mướn như bác Quyên đã chỉ cho. Nhưng từ bỏ cuộc sống giang hồ thì không giữ được lời hứa với chị Etienne, với Alexi, Benjamin và Lai, nghĩa là bỏ mặc chị em họ. Nói cho đúng thì chị Etienne Alexi và Benjamin cũng không cần tôi cho lắm vì họ có thể viết thư cho nhau. Nhưng còn Lai, Lai không biết viết, cả bà cô Catherine cũng vậy. Nếu tôi mặc Lai, thì nó sẽ bị quạnh hiu, rồi nó sẽ nghĩ về tôi như thế nào. Chắc nó chỉ nghĩ một điều là tôi không yêu nó nữa. Nó, cái cô bé đã tỏ ra tha thiết bao nhiêu với tôi và đã khiến cho tôi khôn xiết vui sướng. Cái đó không thể được, thế bác không muốn cháu đem tin các anh chị và em Lai đến cho bác ư chúng nó có nói với bác chuyện ấy bác không nghĩ tới gia đình nhà bác khi khuyên cháu từ bỏ cái nghề hát rong không bao giờ nên nghĩ đến mình trước khi nghĩ đến người khác thưa bác chính thế và chắc bây giờ bác thấy rằng chính bác đã chỉ cho cháu cái điều phải làm nếu cháu xóa bỏ lời cam kết của cháu vì sợ những sự hiểm nghèo mà bác nói thì ra cháu chỉ nghĩ đến mình chứ không nghĩ đến bác đến các anh chị và em lai like. bác ơ quên lại nhìn tôi lần này lâu hơn rồi đột nhiên bác nắm hai tay tôi này cháu ạ à, bác phải hôn cháu một cái mới được vì câu nói ấy cháu là người có tình có nghĩa đúng là cái đó không cần phải lớn tuổi mới có chỉ có bác và tôi ở trong phòng khách ngồi bên cạnh nhau trên chiếc ghế dài tôi ngả vào tay bác bác lại nói bác chỉ nói với cháu một lời này nữa thôi là cầu trời phù hộ cho cháu cháu thân mến cả hai chúng tôi ngồi im lặng một lúc nhưng thì giờ trôi qua và sắp đến lúc phải chia tay bỗng bác ơ quyên móc trong túi áo di lê ra một chiếc đồng hồ quả quýt lớn có sợi dây da mỏng đính vào khuyết áo bác nói không thể nào bác cháu chúng ta xa nhau mà cháu không nhận của bác một vật kỷ niệm gì cái đồng hồ của bác đây bác biếu cháu nó không phải là của quý vì cháu cũng biết nếu là vật có giá trị thì bác đã bán lâu rồi chứ còn đâu nữa nó chạy cũng không tốt lắm nữa thỉnh thoảng phải vặn lại Dẫu sao đó cũng là tất cả gia tài của bác hiện nay, vì vậy bác biếu cháu. Bác nói thế rồi đặt đồng hồ vào tay tôi. Thấy tôi tỏ ý không muốn nhận món quà quý giá ấy, bác buồn rầu nói thêm, "Cháu thừa hiểu rằng ở đây bác có cần xem giờ làm gì đâu. Xem giờ càng thấy thời giờ đi chậm, nếu ngồi đếm từng phút, từng giờ thì bác chết mất. Thôi chào cháu, cháu bé Remy, nào, hôn bác lần nữa đi. Cháu là một chú bé tốt, cháu nhớ giữ cho được mãi mãi như thế." việc gì đã xảy ra trong giờ phút ấy bác cháu chúng tôi đã nói với nhau những gì tôi không nhớ rõ bởi vì tôi xúc động quá tôi nhớ mang máng rằng bác đã cầm tay tôi dắt ra cửa bây giờ hồi tưởng lại cái phút chia tay ấy tôi chỉ nhớ cái cảm giác ngẩn ngơ trống trải trong tâm hồn hình như tôi đứng lâu rất lâu trên đường phố trước cổng nhà lao mãi không biết đi chiều này hay chiều kia có lẽ tôi đứng đó đến tối mất nếu tay tôi không vô tình chạm phái một vật gì tròn và cứng trong túi áo. Tự nhiên như cái máy và cũng chẳng biết mình làm gì, tôi sờ soạn vật ấy. Hóa ra cái đồng hồ của tôi, cái đồng hồ của tôi, buồn bã, lo ngại, hãi hùng đều tiêu tan tức khắc. Cái thằng trẻ con ở trong tôi chỉ còn nghĩ đến chiếc đồng hồ. Tôi có một cái đồng hồ, một cái đồng hồ của riêng tôi, đang nằm trong túi áo tôi, tôi muốn xem giờ lúc nào cũng được. Tôi rút đồng hồ ra xem giờ đây, đúng chưa? Đúng chưa hay là 10 giờ, hay là 3 giờ chiều đi nữa? Cái đó đối với tôi có ích gì? Nhưng tôi vẫn cứ sung sướng vì biết là đúng chưa. Tại sao thế? Hỏi thì chắc tôi lúng túng không biết trả lời ra sao. Nhưng nó cứ như thế đấy. Ồ, đúng chưa, đã đúng chưa rồi. Tôi biết là đúng chưa rồi đấy. Chính cái đồng hồ của tôi đã mách tôi là đúng chưa, ghê không? Tôi cảm thấy rằng đồng hồ là một người bạn tâm phúc của mình mình có thể hỏi ý kiến nó, nó có thể trò chuyện với mình mấy giờ rồi, bạn đồng hồ nhỉ, đúng chưa rồi đấy, anh remy thân mến ạ, Ồ, đúng chưa, thế thì ta phải làm việc này và việc này, phải không? hẳn chứ lị, cậu nhắc mình thế là tốt đấy, không có cậu thì mình quên mất, tôi theo anh là để nhắc nhở anh mà, có con chó capi và cái đồng hồ, thế là tôi có bạn để chuyện trò rồi, đồng hồ tôi, đó là ba tiếng nói lên nghe rất lý thú tôi đã từng vô cùng ao ước được có một chiếc đồng hồ và tôi cũng đã yên trí rằng mình sẽ không bao giờ có nồi thế mà giờ đây có một chiếc nằm trong túi áo tôi kêu tích tắc ông bố nói nó chạy không đúng lắm cái đó không hề gì miễn nó chạy thế là đủ nó cần được lên dây à tôi sẽ lên dây sẽ vặn mạnh chứ có hà tiện gì cái vặn và nếu vặn cũng chưa đủ thì tôi sẽ mở nó tháo máy nó ra cái ấy thì phải biết là thú tôi sẽ xem có những gì trong lòng nó và cái gì đẩy nó chạy. Nó phải liệu mà cư xử cho đúng đắn, tôi sẽ điều khiển nó một cách nghiêm khắc, tôi vui mừng quá đỗi nên không để ý rằng con Capi cũng vui sướng như tôi. Nó cứ kéo ống quần tôi và chốc chốc lại sủa dồn Cuối cùng nó sủa to quá làm tôi bừng tỉnh cơn mơ mộng. Capi đòi gì thế, nó nhìn tôi, nhưng tôi đương rộn niềm vui sướng nên không đoán ra ý nó. Đợi một phút không được, nó đứng thẳng lên áp vào người tôi và đặt một chân lên túi tôi, cái túi có chiếc đồng hồ. Thì ra nó muốn xem giờ, để báo cho chư vị khán giả, như thừa nó còn làm trò với cụ Vitalis. Tôi đưa đồng hồ cho nó xem, nó nhìn lâu lắm tưởng như đang cố nhớ, rồi vẫy đuôi, sủa 12 tiếng. Thế là nó không quên, a ha, thế thì tôi có thể kiếm tiền với chiếc đồng hồ này chứ phải chơi đâu. Như vậy là thêm được một trò mà trước đây tôi không tính đến. Câu chuyện vừa rồi diễn ra ở ngoài đường, ngay trước cổng nhà lao cho nên có những khách qua đường tò mò nhìn chúng tôi, hơn nữa, họ dừng lại. Nếu tôi bạo dạn thì tôi có thể biểu diễn ngay cho họ xem, nhưng tôi không có gan, tôi sợ cảnh sát. Và lại đã đúng chưa, tôi cần lên đường, tiến lên, tôi đưa mắt từ biệt nhà tù lần cuối cùng. Cái nhà tù trong đó bác ơ quyên tội nghiệp bị giam hãm, trong khi tôi tung tăng khắp bốn phương trời. Cuối cùng chúng tôi lên đường. Đối với cái nghề nghiệp của tôi, bản đồ nước Pháp là một vật có ích nhất. Tôi biết rằng thứ ấy ở bến tàu thủy thường có bán. Tôi định mua một tấm, nên tôi đi về phía bờ sông. Tìm cho ra một bản đồ vừa ý cũng mất nhiều thì giờ. Bản đồ vừa ý tôi phải là một bản đồ bồi vải gấp lại được, mà giá không quá một phở răng, vì một phở răng đối với tôi đã là một số tiền to lắm. Nhưng rồi tôi cũng tìm được một tấm vàng ố, cụ kỵ đến nỗi người chủ quầy chỉ đòi tôi có 75 sang tam, 18. Bây giờ thì tôi có thể rời thành phố Paris được rồi. Tôi định đi ngay, không chỉ hoãn. Tôi có thể đi một trong hai con đường này, hoặc là đường Fontainebleau qua cửa ô Italy, hoặc là đường Orléans qua Montrouge. Đi đường nào cũng được thôi, tôi không thích đường nào hơn đường nào. Thật là ngẫu nhiên mà tôi đi con đường Fontainebleau, tôi vào phố Mufetus vừa đọc cái tên phố trên tấm bảng xanh xong thì cả một loạt chuyện cũ hiện lại trong trí óc. Nào là Garofoli, nào là Mattia, nào là Riccardo, rồi cái nồi khóa vung, cái roi da và cuối cùng là cụ Vitalis. Ông chủ tội nghiệp, ông chủ rất tốt của tôi, cái người đã chết vì không để thằng cha bầu trẻ con ở phố Lossi mướn tôi. Tới nhà thờ xanh mé đượt thì tôi thấy có một chú bé đứng tựa vào tường, non hình như là thằng bé Mattia, Rõ ràng cái đầu quá to ấy, cặp mắt ươn ướt, đôi môi mấp máy, cái vẻ hiền lành nhẫn nhục, cái dáng điệu buồn cười của thằng Mattia. Nhưng lạ chưa, nếu phải thằng Mattia thì sao lâu nay nó vẫn thế, không lớn lên tí nào. Tôi tiến đến gần để nhìn kỹ, thôi không còn nghi ngờ gì nữa, chính nó. Nó cũng nhận ra tôi và gương mặt nhợt nhạt của nó sáng lên một nụ cười. Nó hỏi, có phải anh đã đến chỗ Garofoli với ông cụ dâu bạc? trước khi tôi vào bệnh viện không ôi chao cái ngày hôm đó sao mà tôi đau đầu thế garofoli vẫn là chủ của anh à nó nhìn quanh trước khi trả lời và hạ giọng garofoli đi tù rồi người ta tóm cổ nó bởi vì nó đánh đập thằng orlando tàn nhẫn qua đến nỗi thằng đó ốm chết nghe nói thằng garofoli đi tù tôi sướng lắm lần này là lần đầu tôi nghĩ rằng những nhà tù ghê gớm kia cũng có ích tôi hỏi còn lũ trẻ ồ tôi không biết Lúc Garofoli bị bắt thì không có tôi ở đó. Khi tôi ra viện, thằng Garofoli thấy rằng hệ đánh đập tôi thì tôi đổ ốm nên muốn gạt tôi đi. Nó cho gánh xiếc gaso mướn tôi 2 năm và nó nhận tiền trước. Anh biết gánh xiếc gaso chứ? Không à, đó không phải là một gánh xiếc lớn nhưng cũng là một gánh xiếc. Họ cần một đứa bé để diễn trò uốn dẻo, cho nên bác gaso mới mướn tôi. Tôi làm với bác ấy cho đến hôm thứ hai vừa qua người ta thải tôi ra bởi vì bây giờ đầu tôi to quá rồi không thể chui vào hộp được nữa và nó cũng nhạy đau quá bởi vậy tôi đã đi từ zizơ là nơi gánh xiếc đang diễn trò để về paris tìm garofoli nhưng tôi không tìm thấy ai cả nhà thì đóng kín mít một ông láng giềng đã thuật lại cho tôi nghe cái việc tôi vừa nói với anh là garofoli đi tù rồi thế là tôi đến đây vì không biết đi đâu không biết làm gì bây giờ sao anh không trở về zizơ bởi vì cái hôm ở dài tôi lên đường đi bộ về Paris thì gánh xiếc cũng khởi hành đi rô ăn. Anh tính tôi làm thế nào mà đi rô ăn cho được? Xa quá, mà tôi không có tiền. Từ trưa hôm qua đến nay tôi đã có gì vào bụng đâu. Tôi không giàu, nhưng tôi có đủ để cứu thằng bé đáng thương ấy khỏi chết đói. Ngày tôi lang thang quanh vùng Tulu, đói khát như thằng Mattia hôm nay, mà có ai chìa cho tôi một mẩu bánh mì thì tôi đã cảm tạ người ấy bao nhiêu tôi bảo thằng mattia anh hãy đứng đó rồi tôi chạy đến hiệu bánh mì ở góc phố trong giây lát tôi trở lại mang theo một chiếc bánh và tôi đưa biếu nó nó vồ lấy ăn muốn ngấu hết ngay bây giờ thì anh định làm gì tôi không biết phải làm cái gì mới được chứ tôi đương cố giảm bán cây vĩ cầm của tôi thì anh đến giá tôi không quyến luyến nó thì tôi đã bán được rồi cây đàn ấy là nguồn vui là niềm an ủi của tôi khi nào buồn quá tôi tìm một chỗ khuất một mình kéo cho mình nghe lúc ấy thì tôi thấy không biết bao nhiêu là điều tốt đẹp hiện lên giữa trời ôi còn đẹp hơn trong mơ nhiều nó cứ nối tiếp nhau không dứt thế thì tại sao anh không kéo vĩ cầm ở đường phố cho người ta nghe tôi đã làm thử không ai cho tiền cả tôi cũng đã trải qua cái cảnh biểu diễn cho người ta xem mà không ai thò tay vào túi mattia hỏi còn anh lúc này anh làm gì tôi bỗng nổi máu khoác lác trẻ con lên Tôi nói, mình ấy à, mình là chủ gánh, chào ôi, thực ra thì cũng đúng, bơi vì tôi làm chủ một gánh xiếc mà con Capi làm diễn viên. Nhưng cái thực ấy cũng không xa cái dối là mấy. Mattia nói, chào ôi, nếu anh vui lòng, vui lòng gì cơ, nhận tôi vào gánh của anh, tức khắc tính ngay thật trở về với tôi. Tôi chỉ con Capi mà nói, tất cả gánh của mình chỉ có thế. Cũng chẳng sao, nó với tôi là hai vậy. Chào ôi, tôi văn anh anh đừng bỏ tôi, anh bỏ tôi thì tôi sẽ thế nào, chỉ còn nước chết đói mà thôi, chết đói, cái tiếng kêu ấy, không phải ai nghe nó cũng hiểu nó như nhau, và ở mỗi người nó cũng không dội vào cùng một chỗ. Với tôi thì nó dội vào đúng tim, tôi đã hiểu thế nào là chết đói, tôi diễn được, Matia tiếp, trước hết tôi biết chơi vĩ cầm. Và tôi uốn dẻo, tôi nhảy dây, tôi lộn vòng, tôi hát. Rồi anh xem, anh bảo gì tôi làm nấy tôi sẽ là đứa ở của anh tôi vâng lời anh tôi không đòi tiền công ở anh đâu chỉ cần có ăn thôi nếu tôi làm ăn tồi thì anh đánh tôi ta giao ước với nhau như vậy tôi chỉ yêu cầu một điều là đừng đánh vào đầu cũng phải giao ước thêm điều đó bởi vì đầu tôi rất kém chịu đau từ ngày thằng tha garofoli cứ nện bừa lên đó nghe cái thằng bé tội nghiệp ấy nói như thế tôi suýt ứa nước mắt làm sao nói cho nó hiểu rằng tôi không thể nhận nó vào gánh của tôi chết đói ư, một mình nó, nó có thể chết đói, đối với tôi, nó cũng không thiếu cơ hội chết đói đâu. Tôi giải thích điều ấy cho nó, nhưng nó không chịu nghe. Nó nói, không, hai đứa thì không chết đói được, chúng mình sẽ nương tựa nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đứa có chia sẻ với đứa không có, như anh đã làm vừa rồi. Cậu ấy làm cho tôi hết do dự, tôi đã có thì tôi phải giúp nó, tôi nói, thôi được, đồng ý, tức khắc nó cầm tay tôi mà hôn khiến lòng tôi rung động một cách êm ái, nước mắt trào ra. Tôi nói, anh hãy đi với tôi, nhưng không phải như một đứa, ở mà như một người bạn. Rồi kéo quay dây đàn lên vai, tôi bảo, ta đi thôi, 15 phút sau, chúng tôi ra khỏi thành Paris. Nắng hành tháng 3 đã làm cho đường xá khô giáo nên bây giờ chúng tôi đi lại dễ dàng trên đất rắn. Không khí mát mẻ, mặt trời tháng tư rạng rỡ, nền trời xanh không một gợn mây thật là khác biết bao nhiêu với cái ngày mưa tuyết mà tôi vào Paris năm nọ. Paris cái thành phố mà tôi ước ao từ lâu như ước ao đất thánh. Trên bờ hào ở hai bên đường, cỏ bắt đầu mọc, đó đây lấm tấm những bông hoa cúc dại và hoa dâu tây, cánh hoa hướng về mặt trời. Khi hai bên đường có vườn thì chúng tôi thấy những búp đinh hương tía nhú đỏ giữa màu xanh mơn mờn của lá non. Một ngọn gió thổi qua, từ trên chóp mấy bức tường cổ những cánh đinh hương vàng lác đác rơi xuống đầu chúng tôi. Trong vườn, trong các bụi cây nhỏ và trên những cây lớn, đâu đâu cũng nghe tiếng chim kêu ríu rít. Còn trước mặt thì chim én bay là là mặt đất để đuổi theo những con ruồi, con nhặng mà mắt ta chẳng nhìn thấy đâu cả. Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu tốt đẹp như thế, cho nên tôi dạo bước trên con đường vang dội tiếng chân, lòng đầy tin tưởng. Còn Capi được thả lòng chạy tung tăng quanh chân chúng tôi, rủa theo mấy chiếc xe rùa vào mấy đống đá, rùa khắp nơi, rùa không vì cái gì cả ngoài thú được rùa. Có lẽ nó có cây thu ấy cũng như con người ta có cây thu hát ca. Mattia đi bên cạnh tôi lặng lẽ. Có lẽ nó bận suy nghĩ cái gì. Tôi cũng không bắt chuyện. Phần sợ làm dày nó. Phần chính mình cũng có việc phải suy nghĩ. Chúng tôi dần bước trên con đường có vẻ hăng hái như vậy. Để đi đến đâu đây? Nói cho đúng thì tôi không biết cho rõ lắm. Hơn thế, phải nói rằng tôi không biết gì cả. Cứ xăm xăm đi tới. Nhưng rồi sau đó, tôi có hứa với Lai rằng sẽ đến thăm chị Etienne và hai anh trước khi đến em. Nhưng đến ai trước, Benjamin, Alexi hay Etienne, thì tôi không giao hẹn gì. Tôi có thể đến người này hay người kia trước tùy ý. Nghĩa là có thể bắt đầu bằng vùng núi Sévannis, hay miền Sarang hoặc miền Picardy. Tôi đã ra khỏi Paris về phía Nam thì tất nhiên là tôi không đến Benjamin trước chỉ còn phải chọn giữa chị etienne và alexi nên đến thăm ai trước sở dĩ tôi quyết định đi về phía nam trước chứ không đi về phía bắc là vì tôi có ý muốn ghé thăm má barberin lâu nay tôi không nói đến má không phải vì tôi đã quên má như một thằng vong ơn bội nghĩa cũng không nên kết luận tôi là thằng bội nghĩa vì lẽ tôi không gửi thư từ gì cho má từ cái ngày rời má ra đi đã bao lần tôi định viết thư cho má để nói con nhớ má và con vẫn yêu má hết sức nhưng tôi biết rằng má không xem thư được và tôi hãy còn sợ lão barberin nếu nhờ có thư mà lão tìm lại được tôi thì làm thế nào hoặc lão bắt tôi về hoặc lão lại bán tôi cho một ông vitalis nào khác không giống cụ vitalis của tôi tí nào hẳn lão có quyền làm những việc ấy nghĩ đến đó tôi chẳng còn lòng dạ nào mà viết thư thà rằng bị má coi là bội bạc còn hơn là nữa bị lão ta bắt vào trong lần nữa hoặc lão bán tôi hoặc lão sai bảo tôi làm việc đằng nào cũng không xong cả thà rằng chết chết đói còn hơn là đưa đầu vào cảnh hiểm nghèo như vậy tôi không dám viết thư cho má barberin nhưng có lẽ tôi có thể về thăm má được bởi vì ngày nay tôi muốn đi đâu thì đi không ai cấm không những có thể tôi lại thấy không khó từ khi tôi thu nhận mattia vào gánh tôi sẽ cho mattia đi trước còn tôi thì sẽ cẩn thận trốn lại sau nó vào nhà má barberin kiếm chuyện nói với má nếu chỉ có mình má ở nhà thì mattia sẽ nói thật rồi đến báo cho tôi biết thế là tôi trở về cái nhà tôi đã sống tuổi thơ để ngã vào lòng bà mẹ nuôi của tôi nếu trái lại lão barberin có ở làng thì mattia sẽ nói với má đến một chỗ nào đó đã hẹn để tôi gặp má và hôn má đó là kế hoạch của tôi đã nghĩ ra trong khi đi đường và vì thế mà tôi đăm chiêu yên lặng xét một vấn đề quan trọng như thế dù tập trung tư tưởng, chăm chú hết sức cũng không thừa. Quả vậy, không những tôi phải tính xem tôi có thể về thăm má Barbarin được không, mà tôi còn phải cố tìm thử trên đường đi của chúng tôi có những làng mạc, những thị trấn nào có cơ kiếm tiền được. Muốn thế, tốt hơn hết là xem bản đồ, đúng vào lúc đó, chúng tôi ở giữa đồng, chúng tôi có thể nghỉ chân trên đống sỏi kia, không ngại bị quấy phá. Tôi nói, Matia, nếu anh đồng ý thì chúng mình nghỉ một lát anh có vui lòng chuyện vãn không? Anh muốn nói gì với tôi chăng? Tôi muốn yêu cầu anh gọi tôi bằng, cậu, được lắm, chúng mình sẽ, cậu, tớ, với nhau, anh thì, cậu, tớ, với tôi là phải chứ tôi thì sao được? Cậu cũng như tớ, nghe chưa? Tớ ra lệnh cho cậu thế đấy, nếu không nghe, tớ chọn cho đấy. Tròn thì cứ tròn, nhưng chớ tròn lên đầu, thằng Mattia nói thế rồi cười một cách hiền lành, chân thật, nhe cả hai hàm răng trắng bóng trên khuôn mặt dám nắng. Chúng tôi ngồi xuống, rồi tôi rút tấm bản đồ trong sắc, đem trải lên cỏ. Tôi tìm mất khá nhiều thì giờ, nhưng nhờ nhớ lại cách làm của cụ Vitalis, cuối cùng tôi đã vạch xong hành trình sắp tới của chúng tôi. Chúng tôi có thể đi Chavanan được và nếu không gặp rủi ro quá thì cũng không đến nỗi chết đói dọc đường. Matia chỉ tấm bản đồ hỏi, cái này là cái gì thế? Tôi giải thích cho nó biết thế nào là một tấm bản đồ và bản đồ dùng để làm gì tôi lặp lại hầu như nguyên văn những lời cụ Vitalis giảng bài địa lý đầu tiên cho tôi. Nó chăm chú nghe, mắt dán vào mắt tôi. Nó hỏi, thế thì phải biết chữ chứ? Hẳn rồi, cậu không biết chữ à? Không, cậu muốn học không? Ồ, muốn lắm, thế thì tớ sẽ bảo cho cậu học. Này, coi trên bản đồ, có thể tìm được con đường từ Giai đến Paris hay không? Hẳn chứ, cái đó dễ lắm, tôi chỉ cho nó, thoạt đầu nó chẳng thèm tin tôi khi tôi lấy ngón tay kéo một đường từ Giai đến Paris. Nó nói, tớ đi bộ, thấy xa hơn thế nhiều, tôi bèn cố sức giảng giải cách ghi độ xa gần trên bản đồ, cố sức, nghĩa là lúng túng, chẳng có gì rõ ràng. Nó nghe nhưng có vẻ không tin lắm ở trình độ hiểu biết của tôi. Vì cái xác đương để hở, tôi bỗng nảy ý kiểm soát lại những đồ vật trong ấy, và nhân dịp khoe với Mattia những cuộc cải của mình. Tôi lấy ra, xếp tất cả trên cỏ. Tôi có ba cây sơ mi vải, ba đôi bít tất, năm chiếc khăn tay, tất cả đều còn tốt, và một đôi giày hơi sờn, thằng Mattia choáng mắt. Tôi hỏi nó, còn cậu, cậu có những gì? Tớ có cây đàn này, với bộ quần áo đang mặc trên người đây. Ồ, thế thì ta chia nhau những món này, có thế mới là bạn, cậu lĩnh hai cây sơ mi, hai đôi tất và ba cây khăn tay. Nhưng đã chia thì phải chia tất cả cho công bằng vì vậy tớ mang cây sắc này một tiếng đồng hồ cậu lại mang một tiếng mattia muốn từ chối phần đầu trong đề nghị của tôi nhưng tôi đã quen thói chỉ huy rồi và phải nói rằng tôi lấy làm thú vị điều đó cho nên tôi cấm no nói lôi thôi trên mấy chiếc sơ mi tôi đã bày cái hộp khâu của etienne và cái hộp con đựng đóa hồng của lai mattia muốn mở cái hộp con ấy xem nhưng tôi không cho mở và tôi bỏ luôn hộp vào sắc không mở ra Tôi nói, nếu cậu không muốn làm phiền lòng tớ thì đừng động tới cái hộp ấy, đừng bao giờ. Đó là một vật lưu niệm, được rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ động tới. Từ khi tôi khoác lại tấm da cừu và đeo cây đàn lên thì có một điều làm cho tôi khó chịu mãi, đó là cái quần dài. Ra giữa công chúng, người nghệ sĩ phải mặc quần cộc và mang bít tất dài quấn dây băng ngũ sắc. Quần dài chỉ thích hợp với người làm vườn còn tôi bây giờ là một nghệ sĩ đã có quyền tự chủ thì khi người ta có một dự định người ta thực hiện không trì hoãn. Tôi mở cái hộp của chị Echinette lấy kéo. Tôi nói trong khi tớ chữa lại cái quần thì cậu nên kéo đàn đế tớ xem thử cậu chơi ra sao. Ồ, được chứ. Nó nói thế rồi lấy cây vĩ cầm ra kéo. Trong lúc đó tôi mạnh dạn chọc kéo vào ống quần và cắt nghiến vải ra. Phải thấy là cái quần ấy rất đẹp và cũng may bằng dạ sáng như cái áo di lê và cái áo vest tôi đang mặc. Khi bác ước quyên cho tôi bộ quần áo ấy, tôi mừng lắm. Tôi nghĩ rằng hớt như thế không làm quần hỏng đi mà trái lại. Lúc đầu tôi vừa nghe Mattia vừa cắt. Dần dần, tôi ngừng tay kéo, vỉnh cả hai tay lên. Mattia kéo đàn hay không kém cụ Vitalis mấy. Tôi vỗ tay hoan hô nó và hỏi, thế ai dạy cho cậu đàn như vậy? Không ai cả, mỗi người bảo một chút, nhất là tự tớ vừa làm việc vừa tập. Ai dạy nhạc lý cho cậu, tớ có biết nhạc lý gì đâu? tớ nghe người ta đàn thế nào thì tập theo thế ấy tớ sẽ dạy nhạc lý cho cậu thế cái gì cậu cũng biết cả sao tất nhiên là thế vì tớ là chủ gánh kia mà đã là nghệ sĩ thì người ta không khỏi có lòng hiếu thắng tôi muốn tỏ cho mattia biết tôi cũng là nhạc sĩ tôi cầm thụ cầm lên và muốn đánh ngay một đòn oanh liệt tôi hát bài hát tù của tôi và thế là mattia vỗ tay hoan hô để đáp lại những lời khen tặng của tôi lúc nãy nó là một bậc tài hoa, tôi cũng là một bậc tài hoa, rõ ràng là anh hùng tương ngộ. Nhưng có thể đâu chúng tôi cứ ngồi lì ở đó mà tán tụng nhau không ngớt. Sau khi đánh đàn cho nhau nghe vì hứng thú, còn phải đánh đàn cho người ta nghe vì bữa ăn chiều, vì chỗ ngủ trọ nữa chứ. Tôi nhịt sắc lại và đến lượt thằng Mattia mang lên vai. Đi lên, ta đi lên thôi trên đường gió bụi, rồi thì ta sẽ dừng lại ở cái làng đầu tiên ta gặp trên đường cái để tổ chức mừng buổi diễn mở màn của gánh Remy. Cậu dạy tớ cái bài hát ấy, Mattia nói, khi diễn, hai đứa mình sẽ xong ca và tớ chắc là nay mai tớ sẽ có thể đệm vĩ cầm nữa, rồi cậu xem, ác, lắm, phải, nhất định là ác, lắm, có họa là tim của, chư vị khán giả, bằng đá thì mới không chịu bỏ những đồng xu lớn đầy đĩa chúng tôi. Chúng tôi không bị cái họa, diễn thì có, tiền thì không. Đi khỏi video huyết đến một làng kia chúng tôi định tìm chỗ thuận lợi để biểu diễn đi qua trước cổng một nông trang chúng tôi thấy trong sân đứng đầy những người quần áo lịch sự mỗi người mang một bó hoa buộc dây băng cuồn cuộn đàn ông thì cài hoa ở ve áo đàn bà thì cài ở ngực không cần phải tinh ý cũng đoán ra đây là một đám cưới tôi nghĩ rằng những người ấy có lẽ sẽ vui lòng nếu được ai đánh đàn cho họ khiêu vũ tôi tiến vào trong sân mattia và capi theo sau tay cầm mũ, tôi bắt chước cụ Vitalis chào trịnh trọng và trình bày đề nghị của tôi với người đầu tiên mà tôi gặp. Đó là một thanh niên béo phỉ, cái mặt màu gạch non trông như đóng khung giữa chiếc cổ cồn to, cứng, chỉ trực cứ hai mép tay anh ta. Anh có vẻ hiền lành phúc hậu, anh ta không trả lời. Anh quay cả người về đám khách dự lễ hẳn anh bị vướng víu trong cái áo lễ bằng dạ đẹp và bóng. Anh thọc hai ngón tay vào mồm và dùng thứ nhạc cụ ấy huyết lên một tiếng còi dữ dội. Làm cho con capi phát hoảng Rồi anh ta thét lên Ồ các bạn, có chút đỉnh âm nhạc thì các bạn nghĩ thế nào? Có mấy nhạc sĩ vừa đến với chúng ta đây này Ừ, ừ, âm nhạc, âm nhạc, âm nhạc Nhiều giọng đàn ông và đàn bà thét lên như thế Hãy đứng vào để nhảy một bài Cadery đi nào Trong vòng mấy phút thôi Nhiều nhóm tay tư đã tụ họp giữa sân để chờ nhảy Làm cho lũ gà vịt kinh hoàng bay tứ tung Tôi lo ngại quá Hỏi nhỏ thằng Mattia bằng tiếng Italy, cậu đã từng đánh điệu nhảy Cadere rồi đấy à? "Đã, nó dạo thử một bài trên vĩ cầm. Tình cờ tôi cũng biết bài đó." Thế là chúng tôi thoát nạn, người ta kéo một cỗ xe bò từ nhà xe ra, người ta bắt đòn, kê càng xe lên và bảo chúng tôi lên đấy. Mặc dù chưa khi nào chúng tôi hợp tấu với nhau, lần này chúng tôi xoay sở với bài Cadere cũng không đến nỗi tồi lắm cần phải thưa thật rằng thính giả của chúng tôi không khó tính và cũng không tinh về âm nhạc cho lắm. Cái anh chàng béo, mặt đỏ hồi nãy lại hỏi, trong hai chú có chú nào biết chơi kèn đẩy không? Có, tôi, Mattia nói, nhưng tôi không có kèn ấy. Để tôi đi kiếm cho chú một cái, bởi vì vĩ cầm thì hay đấy, nhưng cũng nhạt nhẽo lắm. Cậu cũng chơi được kèn đầy à? Tôi hỏi thằng Mattia cũng vẫn bằng tiếng Italy. Cả kèn loa. Ông sáo nữa và tất cả những thứ đàn địch nói chung. Matia quả là của quý, lát sau người ta mang kèn đẩy tới và chúng tôi lại chơi cadery, paoka, vanser. Nhất là cadery, chúng tôi đánh đàn, thổi kèn mãi cho đến tối mà những người khách nhảy vẫn không để chúng tôi nghỉ ngơi phút nào. Cái đó đối với tôi không hại lắm, nhưng đối với Matia thì thật là nghiêm trọng, nó gánh phần nặng nhọc hơn hết trong giàn nhạc và lại nó đi đường xa và ăn uống thiếu thốn lâu nay nên suy nhược chốc chốc nó tái người đi như sắp ngất tuy vậy nó vẫn tiếp tục vẫn dáng hết sức thổi kèn mày làm sao không riêng tôi nhìn thấy vẻ nhợt nhạt của nó cô dâu cũng nhìn thấy cô nói thôi thôi chú bé này đuối sức rồi bây giờ thì nào mở túi ra để thù lao cho các bạn nhạc sĩ nào tôi nhảy xuống xe và nói nếu quý vị đồng ý tôi sẽ cho viên thủ quỹ của chúng tôi đi một vòng nhận tiền Tôi nói thế rồi ném cái mũ cho con Capi. Nó ngọm vào mồm, người ta tán thương điệu trào duyên dáng của nó mỗi khi nó nhận tiền người ta cho và quý hóa hơn nữa người ta cho nhiều lắm. Tôi đi sau nó nên tôi thấy những đồng hào trắng rơi tới tấp vào mũ. Chú rể bỏ tiền sau cùng, chú bỏ một đồng năm phở răng. Thật là dịp may hiếm có, thế mà đã hết đâu. Người ta mời chúng tôi vào ăn uống trong nhà bếp và người ta cho chúng tôi ngủ lại ở kho vừa. Sáng hôm sau, khi chúng tôi rời mái nhà hiếu khách đó ra đi, thì chúng tôi đã có một cái vốn 28 phở răng. Tôi nói với Mattia, chúng ta có được số tiền này là nhờ công cậu đấy. Mattia à, mình tớ thì làm gì thành một dàn nhạc. Và cái câu bác Erwin nói khi tôi bắt đầu dạy cho em lai học lại hiện về trong ký ức tôi để xác nhận rằng người ta làm điều lành thì bao giờ cũng được đền bù xứng đáng. Tôi nói, tớ nhận cậu thế mà hóa khôn đấy, với 28 phở răng trong túi chúng tôi quả là những ông hoàng. Với số tiền ấy, đến co bay, tôi đã mua sắm vài thứ cần thiết, không ngại tiêu phi quá tay, trước hết là một cây kèn đầy giá ba phở răng, mua ở một cửa hàng sắt cũ, còn bán ra ấy thì tất nhiên không phải kèn mới, kèn đẹp, nhưng rồi mình lau chùi, sửa soạn thì cũng tương tất. Rồi ít cuộn dây băng đỏ dề quấn bít tất và cuối cùng là một cái sắc linh cũ cho Mattia mang lâu dài trên vai một cái sắc nhẹ vẫn hơn là thỉnh thoảng mang một cái sắc nặng, cho nên chúng tôi sẽ chia đều đồ đạc. Và như thế, sẽ đi lại nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hơn. Ra khỏi co bầy thì chúng tôi có vẻ tương tất lắm, những buổi biểu diễn của chúng tôi đều thu khá, nên sau khi mua sắm rồi, chúng tôi vẫn còn 30 phở răng trong túi. Chúng tôi có thể sắp xếp tiết mục biểu diễn thế nào để có thể ở lâu tại một nơi mà khỏi phải diễn đi diễn lại nhiều lần độc có mỗi một chương trình mattia và tôi lúc nào cũng ăn ý nhau chúng tôi sống với nhau chưa bao lâu mà cứ như anh em ruột đôi khi nó vừa cười vừa nói cậu biết không một ông chủ gánh mà không đánh đập kẻ tay chân thì quả là tuyệt diệu thế cậu có thích không từ khi tớ bỏ xứ sở ra đi lần này là lần đầu tiên tớ không tiếc cái thời nằm bệnh viện cảnh làm ăn phát đạt ấy làm cho tôi nảy ra nhiều tham vọng sau khi rồi co bay chúng tôi đi về phía Montassis. Montasis nằm trên đường về nhà má Barberin. Về thăm má để hôn má. Đó là trả ơn cho má. Nhưng trả ơn như thế thì ít quá và dễ dàng quá. Hay là ta mang cho má một cái gì nhỉ? Bây giờ mình đã giàu rồi thì phải tặng má một món quà chứ. Quà gì đây? Tôi không mất nhiều thì giờ suy nghĩ. Có một món quà sẽ làm má sung sướng. Không những sung sướng lúc này, mà còn sung sướng cả cái tuổi già của má. Món quà đó là một con bò sữa để thay cho con rousset. Má barberin sẽ vui sướng biết bao nhiêu nếu ta biếu má một con bò sữa. và cả ta nữa, ta sẽ vui mừng bao nhiêu. tôi tính thế này, trước khi về tới Chavanon thì tôi mua một con bò sữa, rồi Mattia dòng dây dắt nó, đưa vào sân nhà má. tất nhiên phải không có lão barberin ở nhà. Mattia sẽ nói, bà barberin ạ, à, cháu dắt con bò sữa đến cho bà. con bò sữa ạ. À? cháu ơi cháu nhầm rồi và má thở dài không đâu thưa bà đúng bà là bà barberin ở thôn chavanon chứ thế thì hoàng tử như trong chuyện cổ tích ấy hoàng tử truyền cho cháu đưa con bò này đến để biếu bà hoàng tử nào lúc đó thì tôi hiện ra tôi xông vào lòng má barberin và sau khi mẹ con hôn nhau phỉ sức chúng tôi đi làm bánh rán và bánh kẹp làm để ba mẹ con cùng ăn với nhau chứ không phải để cho lão barberin nuốt chừng như cái ngày thứ ba ngả mặn mà lão ở đâu mò về lật trào và chốt tất cả chỗ bơ của chúng tôi vào món súp hành của lão. Ôi, giấc mơ đẹp quá, Duy muốn thực hiện thì phải mua cho được một con bò sữa. Bao nhiêu tiền một con bò sữa? Cái khoản này thì tôi không tưởng tượng được. Đắt tiền thì chắc đắt lắm nhưng bao nhiêu kia, con bò tôi định mua sẽ không phải là một con bò to béo rành ràng quá. Bởi vì, trước hết bò càng béo thì giá càng đắt rồi thì bò càng to thì càng cần nhiều thức ăn mà tôi không muốn cái món quà tôi tặng lại làm cho má barberin của tôi phải lúng túng cái thiết yếu trước mắt là phải tìm hiểu giá bò sữa hay nói cho đúng giá một con bò sữa theo cỡ mà tôi muốn mua cũng may là việc ấy đối với tôi không khó khi đi trên đường thiên lý khi nghỉ lại ở quán trọ buổi tối chúng tôi thường tiếp xúc với những người chăn bò những người lái gia súc chỉ cần hỏi họ thôi dễ lắm tôi nhầm một người chăn bò có vẻ cởi mở, dễ gần gũi mà hỏi. Vừa nghe xong thì anh cười phi vào mặt tôi, rồi anh ta nằm ngả người trên ghế, chốc chốc lại đấm thình thình xuống bàn và gọi ông chủ quán mà hỏi, bác có biết cây chú nhạc sĩ bé con này hỏi tôi gì không? Giá bao nhiêu một con bò sữa? Một con bò sữa không to lắm, không béo lắm, tóm lại là một con bò sữa tốt. Nó có cần biết làm trò không hờ, rồi anh ta lại cười nữa. Nhưng tôi đâu có chịu lép. Tôi nói, nó phải có sữa tốt và không ăn uống nhiều quá. Có cần nó chịu cho các chú dòng dây dắt đi trên đường thiên lý như con chó kia không? Sau khi dốc cạn kho bông đùa và trổ hết tài hóm hình, anh ta chịu nói chuyện nghiêm chỉnh hơn thế, chịu trao đổi giá cả với tôi nữa. Anh ta nói anh ta có đúng cái món tôi cần, một con bò cái rất hiền, vắt được nhiều sữa, sữa sền sệt như kem, thế mà lại chẳng ăn uống mấy tí nếu tôi xỉa ra giữa bàn 15 piston hay 50 EQ thì con bỏ ấy sẽ về tôi. Trước tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta nói, thì bây giờ tôi vất vả bao nhiêu để làm cho anh ta im mồm đi, khi anh ta đương đà tán hưu tán vượn. Nhưng rồi cuối cùng, anh em chúng tôi cũng đi ngủ được. Nằm trên giường, tôi cứ mơ màng nghĩ đến những điều người ta vừa nói. 15 piston hay 50 EQ, tức là 150 phở răng cái vốn của tôi còn xa con số ấy quá. Số tiền ấy có quá sức chúng tôi làm ra hay không? Có lẽ không, tôi tưởng nếu cái vận đỏ buổi đầu này không bỏ chúng tôi thì dành dụng từng xu một. Chúng tôi sẽ góp đủ số tiền đó. Gì phải có thì giờ. Nghĩ đến đó thì một sáng kiến mới chợt lóe ra trong đầu óc tôi. Tôi tự bảo, nếu ta không đi thẳng một mạch đến Chavanan mà đi Vasis trước thì có lẽ có đủ thì giờ kiếm được số tiền lớn ấy. Vậy phải đi Vasis cây đã đến lượt về sẽ ghé lại má Barberin. Như thế thì chắc chắn lúc ấy ta sẽ có đủ số tiền 150 phở răng và hai đứa ta có thể diễn cái trò cổ tích, con bò sữa của, hoàng tử, được. Dạng ngày hôm sau, tôi bày tỏ ý kiến ấy với Mattia. Nó tán thành dễ dàng. Nó nói, thế thì ta đi thôi. Vùng mỏ có lẽ hay đấy, được xem một hầm mỏ thì tớ khoái lắm. chương 2, một thành phố đen, đường từ Montasis đến Vasis quả là dài, Vasis ở chính giữa miền Sevenis, trên triển núi xuôi về phía địa Trung Hải. Năm, 600 km theo đường thẳng, nhưng với chúng tôi thì phải đến trên 1.000 km vì lối sống của chúng tôi bắt buộc phải tạt ngang rẽ ngửa đó đây, phải tìm đến những thành phố và những thị trấn lớn mà biểu diễn để thu được kha khá. Chúng tôi đi dòng dã gần 3 tháng trời mới vượt được cây chẳng trên ngàn km ấy, nhưng tới gần Vasis, đếm lại tiền, tôi sung sướng thấy đã dùng thì giờ rất có ích trong túi da của tôi đã để dành được 128 phở răng, chỉ còn thiếu 22 phở răng là có thể mua được con bò sữa cho má Barberin. Mattia cũng thích thú không kém và cũng khá tự hào vì đã góp phần mình để kiếm ra số tiền như thế. Đúng là phần ấy rất lớn, không có nó, trước hết là không có chiếc kèn đồng của nó. Chỉ một mình tôi với Capi thì đừng có hòng thu góp được 128 phở răng từ Vasis đến Chavanen làm gì chẳng kiếm thêm được cái món 22 phở răng đương thiếu. Chúng tôi đến Vasis, nơi đây, độ trăm năm trước, là một làng nhỏ sơ xác nằm heo hút trong núi, sở dĩ được người ta biết đến là nhờ nó thường là nơi trú quân của những đứa con của chúa, do Jean Cavalier chỉ huy. Nằm giữa núi non trùng điệp, nó trở thành một vị trí quan trọng trong cuộc chiến tranh của những người Camisote. 19 nhưng mặt khác cũng chính cái vị trí đó đã làm cho nó đói nghèo. Vào khoảng năm 1750, một nhà quý tộc đã có tuổi vẫn rất say mê thăm dò địa chất đã phát hiện ở vassis những mỏ than đá. Từ ngày ấy, vassis trở thành một vùng than cùng với một số khu vực khác cung cấp than cho miền nam và có cơ giành giật thị trường Địa Trung Hải với than của người Anh. Khi ông ta bắt đầu đào bới, mọi người đều chế nhạo. Đến khi ông đào sâu tới một trăm rưỡi mét mà vẫn không thấy gì thì mọi người hối hả tìm mọi cách để nhốt giữ ông ta như một người điên, vì gia sản của ông có cơ bị chôn vùi vào những cuộc khảo sát vớ vẩn đó. Vasis có mỏ sắt nhưng làm gì có mỏ than đá, im lặng và để tránh những tiếng thị phi, ông quý tộc già ấy bèn ở luôn trong giếng đào, không ra nữa. Ông ăn ngủ ngay tại chỗ, và như vậy cũng chỉ còn phải chịu đựng sự ngờ vực của những người thợ làm việc với ông cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống, họ lại nhún vai. Nhưng được động viên vì nhiệt tình của ông, họ lại bổ thêm một nhát nữa và cứ thế giếng thăm dò cứ sâu xuống dần. Tới 200 mét thì gặp một vỉa than đá, ông quý tộc già không còn là một người điên nữa mà là một thiên tài. Chỉ hôm trước hôm sau, sự thay bậc đổi ngôi ấy đã trọn vẹn. Hiện nay, Vasis là một thành phố có 12.000 dân. Trước mắt, có một triển vọng công nghiệp to lớn có thể cùng Ale và bé Caesar là niềm hy vọng của miền Nam trong lúc này. Sự giàu có của Vassis hiện nay cũng như sau này, là cái nằm dưới lòng đất chứ không phải là cái nằm trên mặt đất. Trên mặt đất, quang cảnh đến là buồn tẻ và tiêu điều, đá vôi, bãi hoang bạc màu, tức là chỉ có khô cằn, không có một cây to. Đầy đó lơ thơ vài ba cây rẻ, cây dâu hoặc cây ô liu khẳng khiu, không có đất màu đâu đâu cũng chỉ một màu đá xám hoặc đá trắng. Lác đác có một vài đám đất trũng may mắn khí ẩm thấm lên được thì mới có chút ít cây cỏ xanh tươi, nổi bật lên mát mắt trên toàn cảnh trơ chọc của núi đá. Do tình trạng trơ chọc ấy mà xảy ra những nạn lụt kinh khủng, trời mưa nước chảy tuột trên những dốc trơ như trên phố lát gạch, rồi những con suối, thường thì khô cạn, lúc ấy vụt cuồn cuộn chảy đổ vào các con sông trong thung lũng, dâng nước lên nhanh như chớp chỉ mấy phút sau mực nước sông lên cao tới 3, 4, 5 mét và có khi hơn nữa. Và nằm vắt trên một con sông như thế, con sông Divon. ngay trong thành phố lại có hai con suối nhỏ để vào đó, suối Tre và suối Sen Andeon. vassis không phải là một thành phố đẹp, cũng không sạch mà cũng không cân đối. Ở đây, những toa gòn đầy ắp quặng sắt và than đá đi lại liên miên giữa phố từ sớm đến tối và không ngớt tung ra những thứ bụi đỏ, bụi đen ngày mưa, bụi hòa với nước, làm thành một thứ bùn lỏng, ngập sâu như nước bùn ở đầm lầy. Trái lại, những ngày nắng gió, nó cuốn thành những cơn lốc mờ mịt, xoáy tròn trong các đường phố rồi bốc lên cao, phủ cả thị trấn. Nhà cửa đều đen thủi đen thui từ trên xuống dưới, đen vì bụi từ mặt đường tung lên, đen vì khói các lò nung, lò bếp hay ở mái nhà xuống. Cái gì cũng đen, đất đen, trời đen, cả nước sông đi von cũng đen nốt ngựa đen xe đen lá cây đen thế mà người đi trong phố xã lại còn đen hơn nữa tưởng như có một đám mây bổ hóng đã phủ xuống thành phố suốt cả một ngày trời hoặc là một trận lụt hắc ín đã dâng lên ngập nhà cửa đến tận nóc ở đây đường xá không phải đắp ra để cho người và xe ngựa đi lại mà là để cho đầu tàu và toa gòn của khu mỏ chạy đầu đầu trên mặt đất cũng thấy đường dây và ghi quay những cầu tự hành những dây qua rower những cây trục truyền quay động trên đầu và rú lên đinh tay nhức óc. Đi cạnh mấy ngôi nhà lớn ta thấy chúng rung chuyển đến tận móng, nhòm vào trong nhà qua các cửa ta thấy có những khối gang to di động như những khối tinh thạch khổng lồ, những búa máy làm tóe lửa như mưa, và ở khắp mọi nơi, những chiếc pít tông chạy bằng hơi nước lên xuống đều đều không ngớt. Không có công viên, không có tượng ở các quảng trường, không có công trình kiến trúc. Cái gì cũng giống nhau, cái gì cũng xây dựng trên một kiểu hình khối đục nhiều hay ít cửa sổ tùy theo sự cần thiết. Chúng tôi đến gần thành phố lúc 2, 3 giờ chiều, mặt trời rực rỡ, vòm trời trong sáng. Nhưng càng đi tới, trời càng sẫm dần, giữa trời với đất, có một đám khói dày nặng nề kéo qua, thủm toạc ở những chỗ có ống khói cao vớt Đã từ hơn một tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi nghe thấy những tiếng rền mạnh, một thứ tiếng gầm giống như tiếng sóng biển, lẫn với những tiếng nện thình thình tiếng rền đó là tiếng quạt máy, còn tiếng nện thình thình là tiếng búa và chày, 20, chạy bằng hơi nước. Tôi biết ông chú của Alexi là thợ mỏ ở vassis làm ở mỏ Chue, nhưng cũng chỉ biết có thế. Đến Vasis, tôi hỏi mỏ che thì người ta chỉ cho tôi sang tà ngạn sông Devon, trong một thung lũng nhỏ có một con suối chảy qua, cái mỏ đã mang tên của chính dòng suối ấy. Thành phố đã không có gì hấp dẫn, mà đến phong cảnh thung lũng này thì lại hết sức ảm đạm một vành đồi chọc không cây, không cỏ, chỉ có đây đó những dãy đá xám xịp và một vài vạch đất đỏ cắt ngang những dãy đá kia. Đi vào tung lũng thì có những ngôi nhà lớn của sờ mỏ, những nhà xe, chuồng ngựa, nhà kho, phòng giấy, những ống khói của nhà máy hơi nước. Xung quanh là những đống than, đống đá. Chúng tôi vừa đến khu nhà cửa thì bị một thiếu phụ chặn lại. Dáng chị bơ phờ, tóc chị phất phơ trên vai, tay chị dắt một em bé. Chị bảo, các người làm ơn chỉ cho tôi một con đường mát mẻ. Tôi sửng sốt nhìn chị. Chị tiếc một con đường cây to, bóng mát, bên cạnh có dòng suối róc rách trên đá cuội và chim hót líu lo trên cành. Chị nói thế rồi huyết một điệu sáo vui. Thấy tôi không trả lời, mà hình như cũng không nhìn thấy vẻ kinh ngạc của tôi. Chị lại nói, các người không gặp con đường ấy ư. Đáng tiếc, không gặp chắc là vì còn xa lắm. Ở bên phải hay bên trái, em hãy bảo chị đi em chị tìm mà có thấy đâu, chị nói thao thao, vừa nói vừa đưa tay vung vẩy, còn tay kia thì âu yếm xoa đầu đứa con. Chị hỏi em con đường ấy, vì chị biết chắc là sẽ gặp được Marius. Em biết Marius chứ, không mà, ấy, Marius là bố của con chị đây. Khi Marius bị khí nổ Grizo, 21, thiêu đốt thì anh trốn vào con đường ấy. Bây giờ thì anh chỉ đi dạo trên những con đường mát mẻ mà thôi, để cho những vết bỏng đỡ nóng rát. Marius biết tìm ra những con đường ấy. Chị thì chị không biết, bởi thế mà đã 6 tháng nay chị không gặp Marius của chị. 6 tháng thì lâu quá khi người ta yêu nhau. 6 tháng, ôi 6 tháng đằng đẵng. chị quay về phía các tòa nhà lớn của sở mỏ, vung tay dữ dội, chỉ những cuộn ông khói nhà máy đang phun khói cuồn cuộn và thét lên công việc dưới hầm mỏ, công việc của quỷ sứ. Trả Marius của tao cho tao, chị lại quay về phía tôi, em không phải là người ở đây phải không trông tấm da cừu và cái mũ của em thì biết em từ xa đến em hãy đến nghĩa địa mà xem và đếm những nấm mổ một hai ba toàn là chết trong hầm mỏ thế rồi chị ẵm con lên siết chặt vào lòng và bảo mỏ mày không cướp được bé pierre của tao đâu không bao giờ nước ngọt lắm mát lắm con đường mát ở đâu mày không biết con đường ấy thì mày cũng ngu ngốc chẳng kém bọn người kia chúng cười cợt chế giễu tao không biết thì còn giữ tao lại làm gì? Marius đang chờ tao mà, chị quay lưng và vừa đi những bước dài vừa huyết điệu sáo vui khi nãy. Tôi hiểu đây là một thiếu phụ đã hóa rồ sau khi chồng bị khí Grisou nổ giết chết trong hầm mỏ. Chúng tôi đã gặp gỡ người thiếu phụ đáng thương vì quá đau khổ mà phát điên kia trong khung cảnh ảm đạm này, ngay khi mới đặt chân đến vùng mỏ, cuộc gặp gọ ấy làm chúng tôi buồn nỗ ruột. Chúng tôi hỏi được nhà chú Gaspard, chú ở gần mỏ, trong một đường phố ngoằn nghèo và dốc, chạy từ đồi xuống bến sông. Đến nơi, tôi gặp một người đàn bà tựa lưng vào cửa nói chuyện với một chị hàng xóm cũng đứng tựa cửa. Tôi hỏi ông Gaspard thì bà ta trả lời rằng sau giờ tan tầm ông mới về. Bà hỏi, các anh hỏi ông Gaspard có việc gì? Cháu muốn tìm Alexi, thế là bà nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhìn con Capi và nói, anh là Remy đấy à? Alexi có nói chuyện anh với chúng tôi? Nó chờ anh đấy, anh này là ai? vừa nói bà vừa trò Mattia, bạn cháu, người ấy là bà thím của Alexi. Tôi tưởng bà sẽ mời chúng tôi vào nhà để nghỉ ngơi, bởi vì đôi chân và gương mặt dám nắng của chúng tôi nói lên rõ ràng là chúng tôi mệt mỏi. Nhưng bà chẳng mời qua một tiếng, bà chỉ nhắc lại rằng Alexi hiện đang ở trong mỏ, đến 6 giờ trở lại nhà thì sẽ gặp nó. Tôi vốn không có gan đòi hỏi những cái mà người ta không mời. Tôi đành cảm ơn bà ta về những điều bà cho biết. Và thế là chúng tôi trở ra phố, đi lùng ngay một hàng bánh mì vì đói quá. Từ sáng sớm chúng tôi chỉ ăn có mỗi một mẩu bánh mì tối hôm qua còn lại. Tôi lấy làm hồ thẹn về sự đón tiếp đó. Tôi cảm thấy Mattia đang băn khoăn tự hỏi như thế nghĩa là thế nào, và chúng tôi cất công đi bao nhiêu dặm đường vừa qua để làm gì. Tôi đoán rằng Mattia sẽ không có ý nghĩ tốt đẹp về những người bạn của tôi, và nếu tôi có nói chuyện lai like thì nó sẽ không để tai nghe với mối thiện cảm như trước nữa. Mà tôi thì hết sức mong muốn Mattia có sẵn thiện cảm và tinh thần đối với Lai trước khi gặp em. Bị tiếp đón lạnh nhạt như thế, chúng tôi không buồn quay trở lại nữa. Gần 6 giờ thì chúng tôi đến chờ Alexi ở cửa hầm mỏ. Người ta đào ba lò giếng để lấy than mỏ choe, thợ mỏ không lên xuống trong khu làm việc theo những giếng ấy, họ lên xuống theo một đường hầm dài bắt đầu bên cạnh kho đèn, thông tới tầng khai thác thứ nhất. Từ đó tỏa ra khắp nơi trong mỏ bố trí như thế để tránh cho thợ những tai nạn thường vẫn xảy ra trong các giếng khi dây cáp đứt, hoặc một cái thùng chở bị vướng mà hất những người trong thùng xuống dưới sâu hàng hai ba trăm mét, lại cũng để tránh cho họ những thay đổi đột ngột khi từ dưới sâu quãng hai trăm mét, nhiệt độ đều và cao, bỗng nhiên vì lên bằng máy mà chuyển ngay vào một nơi nhiệt độ không đều dễ bị sưng phổi, sưng màng phổi, được biết trước thợ mỏ ra lò theo đường hầm ấy. Tôi và Mattia đứng sẵn trước cửa và khi chung 6 giờ đổ xong, qua mấy phút thì bắt đầu thấy nhiều đốm sáng chập chờn trong hầm tối om. Những châm ấy lớn dần lên nhanh chóng, đó là những người thợ đã làm xong công việc trong hầm tối, bây giờ sách đèn đi lên mặt đất sáng sủa. Họ đi chậm chạp, nặng nề, có vẻ như đầu gối họ bị đau làm sao ấy. Điều này thì về sau, khi chính mình cũng đã leo hết những thang bậc xuống đến tầng cuối, tôi mới hiểu. Mặt mày họ đen đuổi như mặt những người thợ thông ống khói áo mũ họ dính đầy bụi than và biết nhiều mảnh bùn ướt. Đi đến kho đèn, ai nấy mắc đòn của mình lên một chiếc đanh riêng. Tôi hết sức chú ý, nhưng cũng không thấy Alexi đi ra, và nếu anh ấy không nhảy tới ôm choàng của tôi thì có lẽ tôi cũng đã để anh đi qua mất mà không nhận ra. Bây giờ anh đen thủi đen thui từ đầu đến chân, chẳng còn giống cái thằng bạn ngày nào chạy đi chạy lại trong vườn. Áo sơ mi sạch sẽ sắn tận khuỷu tay, da trắng lồ lộ dưới cổ áo để hờ anh ấy quay lại với một người chạc 40 đi bên cạnh, Remy đây. Người đó có gương mặt trung hậu hiền lành cũng như bác Erwin. Điều này chẳng có gì lạ, bởi vì họ là anh em ruột. Tôi biết đó là chú Gaspard, chú ân cần bảo, hai chú cháu tôi đợi anh đã lâu lắm, từ Paris đi Vassis đường dài quá, mà chân anh thì ngắn, có phải không, chú vừa bảo thế, vừa cười. Được gặp lại Alexi, Capi có vẻ sung sướng. Nó ngọn tay áo Alexi mà lôi để tỏ bộ mừng rỡ. Trong lúc đó, tôi giới thiệu cho chú Gaspard biết Mattia là bạn và là người cộng sự với tôi. Một chú bé trông thực tôi quen biết từ trước, sau này mới gặp lại, chú ta thổi kèn đầy thì không ai bì. Chú Gaspard tiếp lời tôi, còn kia là, ông, Capi, mai là chủ nhật, sau khi nghỉ ngơi đã lại sức, các anh biểu diễn cho chúng tôi xem với. Alexi bảo cái anh Capi này thông thái hơn một thầy giáo lành nghề hơn một diễn viên. Đứng trước bà tím, tôi lúng túng bao nhiêu, thì giờ đây, với ông chú, tôi thấy thoải mái bấy nhiêu. Ông đúng là em, bố, ơ Ông bảo, hai cháu nói chuyện với nhau đi, chắc là có nhiều tâm sự để giải bày với nhau. Phần chú, để chú chuyện trò với cái anh thanh niên nghệ sĩ kèn đầy này. Chuyện của chúng tôi đủ nói trong một tuần lễ, mà e một tuần lễ cũng còn ít quá. Alexi muốn biết tôi đã đi đường như thế nào, còn tôi, tôi vội muốn nghe xem anh ấy đã làm quen với cuộc sống mới như thế nào. Hai đứa mải lo hỏi han nhau hóa ra không đứa nào chú ý trả lời cho đứa nào cả. Chúng tôi đi từ từ, những người thợ mỏ trên đường về lần lượt vượt chúng tôi. Họ đi thành một hàng dài, choán hết cả đường phố, người nào người nấy đều dính đầy bụi đen, cũng thư bụi đã đóng thành lớp dày trên mặt đất. Đi gần tới nhà thì chú Gaspard đến bên chúng tôi, bảo, các chú bé này, các chú ăn bữa tối với chúng tôi nhé. Trong khi đi đường, tôi nghĩ thầm rằng thái độ của bà Tím đã không hứa hẹn gì tốt đẹp thì khi đến nhà E có lẽ phải chia tay với nhau. Cho nên lời mời của chú Gaspard làm cho tôi sung sướng hơn bất cứ lời mời nào khác. Bước vào nhà, chú nói ngay, đây là Remy, và đây là bạn của chú ta. Tôi cũng vừa gặp các chú ấy, càng hay, vậy thì coi như đã quen nhau. Hai chú ăn tối với chúng ta đây, ăn tối với Alexi nghĩa là được ở lại đêm với anh ấy điều ấy đành rằng làm cho tôi sướng rơn đi. Nhưng thực tình mà nói thì tôi phải thú thực rằng chỉ riêng cái việc được ăn bữa tối cũng đủ làm cho tôi sung sướng rồi. Từ khi ở Paris cất bước ra đi, hai chúng tôi ăn uống thất thường, gặp đâu ăn đó, đây một mảnh cùi nhỏ, kia một mẩu bánh con, chứ có mấy khi được ngồi ghế tựa dùng bữa đàng hoàng, ăn súp trong đĩa. Thực ra chúng tôi đã kiếm được khá tiền, đủ sức để tự thết mình những bữa chén ra trò trong các quán ăn nhưng còn phải dành dụm để tậu con bò của hoàng tử, và Mattia thì tốt bụng đến nỗi nghĩ đến việc mua bò, nó cũng sung sướng chẳng kém gì tôi. Nhưng Diễm Phúc dự một bữa tiệc, tối hôm ấy chúng tôi nào có được hưởng. Tôi cũng ngồi trước bàn ăn, trên ghế tựa, nhưng người ta không dọn súp cho chúng tôi sơi. Những công ty mỏ hầu hết đều có mở những cửa hàng bán theo giá vốn cho thợ tất cả những gì cần thiết cho đời sống của họ. Quả là có lợi rõ ràng người thợ được mua những thứ tốt và rẻ mà đến kỳ lương mới phải trừ tiền, tránh được nạn mua chịu của bọn con buôn nhỏ chúng rỉa giấy họ đến nghèo đói. Họ cũng tránh được nợ nần, 22, tuy nhiên cũng như nhiều chuyện tốt khác, cái điều này cũng có mặt xấu của nó. Ở Vasek, vợ những người thợ mỏ không có thói quen làm việc trong khi chồng xuống hầm. Họ dọn dẹp quét tước xong thì tụm nhau khi ở nhà này, khi ở nhà nọ để uống cà phê, hay sô-cô-la mua chịu ở cửa hàng tiếp phẩm họ nói chuyện họ ngồi lê đôi mách cho đến khi chiều xuống tức là lúc người chồng ở hầm mỏ ra trở về nhà để ăn tối thì họ không còn có thì giờ để nấu nướng gì nữa lúc ấy họ bèn chạy đến cửa hàng mua về những món thịt nguội tình trạng này không phải đều khác nhưng cũng khá phổ biến cũng vì bà thím gaspard mải la cả tán gẫu mà chúng tôi không được ăn súp đó là thói quen của bà ta về sau tôi thấy tài khoản của bà ở cửa hàng gồm nhiều nhất là khoản cà phê với sô-cô-la và khoản thịt lợn chế biến sẵn. Ông chú là người dễ dãi vô sự. Ông cứ việc sơi những món thịt này không một tiếng phàn nàn, hoặc có nói một lời nhận xét nào thì cũng là hết sức nhẹ nhàng. Ông chia cốc nói, tôi không trở thành một đứa nát rượu vì tôi là người đạo đức. Vậy thì ngày mai nhà hãy cố gắng nấu cho một món súp. Thì giờ đâu, ngày giờ ở trên mặt đất ngắn hơn ở dưới mặt đất ư. Ừ. Thế thì ai khâu vá cho các người? Các người phá hoại quần áo khiếp lắm. Bấy giờ chú Gaspard nhìn lại áo quần với bẩn bụi than và thủng rách đây đó của mình. Ừ, quả là chúng tôi ăn mặc như những ông hoàng thật. Bữa ăn tối của chúng tôi chóng xong thôi. Lúc đứng lên chú Gaspard bảo tôi, chú bé, chú ngủ với Alexi, rồi chú quay sang nói với Mattia, còn chú, chú xuống nhà bếp, ta sẽ lót cho chú một ổ rơm và cỏ ấm áp. Suốt buổi tối và mãi đến quá nửa đêm. Alexi và tôi thức nói chuyện. Nhờ Alexi, tôi được biết chú Gaspard là thợ quốc, nghĩa là chú dùng quốc chim mà lấy than ra. Alexi là thợ đun xe của chú, nghĩa là anh ấy đẩy, đun một toa gòn đầy than mới khao, 23, chạy trên đường dây trong hầm, từ nơi lấy than cho đến lò giếng. Đến đó, gòn được móc vào một dây cáp và kéo lên trên mặt đất bằng máy. Tuy Alexi mới vào làm thợ mỏ chưa được bao lâu nhưng anh đã yêu mỏ và tự hào về mỏ theo anh thì đây là cái mỏ đẹp nhất xứ, kỳ lạ nhất xứ. Anh diễn tả với cái vẻ quan trọng của một nhà du lịch từ nơi xa lạ về, thấy người ta chăm chú nghe mình. Trước hết, người ta đi theo một con đường ngầm đào sâu trong núi đá, chừng 10 phút thì đến một bậc thang đá thẳng và dốc, dưới chân thang đá là chiếc thang bắc, rồi lại thang bậc đá, rồi thang bắc nữa và thế là đến tầng thứ nhất, sau chừng 50 mét, muốn xuống tới tầng 2, sâu 90 mét, và tầng 3 sâu 200 mét, cũng lại theo một hệ thống thang bậc đá và thang bắc như thế. Alexi làm việc ở chính cái tầng 3 này và muốn xuống tới đó. Anh phải lên xuống con đường dài gấp 3 lần trèo lên đỉnh tháp nhà thờ Đức Bà Paris. Thế nhưng lên xuống tháp nhà thờ Đức Bà vẫn dễ dàng hơn. Ở đó, thang bậc đều nhau và sáng sủa. Còn ở đây, trong mỏ đâu có được như thế. Bậc thang nằm vào những chỗ gồ ghề trên vách đá, thì khi cao khi thấp, chỗ rộng chỗ hẹp chẳng có ánh sáng nào ngoài cái đèn cầm trên tay, trên mặt đường, thuần một thứ bùn trơn nhẫy, luôn luôn ướt sũng vì những giọt nước nhỏ xuống đều đều, có khi rơi lên mặt lạnh buốt. Xuống sâu 200 mét đã là lâu nhưng đâu đã xong, lại còn phải theo các đường hầm mà đi đến những lớp khác nhau mới tới chỗ làm việc. Tất cả hệ thống đường ngầm mỏ che ước độ 35 đến 40 km. Tất nhiên không phải đi hết cả 40 km ấy nhưng vẫn mệt lắm vì có những quãng phải lội trong nước thấm qua những kẽ hở trên vách đá chảy lênh láng về những giếng chứa, ở đó có máy bơm hút lên tống ra ngoài. Những quãng đường ngầm xuyên qua những vỉa đá cứng thì chỉ là địa đạo bình thường, nhưng qua những lớp đất lồn nhồn hoặc dễ tụt thì phải trông đứng và chống ngang bằng những đoạn gỗ thông phạt bằng búa, bởi vì những vết cắt bằng cưa dễ làm cho gỗ sớm bị ngùn. Tuy đã sắp đặt một cách riêng thích hợp để chống lại sức ép của lớp đất, nhiều khi sức ép quá mạnh cùng uốn cong gỗ khiến đường hầm hẹp vào hoặc thấp xuống đến mức phải, bò mà chui qua, trên những đoạn gỗ ấy, nấm mọc nhiều lại có những nấm lông tơ nhẹ và xốp như bông, màu trắng như tuyết nổi bật trên đất đen, gỗ đưa mục tỏa mùi nhựa cây, trên những mũ nấm, trên những cây cỏ lạ trên rêu trắng, có những con ruồi, những con nhện, những con bướm, nhưng chúng không giống đồng loại trên mặt đất cũng có cả chuột cống chạy loang quang và những con rơi bám chặt vào thân gỗ đầu lộn xuống dưới những đường hầm ấy thường giao nhau và đây đó như ở paris cũng có những quảng trường và những ngã tư cũng có con đường ngầm đẹp và rộng như đường phố lớn hoặc hẹp và thấp như những phố nhỏ điều khác nhau là tất cả thành phố ngầm ấy không được sáng sủa kém xa cái thành phố trên mặt đất ban đêm vì thiếu những cây đèn dầu hoặc đèn khí lớn mà chỉ có những cây đèn nhỏ người thợ mang theo ánh sáng không đủ đấy nhưng tiếng động lại luôn luôn nhắc cho biết ở đây không phải là âm phủ trong những công trường khai phá thường có tiếng thuốc nổ và mùi thuốc cùng với khói theo gió bay ra trong đường ngầm tiếng bánh xe lăn trong lò giếng tiếng thang kéo than cọ vào dây dịnh hướng và át tất cả là tiếng máy hơi nước ở tầng hai chạy ầm ầm nhưng quang cảnh lạ mắt hơn cả là những ngách ngược tức là những đường ngầm đào trong dốc vỉa than những người thợ quốc làm việc trong đó cởi trần ra khao than nằm nghiêng hoặc ngồi xồm từ ngách ngược than đá trôi xuống các tầng để truyền từng gòn ra lò giếng khai thác đó là quang cảnh hầm mò những ngày làm việc bình thường nhưng cũng có những ngày xảy ra tai nạn đến vassis được hai tuần lễ Alexi đã chứng kiến một tai nạn kiểu đó và thiếu chút nữa thì anh ta cũng là một nạn nhân hơi grisuno. Grizu làm thứ khí tự nhiên trong các mỏ than hễ gặp lửa là nổ ngay. Không gì ghê gớm hơn cơn nổ ấy, nó đốt sạch, phá sạch tất cả chung quanh. Chỉ có thể ví với sức nổ của một thùng thuốc súng lèn đầy. Ngọn lửa đèn hoặc lửa diêm vừa bắt vào khí Grizu, tức thì đám cháy bùng lên như chớp nhoáng trong khắp đường hầm, phá tan mọi thứ trong hầm mỏ, kể cả những lò giếng thông hơi, đều bị nó hắt tung mãi đi. Nhiệt độ có lúc lên cao đến nỗi than thường trong mỏ nóng lên biến thành than cốc. Một vụ nổ khí Grizu đã xảy ra 6 tuần lễ trước, giết mất chừng một chục người thợ. Vợ quá của một người thợ ấy đã hóa điên. Tôi hiểu đó là người đàn bà dắt con đi tìm một con đường mát mẻ mà tôi gặp khi mới tới đây. Chống lại những vụ nổ ấy, người ta dùng nhiều cách đề phòng, cấm hút thuốc, và thường thường các kỵ sư, trong khi tuần tra bắt buộc thở phải hà hơi ngay vào mũi họ để xét xem có ai đã vi phạm điều cấm. Và cũng để đề phòng tai nạn kinh khủng ấy, người ta dùng loại đèn đây mang tên nhà bác học người Anh đã sáng chế ra nó. Những chiếc đèn ấy có một mạng lưới làm bằng những sợi kim khí đan khá dày bao bọc, lửa cháy không lọt qua những lỗ đan được. Khi gặp khí Grizu, chất khí sẽ bắt lửa nhưng chỉ cháy ngay bên trong đèn, không nổ lan ra ngoài. Mới đến Vasis, tôi đã tò mò muốn xuống hầm mỏ một chuyến thử xem sao những chuyện alexi kể càng kích thích tính tò mò ấy đến cao độ nhưng ngày hôm sau khi tôi nói với chú gasper thì chú bảo rằng không thể được vì chỉ những người làm trong mỏ mới được xuống mỏ mà thôi chú cười và nói thêm nếu chú muốn làm thợ mỏ cái đó dễ thôi thì điều chú mong ước sẽ được thỏa mãn nói cho đúng thì cái nghề này cũng chả phải là khổ hơn nhiều nghề khác và nếu chú sợ mưa sợ sấm thì cái nghề này thích hợp với chú đấy. Dẫu sao nó cũng còn đỡ hơn cái nghề hát rong trên đường thiên lý. Chú ở lại với Alexi nhé, đồng ý chưa, chú bé, rồi người ta cũng sẽ dùng Mattia nhưng không phải để thổi kèn đầy đâu nhá. Tôi đi tới vassis không phải là để ở lại đó, tôi đã dự định cho tôi một nhiệm vụ, một mục đích khác hơn là suốt ngày đầy một xe gòng ở tầng 2 hay tầng 3 tại mỏ tre. Bởi thế, tôi đành nén cái tính tò mò của tôi xuống. Tôi tưởng rồi cho đến khi lên đường, tôi cũng chả biết gì hơn ngoài những điều Alexi kể hoặc những câu giải đáp khi được khi mất ở chú Gaspard. Thế mà tình cờ tôi lại được biết tất cả những ghê rợn, được cảm thấy tất cả những kinh hoàng của một tai nạn mà đôi khi người thợ mỏ gặp phải. Chương 3: Thợ đun xe, nghề mỏ không phải là một nghề hại sức khỏe. Ngoài vài thứ bệnh hoạn do sự thiếu không khí kéo dài làm giảm hồng huyết cầu trong máu, thì người thợ mỏ cũng khỏe mạnh như người nông dân ở vùng khí hậu tốt người thợ mỏ còn hơn người nông dân ở chỗ tránh được những thay đổi của thời tiết, tránh được mưa, rét, nóng bức quá độ. Đối với anh ta thì cái hại lớn nhất là ở những vụ sụt hầm, những vụ nổ và những trận lụt, sau nữa là ở những tai nạn lao động xảy đến do bất cẩn hoặc vụng về. Một ngày trước hôm tôi định lên đường thì Alexi bị dập bàn tay phải khá nặng vì anh đã vụng về để cho một tảng than to đè lên, cả bàn tay thâm tím với nửa ngón tay bị dập. Thầy thuốc của sở mỏ đến khám và băng bó cho anh. Bệnh tình cũng không đến nỗi trầm trọng, bàn tay sẽ lành, cả ngón tay dập nữa. Nhưng cần phải nghỉ ngơi mới được, chú Gaspard vốn dễ tính, sự đời diễn ra thế nào thế ấy, không buồn phiền cũng không giận dữ. Chỉ có mỗi một điều có thể làm chú mất vui, đó là công ăn việc làm bị trở ngại. Khi chú nghe nói Alexi phải nghỉ nhiều ngày thì chú la lối lên. Trong những ngày đó, ai đẩy xe cho chú? Không có ai thay Alexi cả, nếu thay hẳn đi thì chú tìm được người đấy, nhưng ngay trong mấy ngày thôi thì lúc này không thu xếp được, người ta đang thiếu người làm, nhất là thiếu trẻ con. Tuy thế, chú cũng vẫn chạy ngược chạy xuôi cố tìm một người đôn xe. Nhưng chú không tìm được. Chú lại than thở, chồng chú quả thật khổ tâm, vì chú thấy mình bắt buộc cũng phải nghỉ việc, mà túi tiền của chú không cho phép chú nghỉ. Tôi nhận thấy thế và hiểu rõ nỗi khổ tâm của chú mặt khác cảm thấy trong hoàn cảnh như thế này mình hầu như có bổn phận phải đền đáp sự tiếp đãi của người ta theo cách của mình tôi hỏi chú xem cái công việc đẩy xe than có khó không chú trả lời còn gì dễ bằng chỉ việc đẩy một cái gỏng cho nó lăn trên đường sắt gỏng chắc là nặng không nặng lắm thằng alexi đẩy được kia mà ờ nhỉ vậy nếu alexi đẩy được thì cháu cũng đẩy được cháu ấy à chú cười ìm lên lát sau chú nghiêm trang nói hẳn là cháu làm được nếu cháu muốn cháu muốn vì cái đó giúp ích cho chú cháu là một chú bé tốt thế là quyết định rồi đấy mai cháu xuống mỏ với chú đúng là cháu giúp ích cho chú đấy nhưng có lẽ cũng sẽ có ích cho cháu một ngày kia nếu làm nghề này mà cháu thấy ưa thích thì còn hơn là đi lang thang trên đường thiên lý trong mỏ chẳng sợ đói đâu mattia sẽ làm gì trong khi tôi ở dưới mỏ nhỉ Tôi không thể bắt chú Gaspert nuôi nó. Tôi hỏi xem nó có muốn đi biểu diễn một mình với con Capi ở các vùng lân cận không? Nó nhận lời ngay. Nó vừa cười vừa nói, một mình tớ mà cũng làm ra tiền để thêm vào khoản tậu bò thì tớ thú lắm. Ba tháng sống chung với tôi, sống ở ngoài trời, Mattia không còn giống cái thằng bé gầy còm, buồn bực mà tôi đã gặp cạnh nhà thờ xanh mé đẹp đúng khi nó đói lạ lại càng không giống thằng nhãi nhóc mà tôi trông thấy lần đầu tiên ở góc nhà tên garofoli đang trông nồi thịt hầm chốc chốc lại đưa tay lên ôm cái đầu nhức nhối bây giờ thì mattia không còn bị nhức nhối cái đầu nữa nó cũng chẳng còn buồn chán mà cũng không gầy còm nữa chính cái gác xếp ở phố lossi đã làm cho nó giàu dĩ bây giờ thì nắng và khí trời đã đem lại sức khỏe cho nó do đó cũng đem lại sự vui tươi trong khi đi đường nó là tiếng cười là sự vui tính hiện thân lên, nó nhìn mọi việc ở khía cạnh tốt, trong chuyện rùi nó cũng tìm được thấy cái may, cái gì cũng làm nó vui được, đỉnh đinh gì cũng làm nó sướng rơn lên. Không có nó thì tôi đã ra sao rồi nhỉ, chắc là đã nhiều lần không chống nổi mệt nhọc và buồn phiền. Thế là chúng tôi giao hẹn với nhau, bắt đầu từ ngày hôm sau, trong lúc tôi xuống hầm mỏ làm việc thì Mattia đi biểu diễn âm nhạc và kịch để gia tài của chúng tôi thêm to tôi giải thích cách thu xếp này cho con capi nghe và chừng như nó cũng hiểu sáng hôm sau tôi mặc bộ đồ làm việc của alexi sau khi đã dặn dò mattia và capi lần cuối bảo phải hết sức ngoan trong khi biểu diễn thì tôi theo chú gasper lúc đưa cái đèn sách cho tôi chú bảo phải cẩn thận đấy cứ theo gót chú mà đi và lúc xuống thang bắc cháu nhớ đừng bỏ nấc thang trên khi chưa bám được nấc dưới chúng tôi đi vào đường hầm chú đi trước tôi theo sát chú chú nói tiếp nếu cháu trượt ở cầu thang thì chớ có buông xuôi phải cố víu vào cái gì đấy mà gượng lại chứ đáy hầm sâu và rắn lắm đấy dù không có những lời dặn dò ấy tôi cũng đủ xúc động lắm rồi không thể nào bình tĩnh được khi người ta từ bỏ ánh sáng để đi vào đêm tối rời bỏ mặt đất để đi xuống hang sâu tự nhiên tôi quay đầu nhìn lại nhưng chúng tôi đi đã khá sâu vào trong đường hầm cho nên ở đầu kia cái ống dài ấy ánh sáng chỉ còn là một quả cầu trắng tựa như cái mặt trăng ở giữa một vùng trời tăm tối không sao. Tôi lấy làm xấu hổ về cái cử chỉ máy móc ấy của tôi, nó chỉ diễn ra trong một thoáng, và tôi lại bước theo gót chú Gaspard ngay. Lát sau, chú nói, cầu thang đây, và chúng tôi đã đứng trước một cái hang đen ngòm. Trong khoảng sâu mà mắt tôi không ước lượng được, tôi thấy những ánh lửa đu đưa, gần miệng hang thì còn to, càng đi xa càng nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là những đốm. Đó là đèn của những người thợ mỏ đã vào hầm trước chúng tôi. Một luồng không khí hâm hầm thổi tạt vào mặt, mang đến chúng tôi tiếng thì thào chuyện vãn của họ. Trong không khí ấy có cái mùi mà bây giờ tôi mới hít thở lần đầu. Một cái mùi gì như là mùi ê và dầu xăng trộn lẫn. Hết cầu thang thì đến cầu thang bắc, hết thang bắc thì đến một cầu thang nữa. Đến cuối cầu thang này, chú Gaspard nói, chúng ta đã đến tầng một. Chúng tôi đang ở trong một hầm xây cuốn tò vò hai bên có tường gạch thẳng đứng. Vòm cuốn hơi cao hơn tầm người một ít, tùy thế có những đoạn người ta phải cúi xuống mới đi qua được, vì vòm đá sụt xuống, hoặc là vì đất nền đã cồn lên. Chú Gaspard nói, sức ép của đất như thế đấy, vì hòn núi bị khoét khắp nơi và trong lòng núi có những chỗ trống cho nên đất cứ muốn sụt xuống và khi đã quá nặng thì nó đè bẹp hầm. Trên nền đất có đường dây và dọc theo đường hầm có một dòng nước. Dòng nước này sẽ hợp với nhiều dòng khác chúng đều do những mạch nước gì kết lại. Tất cả đều đổ dồn vào một giếng chứa. Thế là máy bơm mỗi ngày phải hút từ 1.000 đến 1.200 mét khối nước đổ ra sông Đi Von. Nếu máy nghỉ thì hầm mỏ bị lụt ngay. Với lại, bây giờ thì chúng ta đang ở ngay dưới lòng sông Đi Von đấy. Tôi giật mình đánh thoát một cái làm cho chú Gaspard cười vang. Ở sâu những 50 mét như thế này thì cháu không ngại bị nước đổ xuống đầu đâu. Rủi có một cây hang, cây lỗ gì thì sao? Ừ phải một cây lỗ thì đáng sợ đấy các đường hầm đi ngang dọc chín mười lần dưới lòng sông có những mỏ đáng sợ lụt nhưng ở đây thì không rizu cháy hầm sạt mìn nổ bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi đến công trường chú Gaspard chỉ bảo công việc cho tôi làm khi chiếc xe gòn của tôi đầy than chú cùng đẩy với tôi để chỉ bảo cho tôi cách đẩy xe cho tôi giếng lấy than và cách đỗ xe bên đường tránh khi gặp xe khác đi ngược chiều chú nói có lý cái nghề đẩy xe than này không khó, vài giờ sau thì tôi đã làm tạm được, nhưng chưa thành thạo. Tôi chưa quen tay, chưa khéo tay, mà thiếu những cái đó thì có nghề gì ta làm tốt được. Tôi đành hì hà hì hục lấy sức tay vào, cho nên mệt nhiều mà hiệu quả thì ít. Cũng may là cảnh sống mấy năm qua, nhất là hành trình ba tháng vừa rồi, đã làm cho tôi quen chịu đựng mệt nhọc. Vì thế, tôi không hề kêu rên, và chú Gaspard tuyên bố tôi là một thằng bé ngoan sau này tất trở thành một người thợ mỏ giỏi nhưng tôi chỉ thích xuống mỏ chứ có thích gì ở lại trong mỏ tôi chỉ tò mò thôi tôi không nghe thấy tiếng gọi của nghề nghiệp muốn sống trong lòng đất phải có những đức tính đặc biệt mà tôi không có phải ưa lặng lẽ quạnh hiu trầm tư mặc tường phải biết sống những khắc những ngày đằng đẵng tâm trí lăng xuống với mình không trao đổi với ai một lời không có một phút giải trí thế mà tôi thì không có cái khiêu ấy giờ này tôi quen sống lang thang luôn chân đi luôn mồm hát những giờ khác tôi đẩy xe gòng trong đường hầm sao mà lạnh lùng buồn tẻ thế đường hầm âm u chiếc đèn tay le lói tiếng ù ù xa xôi của xe gòng lăn trên đường sắt tiếng róc rách của dòng nước thỉnh thoảng tiếng mìn nổ lại xé toang sự lặng lẽ cõi âm này và làm cho nó càng nặng nề ảm đạm thêm xuống mỏ lên mỏ mất nhiều công sức cho nên người ta ở luôn dưới mỏ suốt cả ngày 12 tiếng đồng hồ không về nhà ăn trưa. Người ta ăn uống ngay ở công trường, gần khu khai thác của chú Gaspard, có một người đun xây gòng không phải là trẻ con như những người đun gòng khác. Người ấy, ngược lại là một ông già dâu bạc, khi tôi nói dâu bạc phải hiểu rằng nó chỉ bạc ngày Chủ nhật, ngày Tổng vệ sinh, còn trong tuần thì ngày thứ hai nó bắt đầu ngả màu xám để đến thứ bảy thì đen hoàn toàn. Người ấy trên 60, ngày còn trẻ ông ta là thợ chống hầm tức là thợ mộc chuyên việc làm cọc gỗ chống hầm và chăm sóc sửa chữa những cọc ấy. Nhưng trong một vụ sập hầm, ông bị dập nát ba ngón tay, từ đấy ông phải bỏ nghề thợ mộc. Vì ông bị bốp ba người bạn thợ mà bị nạn cho nên sở mỏ của ông cho ông hưởng một khoản trợ cấp nhỏ. Ông sống bằng khoản trợ cấp ấy được mấy năm, sau đó sở mỏ bị vỡ nợ, ông trở thành không nghề nghiệp, không kế sinh nhai. Lúc ấy ông phải xin vào làm thợ đẩy xe ở mỏ choe người ta quen gọi ông là cụ giáo bởi vì ông hiểu biết nhiều điều mà những người thợ quốc ngay đến thợ cả cũng không biết và cũng tự hào về những kiến thức đó lúc nào ông cũng sẵn sàng trình bày trong các bữa ăn trưa chúng tôi làm quen với nhau và ông tỏ ý trìu mến tôi ngay tôi là một đứa say sưa nói chuyện ông là một người vui chuyện hóa nên chúng tôi trở thành đôi bạn chẳng rời nhau thường thường trong mỏ người ta ít nói nên những người khác bảo chúng tôi là ba hoa. Nghe những chuyện Alexi kể, tôi còn thèm thuồng vì chưa hiểu hết những điều mình muốn biết. Những câu trả lời của chú Gaspard cũng vẫn chưa làm tôi thỏa mãn, vì khi tôi hỏi chú chẳng hạn, than đá là gì? thì chú cứ một mực trả lời, đó là than có cái dáng đá. Câu giải đáp của chú về than đá cũng như các câu giải đáp tương tự về những việc khác không làm cho tôi vừa ý bởi vì cụ vitalis đã tập cho tôi cái thói quen không chịu thỏa mãn một cách dễ dàng như vậy khi tôi hỏi cụ giáo cái câu ấy thì cụ trả lời khác hẳn cụ nói than đá thì cũng là than củi mà thôi khi chúng ta đốt than đá chúng ta không bỏ vào lò những cây cối ở thời đại chúng ta do những con người như cháu và bác làm thành than chúng ta bỏ vào lò những cây cối từ đời xưa đời xưa do những lực lượng thiên nhiên biến thành than những lực lượng như cháy rừng núi lửa Động đất, thấy tôi nhìn cụ một cách kinh ngạc, cụ bảo, hôm nay chúng ta không có thì giờ nói cái chuyện ấy, phải đẩy xe đã. Nhưng mai chủ nhật, cháu đến bác chơi, bác sẽ giải thích cho nghe. Ở nhà bác có những mẫu than, mẫu đá bác nhặt nhạnh được từ 30 năm nay, chúng sẽ giúp cháu hễ nghe cái gì thì nhìn thấy và hiểu ngay cái ấy. Người ta cười mà gọi bác là cụ giáo, nhưng cháu sẽ thấy cũng có ích ít, ít nhiều, đời sống của con người không phải chỉ ở hai bàn tay nó còn ở trong đầu nữa. Trạc tuổi cháu, bác cũng ham hiểu biết như cháu bây giờ. Sống trong mỏ bác muốn hiểu biết những điều mình nhìn thấy hàng ngày. Bác hỏi han các kỹ sư những khi họ vui lòng nói chuyện và lúc đọc sách. Sau khi bị nản, bác có thì giờ nhàn rỗi và dùng thì giờ ấy để học hỏi. Sách vở là những cặp kính. Khi người ta có đôi mắt để trông nhìn mà người ta mang thứ kính ấy lên thì người ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều bây giờ thì bác không có nhiều thì giờ lắm để đọc sách và bác cũng không có tiền mua sách. Nhưng bác còn cặp mắt luôn mở, mai cháu tới nhà bác nhé. Được bày vẽ cho cháu, trông nhìn quanh cháu, bác cũng thích lắm. Một lời hay lọt vào một lỗ tai tốt sẽ làm nảy nở những gì, ai biết được. Vì đã đưa đường cho một nhà bác học lớn là mươi 24, đi vào đường hầm mỏ ở Bé Caesar và nghe ông ta nói chuyện trong lúc nghiên cứu mà bác nảy ra cái ý định muốn học tập và cũng nhờ vậy mà ngày nay bác hiểu biết hơn các bạn khác ít nhiều thôi mai nhé sáng hôm sau tôi báo với chú gasper là tôi đi thăm cụ giáo chú cười bảo tôi à vậy là thằng bé đã gặp được người để chuyện rồi đi đi cứ đi đi cháu ạ à? cháu thích thì cứ đi dẫu sao thì tin cái gì không tin cái gì cũng tùy cháu cả có điều là nếu cháu học được gì ở ông cụ ấy cũng đừng nên tự phụ vì nó cái, cụ giáo, ấy mà không tự phụ thì quả là một con người tốt. Cụ giáo không ở trong thành phố như phần nhiều những người thợ mỏ. Cụ ở một nơi buồn tẻ, nghèo nàn, trong vùng có những hang hốc tự nhiên khoét sâu vào sườn núi, cách thành phố một quãng ngắn. Cụ ở nhà một bà già vợ hóa của một người thợ mỏ chết vì nạn sập hầm. Bà ấy cho cụ thuê cái hầm nhà bà và cụ kê dương nằm ở chỗ khô giáo nhất. Nói thế không phải là nó khô giáo lắm đâu, bởi vì nấm vẫn mọc ngay trên chân giường nhưng đối với một người thợ mỏ luôn luôn dầm chân dưới nước suốt ngày bị nước giỏ trên người thì đây là một điều vụn vặt không đáng kể cái vấn đề trọng yếu là được ở gần các hang núi để tìm tòi nghiên cứu nhất là làm sao có chỗ để tùy ý cắt đặt những mảnh than những hòn thạch mà cụ tập hợp khi tôi bước vào thì cụ ra đón tôi và nói giọng sảng khoái bác đã mừng cháu một tiệc hạt rẻ lùi nhắm với vang trắng đây ừ tuổi trẻ có tai có mắt muốn nghe, muốn nhìn thì cũng có học nữa. Muốn đánh bạn với họ, phải thỏa mãn tất cả các cây ấy cùng một lúc. Sau tiệc hạt rẻ, chúng ta sẽ trò chuyện và bác cũng sẽ chỉ cho cháu xem kho siêu tầm của bác. Cụ nói mấy tiếng, kho siêu tầm của bác, với giọng tự hào có lẽ không có ông viện trưởng viện bảo tàng nào tự đắc đến thế. Nói cho đúng thì cái kho siêu tầm ấy cũng khá phong phú, theo sự nhận xét của tôi, và nó chiếm cả gian phòng. Mẫu bé thì xếp trên những tấm ván hoặc trên những chiếc bàn, mẫu lớn thì đặt dưới đất. Đã 20 năm nay, trong lúc tìm tòi khảo cứu, cụ góp nhặt tất cả những cái gì đáng chú ý. Các mỏ ở khu vực sông Ke và sông Đi Von vốn giàu nhưng cây cỏ hóa thạch, cho nên ở kho tàng của cụ có những mẫu rất quý có thể làm cho một nhà địa chất hay một nhà sinh vật học sung sướng. Cụ giáo nôn nóng nói cũng như tôi nôn nóng được nghe cho nên chúng tôi thanh toán nhanh chóng bữa tiệc hạt rẻ. Cụ nói, cháu muốn biết than đá là gì thì hãy nghe đây, bác sẽ giảng cho cháu, đại khái và văn tắt, để cháu đủ sức xem những vật mẫu của bác. Chúng sẽ giảng giải rõ hơn vì mặc dù người ta gọi bác là cụ giáo, bác đâu có phải là một nhà bác học, không, còn xa lắm. Cái quả đất chúng ta ở ngày xưa không phải như thế này nó trải qua nhiều trạng thái sau các cuộc biến động. Đã có những thời kỳ đất nước ta đầy ôm tùm những cây cỏ ngày nay chỉ mọc ở vùng nhiệt đới chẳng hạn như các loại phượng vĩ lớn rồi xảy ra một cuộc biến động lớn và những loại thực vật khác đã thay chân cho những loại ấy thế rồi đến lượt những loại này cũng thay thế bằng những loại mới và sự việc cứ thế mà tiếp diễn trong có dễ hàng triệu năm những thực vật ấy chết trồng chất lên nhau và thối mục ra làm thành các tầng than cháu không tin thế hả à? lát nữa bác sẽ chỉ cho cháu xem trong loạt mẫu vật của bác có những màu than và rất nhiều những mảnh đá lấy ở các việc quặng trên trần hầm hoặc thành hầm, còn in dấu vết những cây cỏ ấy. Dấu vết cây cỏ ở đây được giữ lại rõ rệt như những cây cỏ người ta xếp giữa các tờ giấy của một quyển tiêu bản thực vật. Thế là than đá hình thành do cây cỏ dồn chứa lại, như bác đã nói, đó chỉ là gỗ phân hóa và bị ép xuống. Cháu sẽ hỏi, sự chứa chất ấy diễn ra như thế nào? điều đó khó giải thích hơn và hình như các nhà bác học cũng chưa giải thích được tường tận bằng chứng là họ không nhất trí với nhau có nhiều người cho là nước đã đưa tất cả cây cỏ ấy ra biển ở đấy chúng kết thành những bè to lớn bị dòng nước biển xô đi và giạt vào nơi này nơi kia có người bảo những tầng than hình thành do cây cỏ chất chứa lại một cách bình thường những cây cỏ này nối tiếp nhau chôn vùi ngay ở nơi chúng mọc và họ làm những con tính khiến đầu óc ta choáng váng họ tính ra nếu chặt một hecta rừng xếp trải ra trên diện tích ấy thì chỉ được mộ lớp gỗ dày 8 ly là cùng, gỗ ấy thành than thì chỉ còn 2 ly. Thế mà ở dưới đất có những tầng than dày đến 20, 30 mét. Vậy phải bao nhiêu năm mới hình thành những tầng than như vậy? Chắc cháu cũng biết một rừng cây không phải mọc trong một ngày, mà phải khoảng 100 năm. Để làm thành một tầng than dày 30 mét, phải có 5.000 rừng kế tiếp nhau mọc ở chỗ ấy nghĩa là phải 50 vạn năm. Con số đó đã kinh khủng lắm phải không? Tuy thế nó vẫn chưa đúng bởi vì cây cối không mọc nối tiếp nhau đều đặn như vậy. Phải hơn 100 năm nó mới mọc lên và chết đi được, và khi một loạt mới thay thế một loạt cũ thì cần phải có nhiều sự đổi thay, nhiều cuộc biến động, cây lớp cây mục ấy mới thành thức ăn cho loại cây mới. Ấy đấy, cháu thấy chưa, 50 vạn năm đã có nghĩa lý gì? Chắc là phải hơn thế nhiều. Nhiều nhưng là bao nhiêu? Bác không biết và cũng không phải là người đủ sức tìm tòi được điều đó. Bác chỉ muốn cho cháu một ý niệm về than đá, để cháu có đủ trình độ xem những vật mẫu của bác. Bây giờ thì mời cháu đi xem nào, tôi ở đến đêm, vì cứ gặp một mảnh đá, mỗi dấu vết cây cỏ, cụ giáo lại giảng dài. Nhờ vậy mà rốt cuộc, tôi cũng tạm tạm hiểu những điều thoạt đầu làm tôi hết sức ngạc nhiên. chương 4, lụt mỏ, sáng hôm say, chúng tôi lại gặp nhau trong mỏ, này cụ giáo, Chú Gaspard nói, cụ có hài lòng về thằng bé không đấy? Có chứ, nó biết lắng tai nghe và tôi tưởng rồi đây nó cũng sẽ biết mở mắt nhìn. Trong khi chờ đợi, nó phải biết vung tay làm cây đã. Chú Gaspard đùa thế, rồi đưa cho tôi một cái nêm để giúp chú cậy một tảng than đã đục soi ở dưới. Những người thợ quốc thường bảo thợ đun xe giúp mình như vậy. Tôi đẩy xe gòn của tôi đến giếng xúc lần ấy là lần thứ ba. Thỉnh lình tôi nghe từ phía giếng vang lại một tiếng động dữ dội, một tiếng rền kinh khủng tôi chưa bao giờ nghe một tiếng như thế từ khi tôi vào làm trong mỏ một vụ sạt hầm trăng hay là tất cả mỏ sụp đổ tôi lắng nghe tiếng ầm ầm kéo dài và dội đi tứ phía cái gì thế này nhỉ thoạt tiên tôi hoảng sợ và tôi toan chạy lại thang bắc để thoát thân Nhưng người ta đã nhiều lần chê nhạo tôi về những chuyện sợ sệt hão huyền nên lúc ấy tôi thấy xấu hổ và dừng lại chắc là vụ nổ mìn hoặc là một cây thùng xúc rơi xuống giếng mà thôi hoặc có lẽ chỉ là tiếng đất đá vữa vụn đổ xuống theo các hành lang bỗng một đàn chuột cống chạy đâm sầm qua chân tôi y như một đội kỵ binh rút chạy thoát thân rồi tôi nghe như có tiếng cọ sát vào nền đất và tường hầm một thứ tiếng cọ sát lạ lùng trong ấy có tiếng nước vỗ chỗ tôi đứng hoàn toàn khô giáo cái tiếng ấy từ đâu mà ra không thể hiểu được tôi cầm đèn để soi thử và hạ xuống gần mặt đất đúng là có nước nước về từ giếng và đi ngược đường hầm cái tiếng ầm ầm dữ dội cái tiếng rền đó là tiếng nước đổ vào mỏ tôi bỏ xe lại chạy về công trường chú gaspard ơi nước đổ vào mỏ lại chuyện vớ vẩn đáy sông đi von bị thủng ta chạy trốn đi thôi đừng quấy chú mà chú nghe thử coi giọng của tôi xúc động quá nên chú gaspard ngừng tay cuốc để nghe ngóng vẫn cái tiếng ấy tiếp tục càng to hơn càng khủng khiếp hơn không còn nghi ngờ gì nữa, đó là tiếng nước xô đến. Chú Gaspard thét chạy nhanh đi, nước vào mỏ rồi, vừa thét, nước vào mỏ rồi, chú vừa vớ chiếc đèn vì đó là cử chỉ đầu tiên của người thợ mỏ, và chui tuột xuống đường hầm. Tôi đi chưa được 10 bước thì trông thấy cụ giáo cũng xuống đường hầm để tìm hiểu cái tiếng động đã làm cụ chú ý. Chú Gaspard kêu, nước ở trong mỏ, sông đi von thủng đáy. Tôi nói, mày cứ nói nhảm, chạy đi cháu, cụ giáo thét mực nước trong hầm lên rất mau, lúc đó đã đến đầu gối chúng tôi, cho nên không chạy nhanh được. Cụ giáo cũng chạy theo chúng tôi và cả ba chúng tôi mỗi khi chạy qua một hốc lấy than đều gọi chõ vào. Chạy đi các anh, nước vào mỏ rồi, nước dâng lên với tốc độ điên cuồng. May sao, chúng tôi ở gần chân thang, nếu không thì không tài nào tới kịp. Cụ giáo đến chân thang trước, nhưng cụ dừng lại và nói, lên trước đi, tôi là người già nhất, và lại tôi không có gì ân hận. Ở trong hoàn cảnh đó, nhường nhịn lễ nghĩa lại là không phải lúc, cho nên chú Gaspard lên trước, thư đến tôi, rồi đến cụ giáo và đằng sau cụ cách một quãng khá xa, có mấy người thợ chạy theo chúng tôi. Không bao giờ người ta vượt cây quãng 40 mét giữa tầng 2 và tầng 1 nhanh như vậy. Nhưng trước khi lên đến nấc cuối cùng thì một mảng nước đổ ập xuống đầu chúng tôi và dội tắt mấy cái đèn. Quả là một cái thác lũ, chú Gaspard thét cố bám nhé, chú ấy cụ giáo và tôi bám rít vào mấy nấc thang và chống giữ được nhưng những người lên sau bị cuốn đi hết nếu chúng tôi cũng còn mươi bậc thang nữa mới lên tới thì chắc chắn cũng đã bị xô xuống như họ bởi vì cái thác nước trong nháy mắt đã trở thành như một cơn lũ đến tầng một cũng không phải là đã thoát nạn vì còn phải leo những năm chục mét nữa mới thoát ra khỏi mỏ mà ở tầng ấy cũng có nước đèn chúng tôi lại tắt hết chẳng còn nhìn thấy gì giọng cụ giáo nói khá bình tĩnh, nguy mất rồi, vừa lúc ấy thì bảy tám ngọn đèn hiện ra trong đường hầm, đi về phía chúng tôi. Nước đã đến gối, không cần cúi xuống, bàn tay chúng tôi cũng mó phải. Không phải thứ nước lặng mà là một dòng thác lũ gặp vật gì cũng cuốn đi cả và làm cho những thớt gỗ quay cuồng như những chiếc lồng chim. Những người sách đèn đi ngược phía chúng tôi đi theo đường hầm để đến thang gần đấy. Nhưng trước một dòng thác lũ như thế thì không thể được, làm sao đẩy nó lùi làm sao chống lại sức cuốn của nó làm sao chống lại được những thớt gỗ nó lùa đi cái câu cụ giáo bột miệng kêu những người này cũng bột miệng kêu nguy mất rồi họ đã đến chỗ chúng tôi cụ giáo là người duy nhất còn ít nhiều tỉnh táo cụ thét đi tới chỗ đó ở chỗ công trình cũ là nơi duy nhất có thể tránh nạn được khu công trình cũ là một khu vực mò đã bỏ từ lâu không ai tới đó trừ cụ giáo cụ thường lui tới để tìm tòi những vật quý lạ cụ nói lớn, hãy quay trở lại ngay, cho tôi một cái đèn, tôi sẽ đưa các người đi. Ngày thường, khi cụ nói người ta cười phì hoặc nhún vai mà quay lưng lại. Nhưng bây giờ thì những tay khỏe nhất và tự phụ nhất vào sức khỏe của mình cũng đã bùn rùn tay chân. Và tất cả đều giam giáp theo lời cái ông già ngây ngô mà 5 phút trước họ còn chế diễu. Tự nhiên cả mấy chiếc đèn đều chìa lại phía cụ. Cụ vội vàng sách một chiếc, còn tay kia thì kéo tôi cụ dẫn đầu đoàn chúng tôi đi lên vì xuôi chiều nước nên chúng tôi đi được khá nhanh tôi không biết là đi đâu nhưng tôi đã có hy vọng chúng tôi đi dọc theo đường hầm một lúc trong mấy phút hay mấy giây không biết vì chúng tôi chẳng có ý niệm gì về thời gian nữa rồi cụ giáo dừng lại cụ kêu lên không kịp rồi nước lên mau quá quả thật nước lên nhanh như vọt từ đầu gối nó lên hông rồi đến ngực tôi chúng ta phải chui vào một ngách ngược cụ giáo nói rồi sau đó, ngách ngược không có lối thoát, chui vào một cái ngách ngược thì đúng là chui vào một cái ngõ cụt. Nhưng không phải lúc chờ đợi hay kén chọn, một là phải chui vào ngách ngược và như thế là còn lợi được dăm 3 phút nghĩa là còn hy vọng thoát nạn, hay là phải tiếp tục đi dọc theo đường hầm để chắc chắn bị ngập đầu chim nhìm trong mấy giây nữa. Vậy nên theo sau cụ giáo, chúng tôi chui vào ngách ngược. Có hai người khác cứ thế tiếp tục đi sâu vào ngách hầm, hai người này về sau không bao giờ chúng tôi gặp lại. Vào đây, hoàn hồn, chúng tôi mới nghe rõ cái tiếng ầm ầm làm choáng tai chúng tôi từ khi bắt đầu chạy trốn. Đó là tiếng đất lở, tiếng nước xoáy, nước đổ, tiếng gỗ trông gãy, tiếng nổ của không khí bị ép. Tất cả làm thành một tiếng náo động khủng khiếp khiến chúng tôi mất vía mất hồn. Đúng là cơn hồng thủy, 25 tận thế đến nơi, lạy chúa, hãy thương lấy chúng con, từ khi vào ngách ngược cụ giáo không nói gì cả cụ không thèm than thở vô ích bây giờ cụ nói các chú ạ à, các chú đừng phí sức nếu chúng ta cứ dùng tay chân mà bấu víu thế này thì chả bao lâu chúng ta sẽ mệt lả đi phải khoét đá làm chỗ tựa mới được lời khuyên đúng nhưng khó thực hiện vì không ai mang cuốc chim theo cả ai cũng có đèn không ai có dụng cụ cụ giáo tiếp dùng cái móc đèn mà đào thế là người nào cũng lấy móc đèn mà moi đất công việc khó khăn lắm vì ngách dốc quá và trơn nhưng biết rằng hễ trượt chân một cái là tụt thẳng đến chỗ chết nên người ta khỏe ra và khéo tay khéo chân hơn chỉ trong mấy phút mỗi chúng tôi đã khoét được một cái hốc để đặt bàn chân xong việc đó chúng tôi nghỉ một chút và nhận mặt nhau có bảy người cụ giáo đến tôi ở cạnh cụ rồi chugaspert tiếp đó ba người thợ quốc là paget cầm pyro bé cao nhu và một thợ đun xe là carreri những người khác đã mất tích trong đường hầm, tiếng động trong hầm mỏ vẫn vang lên dữ dội, chứ không giảm đi chút nào. Âm vang của sự náo động ghê rợn ấy mãnh liệt như thế nào, quả không có chữ gì diễn tả được. Đại bác bắn, xét nổ, núi sạt cùng một lúc e cũng không gây tiếng động lớn như vậy. Đỡ đẫn, hoàng hồn vì khiếp sợ, chúng tôi nhìn nhau, mỗi người cố tìm trong mắt người bạn bên cạnh sự giải thích mà mình không tìm ra được người này nói nạn hồng thủy, người kia ngày tận thế, rồi động đất lụt do nước đọng ở khu công trình cũ, chắc là sông đi von bị thủng đáy, lời ước đoán sau cùng này là của tôi. Tôi không thể từ bỏ ý nghĩ đáy sông đi von bị thầm lậu một chỗ, cụ giáo không nói gì cả, cụ nhìn hết người này đến người khác, nhún vai, bình tĩnh y như là đang thảo luận ở giữa trời, dưới bóng một cây dâu, trong lúc ăn một củ hành. Cuối cùng, khi mỗi người đã phát biểu ý kiến của mình, cụ nói, lụt thì đây hẳn là một trận lụt, do động đất mà ra, ở khu công trình cũ tràn đến, qua một lỗ thủng ở đáy sông Đi mỗi người nhắc lại một điều mình đã nói. Cụ giáo vẫn lặp lại, đây là một trận lụt, rồi sao nữa, lụt ở đâu đến, nhiều người nổi lên hỏi cùng một lúc. Tôi không biết, nếu chỉ riêng có tầng 3 bị lụt mà bảo là lụt từ công trình cũ thì còn có thể tin, đằng này cả tầng 2 và tầng 1 cũng bị các anh biết rằng nước chảy xuống mãi chứ không bao giờ chảy lên mà cái lỗ thủng tự nhiên thì không thể sinh ra những lỗ thủng như vậy chắc là động đất tôi không biết không biết thì đừng nói tôi biết là lụt và thế là có biết ít nhiều rồi lụt từ trên xuống gớm chửa cái đó ai không thấy nước đuổi theo ta mà từ khi vào chỗ khô giáo người ta cảm thấy an toàn nên không cần nghe cụ giáo nữa thôi đừng có làm bộ thông thái nữa anh có biết gì hơn chúng tôi đâu trong lúc nguy nan sự quyết đoán của cụ giáo đã gây nên uy tín cho cụ uy tín ấy bây giờ mất rồi cụ lạng yên không cãi lại để cho át tiếng động chúng tôi nói như gào thét thế nhưng tiếng chúng tôi cứ như thì thầm cụ giáo bảo tôi cháu thử nói lên xem nói gì bây giờ nói gì cũng được miễn là có nói nói những tiếng thoạt tiên cháu nghĩ đến tôi nói một vài câu được bây giờ nói khẽ hơn được rồi Tốt, này cụ giáo, cụ loạn óc rồi đấy à, Pages nói. Cụ sợ quá mà hóa điên rồi chăng, cụ tưởng cụ đã chết rồi phòng, tôi tưởng rằng nước sẽ không lên đến chỗ chúng ta và nếu phải chết thì chúng ta sẽ không chết đuối. Thế nghĩa là thế nào, cụ giáo, anh nhìn đèn của anh xem, thì nó vẫn cháy, có giống như thường ngày không, ngọn đèn sáng trói hơn nhưng ngắn hơn, có grizu à, không, cụ giáo nói, cả cái đó cũng không đáng sợ. Sự nguy hiểm không ở khí Grizu, cũng không ở nước, nước từ bây giờ sẽ không dâng lên tất nào nữa. Thôi đừng có bí mật như làm trò phù thủy, tôi không làm trò phù thủy, chúng ta đang như ở trong một cái chuông không khí, 26 và chính không khí bị ép cản nước lại không cho lên. Cái nách này bịt bùng ở trên có tác dụng như cái chuông của người thợ lặn. Không khí bị nước dồn lại đã tụ cả ở đây và bây giờ nó chống lại nước, ngăn nước không cho lên thêm nữa nghe cụ giáo giải thích rằng chúng tôi đang ở trong một thứ chuông thợ lặn ở đó nước không lên tới chúng tôi có người bàn tán không tin nhảm chưa không phải nước mạnh hơn tất cả à đúng thế khi nó tự do ở ngoài trời nhưng khi anh áp cái cốc xuống thùng nước nước có lên đến đáy cốc không không chứ cứ còn một khoảng trống ấy đấy có khoảng trống ấy là vì có không khí ở đây cũng thế chúng ta đang ở trong đáy cốc nước có luôn luôn lên tới chúng ta đâu cái đó tôi hiểu, chú Gaspard nói. Và bây giờ, các bác ạ, à, tôi thiết tưởng các bác hay chế nhạo cụ giáo là không đúng. Cụ biết những cái chúng ta không biết, thế là chúng ta thoát nạn, Carrery kêu, thoát nạn, tôi không nói vậy, ta không chết đuối, đó là điều tôi bảo đảm. Cái nó cứu chúng ta là ở chỗ ngách này bịt bùng, không khí không thoát ra được. Nhưng chính cái cứu ta cũng là cái hại ta, không khí không thoát ra được, nó bị giam hãm nhưng chúng ta cũng bị giam hãm chúng ta không thoát ra được khi nước xuống nó có xuống không cái đó tôi không biết muốn biết cái đó phải biết do đâu mà nó lên và ai trả lời được cụ đã bảo là lụt mà ừ rồi sao nữa lụt thì chắc chắn là lụt rồi nhưng do đâu mà lụt sông đi vòn đã dâng tràn đến giếng mỏ trăng mưa rông trăng một con suối lở bờ hay là một trận động đất phải ở ngoài mới nói được hốn thay chúng ta lại ở trong có lẽ thành phố bị cuốn đi rồi, có lẽ một phút yên lặng và hãi hùng, nước không đổ ầm ầm nữa, duy thỉnh thoảng từ trong lòng đất dội tới những tiếng nổ không âm vang, và người ta cảm thấy hình như đất rung chuyển. Cụ giáo bảo cả hầm mỏ này chắc là đầy ắp rồi, bởi vì nước không lên nữa. Ôi thằng Pierre, bác Pagues kêu thất vọng, Pierre là con bác ấy, cũng là thợ quốc như bác. Pierre làm việc ở tầng 3 nãy giờ bản năng sinh tồn quá mạnh át đi tất cả khiến bác không nhớ đến con nhưng cái câu mỏ này đầy ắp rồi của cụ giáo đã lôi bác tỉnh dậy bác kêu lên những tiếng xé ruột e, pierre e, không ai đáp cả tiếng rội lại cũng không có tiếng gọi trầm đi và tắc lại trong cái chôm kín cụ giáo nói nó cũng tìm được một ngách ngược thôi không có lý do nào mà đến trăm rưỡi con người chết đuối một lần như thế thì gớm ghiếc quá, cụ giáo nói thế, nhưng qua giọng nói cụ tôi thấy hình như cụ cũng không tin tưởng cho lắm. Sớm nay ít ra là 150 người xuống mỏ. Trong số đó có bao nhiêu đã leo giếng lên khỏi mỏ, bao nhiêu đã tìm được chỗ lánh nạn như chúng tôi. Tất cả những người bạn thợ mỏ của chúng tôi nguy rồi, chìm rồi, chết rồi. Không ai nỡ mở miệng nói một tiếng, tuy nhiên trong tình huống bấy giờ, lòng thương cảm không điều khiển con người. Sau mấy phút im lặng, bé cao nhu hỏi, này, thế chúng ta phải làm gì bây giờ? Làm gì? Chỉ có việc chờ. Cụ giáo nói, chờ gì? Chờ thôi. Hay là anh muốn soi thông cái khoảng cách bốn năm chục mét giữa mặt đất với chúng ta bằng cái móc đèn của anh? Thế thì chúng ta đến chết đói mất. Đó không phải là một đe dọa lớn nhất. Nào nào, cụ giáo, cụ nói đi. Cụ làm chúng tôi sợ quá. Mối họa ở đâu? Mối họa lớn nhất ở đâu mà ra nào? Đói còn có thể chịu được. Tôi đã xem sách thấy có những người thợ cũng bị bí trong mỏ vì nước lụt như chúng ta đây. Họ nhịn đói đến 24 ngày đêm mà không chết. Việc này xảy ra đã lâu lắm, mà dù có xảy ra hôm qua cũng chỉ thế thôi. Không, cái đói thì ta không sợ lắm, thế cái gì làm cụ lo ngại nào? Cụ đã nói rằng nước không dễ dâng lên thêm nữa mà. Các anh có thấy váng đầu, ù tai không? Các anh thấy có dễ thở không? Tôi thì không, tôi ấy à, tôi đau đầu tôi thì thấy người sao xuyến, buồn nôn, thái dương tôi giật giật, tôi thì tôi đờ đẫn cả người đi, ấy đấy, cái nguy cơ lúc này là ở chỗ đó, ở trong bầu không khí này, chúng ta có thể sống được bao lâu? Tôi không biết, vì tôi rốt nát, chứ nếu tôi là một nhà bác học thì tôi đã nói được rồi. Ta ở cách mặt đất khoảng 40 mét và ở bên dưới có lẽ độ 35 hoặc 40 mét nữa. Thế có nghĩa là không khí ở đây bị một sức ép khoảng từ 4 đến 5 phây trong không khí bị ép đó con người sống như thế nào đó là điều cần biết và chúng ta sắp biết đây duy phải đánh đổi sự hiểu biết ấy bằng những tổn thương có lẽ thế tôi không hiểu không khí bị ép là như thế nào hết chính vì đó mà những lời cụ giáo nói khiến tôi rất đỗi kinh hãi những người bạn thợ khác cũng xúc động không kém họ có hiểu biết gì hơn tôi đâu cái điều mình không hiểu là điều làm mình hãi hùng còn cụ giáo thì cũng không phút nào quên hoàn cảnh tuyệt vọng của anh em và tuy nhìn thấy rất rõ cả sự rùng rợn của nó, cụ chỉ nghĩ đến những việc cần làm để chống với tai ương. Cụ bảo, bây giờ thì hãy xếp đặt thế nào cho khỏi lăn tõm xuống nước. Có hốc rồi mà, các anh tưởng cứ đứng mãi một điệu như thế này mà không mỏi dã ra dạ. à. Thế cụ cho rằng chúng mình còn phải ở đây lâu lắm ư. Nào tôi có biết, người ta sẽ đến cứu chúng mình, cái đó đã hẳn, nhưng khi nào cứu được mới cứu chứ. Còn bao nhiêu lâu nữa người ta mới bắt đầu tổ chức cứu ta chỉ có những người ở trên kia mới nói được, còn chúng ta ở dưới này thì phải thu xếp thế nào cho đỡ khốn khổ nhất? bởi vì người nào trượt chân là người ấy đi đứt. chúng mình phải buộc nhau lại làm một khối, dây đông hay là nắm chặt tay nhau. tôi nghĩ rằng chúng ta đào thành những bậc như ở một cầu thang là tốt nhất. chúng ta có bảy người, đào hai bậc là đủ, bốn sẽ ngồi ở bậc trên, ba ở bậc dưới. đào bằng gì? chúng ta không có cuốc chim, ở chỗ đất bờ thì lấy móc đèn mà đào. Ở chỗ cứng thì dùng dao, không thể nào làm được, đừng nói thế, bác Pages, ở cảnh ngộ chúng ta, gì mà chúng ta không làm được để thoát chết. Đứng như thế này, ai ngủ gà ngủ gật thì chết toi. Nhờ bình tĩnh và quyết đoán, uy tín của cụ giáo càng lâu càng lớn lên trước mắt chúng tôi. Cái lớn lao, cái đẹp đẽ của sự dũng cảm là ở đó, nó chinh phục người ta. Tự nhiên tôi cảm thấy cụ đang đem nghị lực của cụ chống chọi với cái tai họa đã làm tinh thần chúng tôi sụp đổ, và chúng tôi trông chờ cái sức mạnh đó giải thoát cho chúng tôi. Việc phải làm trước hết hiển nhiên là khoét hai bậc thang đó, cho nên chúng tôi bắt tay vào việc. Phải cho có chỗ ngồi, nếu không được thoải mái thì ít nhất cũng phải vững vàng, để đừng lăn tõm xuống cái vực thẳm ở dưới chân. Chúng tôi thắp bốn cây đèn, đủ để ánh sáng làm việc. Cụ giáo bảo, hãy chọn chỗ để đào này các bạn chú gaspert lên tiếng tôi có đề nghị này giữa chúng ta chỉ có một người không quẫn trí là cụ giáo khi chúng ta cuống cuồng thì cụ vẫn tỉnh táo thế mới là một con người mà tâm địa cụ cũng tốt nữa cụ cũng đã từng là thợ quốc như chúng ta và về nhiều mặt cụ hiểu biết hơn chúng ta nhiều tôi đề nghị ta cử cụ làm chỉ huy và nhờ cụ điều khiển công việc cụ giáo à thằng carreri ngắt lời thằng này là một thằng ngu độn chỉ có trí khôn vừa đủ để đẩy chiếc gòng, sao lại không cử tôi? Nếu lấy một tay đẩy gòn thì tôi cũng là tay đẩy gòn như cụ ấy. Con bò, người ta đâu có cần người đẩy gòn, người ta cần một con người, mà giữa chúng ta thì cụ ấy là con người trọn vẹn hơn cả. Mấy hôm trước tao cũng ngu như mày và tao cũng nhạo báng cụ giáo như những người khác, nhạo báng để đánh chống làng cái việc mình rốt hơn người ta. Nào cụ giáo, cụ cắt cho tôi công việc gì đây? Hai tay tôi chắc, cái đó cụ biết rồi còn các anh kia ý kiến các anh như thế nào ấy cụ giáo chúng tôi tuân lệnh cụ và sẽ còn tuân lệnh cụ cụ giáo nói này các bạn đã muốn tôi chỉ huy thì tôi cũng sẵn lòng làm nhưng với điều kiện là tôi nói gì thì làm nấy có thể chúng ta sẽ phải ở đây lâu nhiều ngày đấy tôi không biết rồi sẽ ra sao chúng ta rồi cũng như những hành khách đắm tàu ở trên một cái bè giữa biển khơi hơn thế Tình cảnh chúng ta sẽ còn ghê gớm hơn nhiều, bởi vì ở trên bè, người ta còn có khí trời và ánh sáng, người ta thở được và trông nhìn được. Ở đây, nếu tôi là chỉ huy thì bất kỳ trường hợp nào, các anh cũng phải tuân lời tôi. Chúng tôi tuân lệnh cụ, tất cả đều nói một lượt. Khi các anh cho cái điều tôi bảo là đúng thì các anh vâng lời đấy, nhưng khi các anh không tin là đúng thì sao? Chúng tôi sẽ tin, ai cũng biết cụ là người trung hậu, cụ giáo hỏa. À? và là người dũng cảm lại là người hiểu biết nhiều cụ giáo nên bỏ qua những lời chế nhạo xưa kia cho chúng tôi lúc bấy giờ tôi chưa từng trải việc đời trông thấy những người buổi trước đây vừa tuôn lên đầu cụ giáo không biết cơ man nào là câu diễu cợt đến bây giờ lại thừa nhận cụ có những đức tính đáng quý tôi lấy làm lạ lùng hết sức tôi có biết đâu là có một số người hễ hoàn cảnh thay đổi thì ý kiến cảm tình cũng thay đổi cụ giáo hỏi các anh có thể là sẽ vâng lời tôi không Xin thế, chúng tôi đồng thanh đáp, thế rồi chúng tôi bắt tay vào việc. Mọi người đều có dao trong túi áo, những con dao tốt, cán chắc, lưỡi cứng. Cụ giáo ra lệnh ba người đào đất, ba người khỏe nhất, những người yếu hơn, Remy, carri paves và tôi thì chúng ta dọn đất vụn đã được đào bới ra. Cầm Pyro cao to như một người khổng lồ, nói, cụ đừng, cụ không nên làm, cụ không đủ sức đâu, người ta nhận thấy vai trò điều khiển của cụ giáo rất cần thiết đến mức sẵn sàng ù cụ vào chăn bông để tránh cho cụ mọi tai nạn và nguy hiểm. Cụ là người hoa tiêu của chúng tôi, giá như có công cụ thì công việc của chúng tôi dễ như bỡn, nhưng chỉ có dao không thôi nên vất vả quá và cố nhiên là phải lâu. Cần phải khoét đá, xít, làm thành hai bậc thang để tránh nguy cơ rơi xuống vực, và bậc thang đó phải đủ rộng để đủ chỗ, một bậc cho bốn người, một bậc cho ba người ngồi. Chúng tôi tiến hành công việc đào bới để đạt kết quả đó ở mỗi nơi làm việc, có hai người chuyên đào và một người lo đưa những mảnh đá, xít, xuống. Cụ giáo sách đèn đi lại giữa hai công trường. Trong khi đào, chúng tôi tìm thấy một đôi khúc gỗ chống bị vùi lấp dưới đất. Những khúc gỗ ấy rất có ích vì chúng giữ đất đá vụn không cho chảy xuống dưới. Sau ba tiếng đồng hồ làm liên miên không nghỉ tay, chúng tôi đã đào được những bậc vừa ngồi. Cụ giáo ra lệnh trước mắt, thế cũng đủ rồi. Sau này chúng ta sẽ mở rộng để có đủ chỗ nằm được không nên phí sức một cách vô ích vì chúng ta sẽ còn cần sức khỏe đấy. Chúng tôi xếp chỗ ngồi, cụ giáo, chú Gaspard, Carrery và tôi ngồi ở bậc dưới, ba người thợ quốc ở bậc trên. Phải tiết kiệm đèn dầu, cụ giáo nói, các anh tắt hết đi, chỉ để đỏ một ngọn thôi. Mệnh lệnh truyền ra được thi hành ngay, anh em sắp tắt hết những cây đèn không cần thiết thì cụ giáo ra hiệu cho họ ngừng tay. Cụ nói, hưởng tí đã một luồng gió có thể làm tắt chiếc đèn mà chúng ta trong điều này có lẽ cũng không xảy ra nhưng biết đâu đấy phải đề phòng cả những cái vô lý lúc đó thì ai có diêm để thắp lại nào mặc dù người ta nghiêm cấm việc đánh lửa trong mỏ hầu hết anh em thợ đều mang diêm trong túi áo vì ở đây không có kỹ sư để bắt những sự vi phạm nội quy cho nên khi nghe hỏi ai có diêm thì bốn người trả lời tôi cụ giáo nói tiếp tôi cũng có nhưng nó ngấm nước hết những người khác cũng bị như thế vì người nào cũng bỏ diêm ở túi quần mà chót dầm nước đến ngực hoặc đến tận vai. Thằng Careri hiểu chậm, trả lời càng chậm. đến lúc ấy mới nói tôi cũng có diêm đây, ướt, không biết, tôi để trong mũ. thế thì đưa cái mũ đây. cái mũ không vành của Careri là một cái mũ da rái to như cái khăn xếp của một anh thổ nhĩ kỳ ở chợ phiên. đáng lẽ đưa mũ như người ta bảo thì nó lại đưa bao diêm. Bao diêm không ngấm nước nhờ ở vị trí đặc biệt của nó trong lúc người chúng tôi ngâm dưới nước. Bây giờ thì thổi đèn đi, cụ giáo ra lệch, thế là chỉ có ngọn đèn le lói, dọi mờ mờ cây trùng nhốt chúng tôi. chương 5, trong ngách ngược, im lặng đã trở lại trong mò, không có tiếng động nhỏ nào vang đến chúng tôi. Dưới chân, nước nằm phẳng lặng, không một tí gợn, không một tiếng gì rào. Như cụ giáo nói, nước đầy ấp cả mò và sau khi tràn ngập các đường hầm từ nền đến nóc nước vít chúng tôi lại trong cái nhà tù này, vít kín hơn, chắc chắn hơn một bức vách đá. Cái im lặng nặng nề, bí hiểm, cái im lặng ở cõi âm này còn ghê gớm, còn kinh hồn hơn cái náo động gớm ghiếc khi nước tràn lên. Giờ đây, chúng tôi bị chôn sống dưới mồ và trên tim chúng tôi có ba bốn mươi thước đất đè xuống nặng chiếu. Khi lao động thì chúng tôi lãng khuây, bây giờ rỗi rãi, chúng tôi thật thấm thía cảnh ngộ của mình. Người nào cũng có lúc rời dã chán trường kể cả cụ giáo. Thình lình tôi cảm thấy có những giọt gì nóng nóng giỏ lên bàn tay tôi. Đó là thằng Careri đang khóc thầm. Cùng một lúc có nhiều tiếng thở dài và tiếng rên rỉ ở tầng trên. Pierre, Pierre con ơi! Đấy là tiếng bác Pages nhớ đến con mà than vãn. Không khí nặng nề khó thở. Tôi thấy tức ngực và ù tai. Cụ giáo thì không có vẻ phờ phạc, dã rời một cách quá đáng như chúng tôi hoặc là cụ muốn chống trạng thái ấy và tránh không cho chúng tôi buông xuôi trong tuyệt vọng. Cụ lên tiếng nói, bây giờ chúng ta hãy xem còn bao nhiêu lương thực, cụ cho rằng, chú Gaspard nói, chúng ta sẽ bị giam lâu dài ở dưới này chăng? Không, nhưng phải đề phòng, ai có bánh mì, không ai trả lời, tôi nói, cháu còn một mẩu trong túi, túi nào, túi quần, thế thì bánh của cháu thành cháo rồi. Hắn cứ đưa ra, lúc sáng, Tôi có cất trong túi một miếng vỏ bánh mì vàng ửng và giòn tan. Bây giờ tôi móc túi ra một thứ cháo nhão nhuyết. Thất vọng, tôi định vứt đi thì cụ giáo cản tay tôi. Cụ nói cứ giữ món cháo của cháu lại. Bây giờ thì giờ đấy, nhưng ít nữa rồi cháu thấy ngon cho mà coi. Lời dự đoán ấy đáng làm chúng tôi lo ngại, nhưng chúng tôi không để ý. Sau này, tôi mới nhớ lại và biết rằng ngay từ lúc bấy giờ, cụ giáo đã nhìn thấy đầy đủ tình cảnh nguy khốn của chúng tôi. Nếu cụ không thấy trước một cách chi tiết những nỗi đau khổ ghê gớm mà chúng tôi sẽ phải chịu, thì ít ra cụ cũng không có ảo tưởng là người ta sẽ cứu được chúng tôi một cách dễ dàng. Không còn ai còn bánh nữa à? Cụ hỏi, không có ai trả lời. Cụ lại tiếp, thế thì phiền đấy, cụ đói à? Cầm Paru ngắt lời, tôi không hỏi cho tôi, mà cho Remy và Carrie. Nếu có bánh mì thì phải để cho chúng nó. Bé Cao Ngưu hỏi, sao không chia đều cho tất cả chúng ta? như vậy là không công bằng, ai thì cũng đói như nhau cả thôi. À, ra thế đấy, giá có bánh mì thì chắc hẳn đã xảy ra xích mích rồi đấy. Vậy mà các bạn đã hứa nghe theo tôi, thực ra các bạn chỉ nghe theo tôi sau khi đã cãi vã chán chê và chịu nhận tôi nói đúng. Thế tất anh ta phải tuân lệnh thôi, nghĩa là cũng sau khi có lẽ xảy ra xung đột, vậy thì muốn khỏi có xung đột. Tôi xin nói rõ vì sao bánh mì phải dành cho Remy và Carrie tự tôi không đề ra cái lệ ấy đâu. Đó là luật pháp. Luật pháp chỉ rõ là khi nhiều người cỡ dưới 60 tuổi cùng chết trong một tai nạn nào đó thì người cao tuổi nhất thường là người sống dai nhất. Như thế cũng có nghĩa là Remy và Carrery. Còn ít tuổi, tất nhiên sức chịu đựng kém hơn so với Pagets và Compiro. Thế cụ, cụ giáo, cụ trên 60 rồi. Ồ, tôi ấy à, tôi thì kể gì, và lại tôi đã có thói quen ăn uống chừng mực. Sau khi suy nghĩ, Thằng Carrery nói, thế thì nếu tôi có bánh, bánh ấy phải dành cho tôi. Cho cháu và Remy, tôi không muốn chia cho nó thì sao? Thì người ta sẽ lấy của mày mà chia. Mày đã không thể là vâng lời hay sao? Nó lặng thinh một hồi khá lâu rồi đột ngột móc một chiếc bánh từ trong mũ nó ra. Này, có một miếng đây, cái mũ của thằng Carrery là một cái kho vô tận chăng? Đưa mũ đây, cổ giáo nói, Carrery không muốn đưa mũ ra. Anh em giật lấy, trao cho cụ giáo cụ giáo bảo đưa đèn cho cụ và cụ vạch viền mũ xem có gì trong ấy tuy ở trong hoàn cảnh không vui vẻ gì lúc bấy giờ chúng tôi cũng đã được một phút giải trí trong cái mũ của thằng carrery có một cái điếu một ít thuốc lá một chìa khóa một chiếc xúc xích một cái còi làm bằng hạt đào mấy lóng xương cừu nhỏ làm đồ chơi ba quả hồ đào tươi một củ hành nghĩa là cái mũ của nó là một cái chạn cất thức ăn đồng thời là một kho chứa bánh mì và xúc xích sẽ chia cho Remy và cháu tối nay. Thằng Carrery rên gì, nhưng mà tôi đói, tôi đương đói đây, tối nay, mày sẽ còn đói hơn, tiếc sao cái thằng bé này không có đồng hồ trong kho chứa của nó. Nếu có thì chúng ta đã biết giờ giấc, đồng hồ của tôi chết máy rồi, chiếc của tôi cũng thế vì bị ngấm nước, câu chuyện đồng hồ nhắc chúng tôi trở về với thực tại. Mấy giờ rồi, chúng tôi ở trong ngách ngược này bao lâu rồi nhỉ? Anh em bàn tán nhưng không đi đến nhất trí. Một số anh em cho là mới đúng chưa? Một số khác lại bảo là đã 6 giờ chiếu. Nghĩa là đối với những người này, chúng tôi đã bị giam hãm đã hơn 10 tiếng liền. Đối với những kẻ khác thì chưa đầy 5 tiếng. Sự chênh lệch trong ước lượng bắt đầu từ đây. Nó còn diễn ra nhiều lần và đưa đến những khoảng cách lớn. Lúc này không phải lúc nói chuyện phiếm. Cho nên khi cuộc bàn cãi về giờ giấc chấm dứt thì mọi người lại lặng im và có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Các bạn khác nghĩ những gì, tôi không biết. Nhưng cứ ý nghĩ của tôi mà suy ra thì ý nghĩ của họ chắc không có gì tươi vui cả. Dù ý kiến của cụ giáo có vẻ chắc như đánh đóng cột, tôi cũng không tin rằng sẽ được cứu thoát. Tôi sợ nước, sợ bóng tối, sợ cái chết. Sự lặng lẽ làm tôi tê dại. Vách đá gồ ghề chạy nghẹt tôi y như là nó đổ xuống đè lên người tôi với tất cả sức nặng của nó. Tôi không được thấy mặt lai like nữa, và cũng không thấy chị Echienet. Alexi, Benjamin, tôi chết đi, ai nối đường dây liên lạc cho chị em người ta? Tôi sẽ không được gặp Arthur và bà Milligan, Mattia và Capi. Làm sao nói cho Lai hiểu rằng tôi chết vì em đây? Còn má Barberin, má Barberin tội nghiệp, ý nghĩ của tôi nối tiếp nhau, ý nghĩ nọ kéo theo ý nghĩ kia, ý nào cũng đen tối như ý nào. Tôi nhìn qua anh em khác để cho khuây lãng, nhưng thấy họ cũng buồn rầu cũng u rũ như tôi thì tôi lại quay về với những suy nghĩ của mình, và lại càng buồn rầu, càng thất vọng hơn. Dẫu sao thì họ cũng đã quen sống trong hầm mỏ, do đó họ không khổ vì thiếu không khí, thiếu ánh mặt trời, thiếu tự do, và đất đá cũng không đè nặng lên trên người họ. Thình lình, trong im lặng, tiếng chú Gaspard cất lên, tôi cho rằng người ta chưa làm gì cả để cứu chúng ta. Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Ta có nghe thấy gì đâu nào? Cả thành phố bị phá hủy đây là một trận động đất, hay là ở trong thành phố người ta tưởng chúng ta đã chết hết, có làm gì nữa cũng vô ích. Thế thì chúng ta bị bỏ mặc ở đây rồi. Cụ giáo ngắt lời, tại sao các anh lại nghĩ như vậy về các bạn của chúng ta? Buộc tội họ như vậy là không đúng. Các anh thừa biết rằng khi xảy ra tai nạn, người thợ mỏ không bỏ nhau bao giờ, và thà rằng hy sinh 20 người, 100 người, chứ không đành không cứu một người bạn. Các anh biết điều ấy chứ? Quả có thế, đã thế thì tại sao các anh lại bảo là người ta bỏ mặc chúng ta? Tại vì chúng tôi không nghe thấy tâm hơi gì cả. Đúng là chúng ta không nghe thấy gì, nhưng ở chỗ này có thể nghe thấy gì không đã chứ? Ai biết được, tôi thì không biết rồi đó. Với lại nếu chúng ta nghe được và biết rõ rằng người ta không làm việc thì điều đó có đủ chứng tỏ rằng người ta bỏ rơi chúng ta hay không? Chúng mình có biết tai họa đã xảy ra như thế nào không? nếu là một cuộc động đất thì những kẻ sống sót có bao nhiêu là công việc phải làm trong thành phố nếu chỉ là một cơn lụt như tôi đoán thì phải biết tình hình ở các giếng thế nào giếng có thể lở mất đường hầm từ kho đến có thể sụp đổ rồi phải có thì giờ mới tổ chức việc cứu tế được tôi không dám nói rằng chúng mình sẽ được cứu thoát nhưng tôi tin chắc rằng người ta đương tiến hành công việc giải cứu cho chúng mình cụ giáo nói những điều đó với giọng quả quyết có thể thuyết phục những người hoài nghi nhất và làm yên lòng những người khiếp sợ nhất. Tuy thế bác bé Cao Nhu còn có ý kiến nếu người ta tưởng chúng ta đã chết hết rồi thì sao? Người ta cũng cứ tổ chức tiếp cứu. Thế nhưng nếu anh lo ngại cái điều ấy thì chúng ta hãy làm cho họ biết rằng chúng ta còn sống. Chúng ta hãy đập vào vách hết sức mạnh. Các anh biết rằng âm vang truyền đi trong đất. Nếu người ta nghe thấy người ta biết rằng cần phải làm nhanh và tiếng gọi của ta lại còn chỉ hướng cho họ tìm đến. Không chần chừ, bác bé cao nhu vốn mang giày bốt rất to, đập mạnh vào vách đá theo cách gọi thợ mỏ lên khỏi hầm. Cái tiếng động ấy, nhất là những ý nghĩ đó gợi lên đã lôi chúng tôi ra khỏi cơn tê liệt. Anh em có nghe thấy tiếng gọi của chúng mình không? Họ có sắp trả lời cho chúng mình không? Chú Gaspard hỏi, này, cụ giáo ơi, nếu anh em nghe thấy thì họ có thể làm gì để cứu chúng ta nhỉ? Chỉ có hai cách, và tôi tin chắc rằng các ông kỹ sư sẽ dùng cả hai cách song song với nhau. Một là khoét lối xuống để thông với ngách chúng ta, hai là múc cho vơi nước đi. Chào ôi, khoét lối xuống, ái chà, múc nước đi, những câu nói ấy không làm cụ giáo cuống. Ta ở sâu 40 thước phải không? Mỗi ngày đào từ 6 đến 8 thước thì 7-8 ngày là tới ta. Không thể đào 6 thước mỗi ngày, làm công việc thường ngày thì thế. Nhưng khi phải cứu sống những người bạn thợ với nhau thì anh em có thể làm những việc phi thường. Tám ngày thì làm thế nào mà sống nổi? Cụ thử nghĩ thêm, những tám ngày, này, còn nước thì sao? Làm thế nào cho vơi? Nước thì làm thế nào? Tôi không biết. Muốn biết điều đó, trước hết phải biết có bao nhiêu nước đã tràn vào trong mỏ, 20 vạn mét khối trăng. Hay 30 vạn, tôi chịu. Tuy nhiên, để tới chỗ ta, không cần thiết phải múc hết cả khối lượng nước đã đổ vào mỏ, bởi vì chúng ta ở tầng 1. Vì người ta tổ chức múc luôn ở cả ba giếng một lúc, mỗi giếng hai gầu cho nên mỗi chuyến múc được 6 gầu, mỗi gầu chứa 2.500 lít vị chi là 15.000 lít tất cả. Như thế cũng là nhanh đấy chứ, một cuộc tranh cãi bí ben nổ ra về các biện pháp tốt nhất để cứu sống chúng tôi. Cuộc tranh cãi không đi đến đâu, nhưng riêng tôi thì rút trong ấy ra được cái kết luận là dù có đủ tất cả mọi thuận lợi, chúng tôi cũng phải ở lại ít nhất là 8 ngày trong cái nhà mồ ấy. 8 ngày, cụ giáo có nói về trường hợp những người thở bị nghẽn dưới hầm 24 ngày. Nhưng đó là chuyện, còn chúng tôi đây là sự thực. Khi cái ý nghĩ ấy ám ảnh tôi thì tôi không nghe thấy người ta nói gì nữa. Những 8 ngày, tôi dày dứt vì cái ý nghĩ ấy không biết đã được bao lâu thì bỗng thấy người ta thôi không bàn cãi nữa. Thằng Carrery bảo, nghe kìa, cái gì chứ, có tiếng gì trong nước có lẽ mày làm lăn một hòn đá. Không, cái tiếng này không rồi, chúng tôi lắng nghe, tại tôi khá thính, nhưng chỉ thính đối với những âm thanh của cuộc sống, của đất bằng. Ở đây, tôi không nghe thấy gì cả. Các bạn của tôi vốn quen những tiếng động dưới mỏ nên may mắn hơn tôi. Ừ, cụ giáo nói, có cái gì động ở dưới nước ấy? Cái gì hở cụ giáo? Tôi không biết, nước tuôn xuống đó thôi. Không phải, tiếng này không liên tục, nó vang từng lúc và cách quãng đều từng lúc và cách quãng đều thế là chúng ta thoát chết rồi các cậu ạ à, đó là tiếng của những gào múc ở giếng gào múc tất cả chúng tôi cùng buột miệng cùng một lúc reo lên lặp lại hai tiếng ấy và như điện giật chúng tôi đều đứng phát lên chúng tôi không ở cách mặt đất bốn mươi thước không thở không khí bị ép nữa vách mỏ không đè chúng tôi tay không ù hơi thở thoải mái tim lại đập trong lồng ngực carreri nắm tay tôi siết mạnh mày là một thằng tốt không mày ấy chứ, tao bảo là mày, chính mày nghe thấy tiếng gào múc trước tiên, nó cứ khăng khăng bảo tôi là một thằng bé tốt, nó say rồi, say như say rượu, mà thực ra chúng tôi chả say là gì, chúng tôi say hy vọng ấy, tuy nhiên, cái hy vọng này không thực hiện được chóng vánh, cũng không thực hiện với đủ tất cả mọi người. Trước khi được nhìn lại ánh nắng ấm áp của mặt trời, trước khi được nghe tiếng gió luồn qua khe đá, chúng tôi còn phải sống những ngày dài ác nghiệt ở chỗ này còn phải chịu đủ mọi nỗi đau đớn dằn vặt và hoang mang tự hỏi không biết mình có được nhìn lại ánh sáng ấy, nghe lại cái tiếng gió êm như đàn ấy không? Nhưng đã kể cho các bạn nghe cái tai nạn khủng khiếp của mỏ trệ y như nó diễn ra, thì bây giờ cũng phải nói cho các bạn biết nó đã xảy ra như thế nào và các kỹ sư đã làm những gì để cứu chúng tôi. Sớm thứ hai tuần ấy, khi chúng tôi xuống hầm mỏ thì trời đầy những mây sẫm và có hiện tượng của một cơn rông sắp diễn ra. Khoảng 7 giờ sáng thì cơn rông đến thật, kèm theo một cơn mưa xối xả như một trận lụt. Đó là vì những đám mây mù bay là là dưới thấp len vào thung lũng khúc khuỷu của sông Devon, đã bị chẹt trong vành đồi, không cất cao lên được. Thế là chúng mang được bao nhiêu nước thì cứ việc chốt hết bấy nhiêu xuống thung lũng. Đây không phải là một cơn mưa rào mà là một con thác từ lưng chừng trời đổ xuống một trận hồng thủy. Trong vòng mấy phút, nước sông Devon và các chi nhánh lớn phỉnh lên. Điều này dễ hiểu thôi. Trên mặt đất nền đá, nước không thấm xuống được nên cứ theo chiều nghiêng của mặt đất mà chảy ra sông. Bỗng chốc lòng sông đi von đầy ấp, còn mấy con suối thì tràn bờ. Sông đi von đầy, nước suối tre không chảy xuống được bèn tràn lên đất khu mỏ. Nước dâng chớp ngoáng, nhưng anh em thợ rửa quạc ở trên mặt đất không hề gì, bởi vì họ đã đi trú mưa rồi. Khu mỏ tre này không phải lần đầu bị lụt, nhưng miệng giếng mỏ ở cao nước không lên tới được, cho nên người ta chỉ lo chạy những đống gỗ đã đéo xong để chờ dùng chống hầm. Người kỹ sư đang điều khiển công việc đó bỗng thấy nước xoáy điên cuồng và lao vào một cái vực nó vừa xói lên. Cái vực ấy nằm ngay trên một tầng than cạn ở gần mặt đất. Viên kỹ sư không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu đầu đuôi sự việc, nước đã ập vào hầm mỏ và chảy theo mạch than cho nên mực nước ở ngoài rút xuống. Mỏ sắp bị lụt, sắp ngập đầy nước, thợ trong mỏ sắp chết đuối. Viên kỹ sư chạy đến giếng xanh rô liền, ra lệnh cho người ta dòng ông xuống. Nhưng sắp đặt chân vào thùng gòn để được thả xuống giếng thì ông ngừng lại. Từ trong lòng mỏ vang ra một tiếng náo động kinh khủng, đó là tiếng dòng nước chảy xiết. Những người đứng xung quanh ông kỹ sư bảo, ông đừng xuống, và giữ ông lại. Nhưng ông gỡ họ ra, rút chiếc đồng hồ trong túi di lê đưa cho một bác thợ và nói, Này, nhờ anh đưa chiếc đồng hồ này cho con gái tôi, nếu tôi không trở về rồi quay lại mấy công nhân coi việc dòng thùng ông bảo cho xuống chiếc thùng bắt đầu xuống bây giờ ông kỹ sư ngẩng đầu lên hướng về bác thợ ông đã trao đồng hồ dặn anh nói với nó là cha nó hôn nó chiếc thùng xuống tới hầm mỏ ông kỹ sư gọi năm công nhân chạy đến ông bảo họ vào trong thùng trong lúc những người này được kéo lên thì ông lại kêu to gọi thêm nữa nhưng không có ích gì tiếng gọi của ông bị tiếng nước đổ tiếng đất sụt át mất đi nước đã tràn tới hầm và ngay lúc đấy, ông kỹ sư thấy thấp thoáng có mấy ngọn đèn. Ông lội nước đến gối, chạy xô về phía ấy và đưa về được ba người nữa. Thùng đã trở xuống, ông bảo ba người ấy vào thùng rồi định quay lại tìm theo những ngọn đèn mà ông mới trông thấy. Nhưng mấy người ông vừa cứu thoát đã dùng sức bế thốc ông vào thùng rồi báo hiệu cho ở trên kéo dây. Vừa vặn kịp vì nước đã ngập tràn khắp nơi, cái cách tiếp cứu này đã không dùng được nữa. Phải dùng phương pháp khác. Nhưng phương pháp gì? Ông nhìn quanh mình thì vắng vẻ quá, 150 công nhân đã xuống mỏ bởi vì 150 chiếc đèn đã được phát hồi sáng nay. Nhưng chỉ có 30 chiếc được mang về trả ở kho đèn, như tê nghĩa là có 120 người còn mắc nghẽn trong mỏ. Những anh em ấy chết rồi chăng, hay còn sống, họ có tìm được chỗ trốn không? Những câu hỏi ấy đã được đặt ra trong đầu óc hoang mang gây rợn của ông. Khi ông kỹ sư nghiệm thấy có 120 công nhân bị nghẽn trong mỏ thì ở ngoài tại nhiều nơi đã xảy ra những vụ nổ. Đất, đá bắn tung lên rất cao, nhà cửa rung rinh như có động đất, ông kỹ sư hiểu rõ hiện tượng đó, không khí và các chất hơi khác bị nước dồn vào và nén ở các ngách không có lối thoát. Khi khối đất ở trên quá ít, tức là ở những nơi mà ngách lên gần mặt đất, thì các khí bị ép đó làm nổ tung lớp vỏ đất mỏng đó như vỏ nồi súp như thế cũng có nghĩa là mỏ đã đầy những nước và tai họa đã diễn ra rồi lúc đó cái tin mỏ bị lụt đã truyền đi khắp thành phố từ mọi ngả công chúng đổ về choe từ người dân lao động cho đến bọn tò mò và vợ con những người thợ bị nghẽn dưới hầm mỏ thân nhân của anh em thợ bị nạn đó dò hỏi tìm kiếm yêu cầu vì người ta không biết thế nào mà trả lời với họ cho nên họ vừa đau thương vừa phẫn nộ à ra người ta giấu sự thật Ông kỹ sư không để ý đến sự náo động bên ngoài, ông đang cúi dạp xuống tấm bản đồ khu mỏ, nghiên cứu xem anh em thợ trong mỏ có thể lánh mình ở nơi nào và phải bắt đầu tiến hành công cuộc cứu nạn từ chỗ nào. May thay, các kỹ sư những hầm mỏ lân cận đã dẫn thợ của họ tới, và đi theo những công nhân này, còn có thợ trong thành phố. Thế là có thể ngăn công chúng lại, và nói chuyện với họ. Nhưng nói gì đây cho ổn, thiếu mất 120 người, những người này ở đâu? cha tôi thế nào, chồng tôi đâu, trả con tôi cho tôi. Giọng người vỡ đi trong nước mắt, câu hỏi nghẹn ở cổ vì tiếng nấc. Biết trả lời làm sao với những người con, những người vợ, những người mẹ ấy. Chỉ một câu thôi, câu trả lời của hội đồng các kỹ sư. Chúng tôi sẽ tìm, chúng tôi sẽ làm hết cách. Và thế là công việc cứu nạn bắt đầu, có tìm ra một số người nào sống sót trong số 120 người bị nạn đó không? nỗi nghi ngại tràn trề mà hy vọng thì chả có mấy mặc cứ tiến lên công việc cứu nạn được tổ chức như cụ giáo đã đoán người ta đặt thùng múc nước ở cả ba giếng và từ đó nó hoạt động ròng rã không kể ngày đêm mãi cho đến khi giọt nước cuối cùng trong mỏ cũng được vét chút ra sông đi von mới thôi cùng một lúc người ta bắt đầu đào hầm nhằm hướng nào mà đào biết sao được cũng hú họa thế thôi nhưng cứ đào hội đồng kỹ sư không nhất trí về hiệu quả của những đường hầm đào mò vì không biết chắc chắn chỗ nào là chỗ lánh nạn của những người sống sót. Nhưng ông kỹ sư của mò cho hy vọng rằng có người đến ẩn núp ở khu công trình cũ, ở đấy lụt không lên tới. Ông định đào một lối thẳng từ mặt đất thông đến khu ấy, vạn nhất không cứu được ai đi nữa thì cũng chẳng tiếc công. Người ta đào chiều ngang hết sức hẹp, để khỏi mất thì giờ. Chỉ có một người thợ quốc đứng mũi anh khao được bao nhiêu than thì những người khác làm dây chuyền dùng giỏ lấy dần đi bấy nhiêu người thợ đứng mỗi ngày mệt thì người khác vào thay cứ thế không phút lơi tay không phút nghỉ không kể ngày đêm người ta tiến hành song song hai việc vét nước và khao hầm những người anh em làm việc ở ngoài kia để cứu chúng tôi thấy thời giờ chậm đi một phần thì chúng tôi ở trong này thấy nó chậm đi mười phần bất lực và tù túng chúng tôi chỉ biết chờ đợi chờ đợi mà không biết anh em có đến kịp để cứu sống mình không những tiếng gào rội xuống về sau không nuôi dưỡng được lâu dài cơn phấn khởi sôi nổi của chúng tôi như lúc ban đầu mới nghe thấy hễ suy nghĩ là lại lo buồn chúng tôi không bị bỏ rơi anh em đang lo cứu chúng tôi đó là niềm hy vọng nhưng họ có vét ráo nước kịp khi chúng tôi còn sống không đó lại là nỗi hãi hùng hơn nữa trên những đau khổ tinh thần giờ đây lại chồng lên những đau đớn xác thịt phải ngồi ở bậc thang theo một tư thế nhất định. Chúng tôi thấy mệt mỏi dã rời qua đỗi, chúng tôi không thể cử động để cho giãn gân cốt, và càng thấy đầu nhức bút rất khó chịu. Trong bọn chúng tôi có thằng Carrery là ít bị dày vò hơn cả. Chốc chốc nó lại nhắc tôi đói, cụ giáo, tôi muốn ăn bánh, mãi rồi cụ giáo cũng chịu đưa cho hai chúng tôi một miếng bánh lấy trong mũ da rái ra. Ít quá, Carrery nói, phải dè sẻn để dùng được lâu. Những người khác giá được ăn với chúng tôi thì họ khoái biết bao nhiêu, nhưng họ đã thể tuân theo mệnh lệnh nên họ giữ lời thề. Cầm Pyro nói, chúng mình bị cấm ăn, nhưng được phép uống, cái đó thì tha hồ, chúng tôi có đủ nước để dùng tùy thích. Cậu cố uống cho cạn hầm đi, bác Pagas muốn xuống, nhưng cụ giáo không cho, anh sẽ làm sạt đất đi. Remy nhẹ người và nhanh nhẹn hơn, để nó xuống lấy rồi đưa lên cho chúng ta. Bằng gì, bằng chiếc ủng của tôi đây tôi nhận chiếc ủng và sắp sửa tụt xuống cụ giáo bảo hãy hượm một tí để bác đưa tay cho cháu nắm cụ đừng lo cháu có ngã xuống nước cũng chẳng hề gì cháu biết bơi bác muốn đưa tay cháu nắm mà không biết có phải cụ giáo đã cúi qua trớn không hay là vì không cử động mà cụ đã hóa tê dại hoặc là vì than ở dưới chân đã sụt đi dưới sức nặng của người cụ chỉ biết rằng khi cụ cúi xuống thì cụ nhào luôn tới trước và đâm đầu vào vực nước đen xì chiếc đèn cụ cầm để soi cho tôi cũng lăn theo và chìm ngìm, Nhoáng một cái, chúng tôi đã ở trong đêm dày đặc và tất cả mọi người buột miệng kêu lên một tiếng. Cũng may tôi đã ở tư thế đi xuống, tôi cứ việc nằm ngửa mặt tuột và trong khoảnh khắc tôi đã lao xuống nước theo sau cụ giáo. Trong lúc đi đây đó với cụ Vitalis, tôi tập bơi, tập lặn, và đã bơi lặn thạo đến mức xuống nước cũng thoải mái như ở trên cạn. Nhưng ở trong cái hang tối này thì còn biết phương hướng nào? khi trụt xuống, tôi không nghĩ đến điều đó, tôi chỉ nghĩ rằng cụ giáo sắp chết đuối và tôi lao xuống nước theo bản năng. Tìm đâu bây giờ, đưa tay về phía nào, làm sao mà lặn xuống? Tôi đang phân vân tự hỏi như thế thì thình lình thấy có một bàn tay bấu giết vai tôi và lôi tôi chìm ngìm. Tôi đạp mạnh và trồi lên mặt nước, bàn tay kia vẫn bám chặt vai tôi, bám chặt cháu, cụ giáo nhé và cố ngước đầu lên. Cụ thoát chết rồi đó, thoát chết ư? cả cụ lẫn tôi cũng chưa thoát chết đâu, bởi vì tôi không biết phương hướng nào mà bơi cả. Tôi bỗng nảy ý gọi lên, các bác lên tiếng đi chứ, Remy, cháu ở chỗ nào, đó là tiếng chú Gaspard, nó chỉ hướng cho tôi, phải bơi về phía trái, thắp đèn lên cho, liền sau đó một ngọn đèn sáng lên, chỉ cần với tay là tôi níu được bờ, một tay bám vào một tảng than, tay kia tôi kéo cụ giáo. Với cụ, như thế là kịp thời quá. Vì cụ đã uống um nước và bắt đầu ngạt thở. Tôi nâng đầu cụ lên khỏi mặt nước và cụ hồi tỉnh nhanh chóng. Chú Gaspard và Carory cúi xuống đưa tay kéo chúng tôi. Còn bác Paget rời bỏ bậc thang bác ngồi. Xuống bậc chúng tôi, đưa đèn soi cho chúng tôi lên. Chú Gaspard nắm một tay, Carory nắm một tay kéo cụ giáo. Còn tôi thì đẩy ở dưới, đưa cụ lên bậc thang. Xong phần cụ đến lượt tôi lên. Bây giờ cụ đã tỉnh hẳn. Cụ nói, lại đây cháu, lại đây với bác, để bác hôn cháu mấy cái. Cháu đã cứu mạng bác, bác đã cứu mạng chung cháu trước. Thằng Carory không phải là một đứa dễ cảm xúc, cũng không dễ quên những thiệt thòi vụn vặt. Nó càu nhau, tại tất cả những cái bí beng này mà tôi mất toi một chiếc giày và cũng chưa được uống nước. Giày của mày thì để tao xuống vớt lên, nhưng người ta giữ tôi lại. Cụ giáo bảo, bác cấm cháu, thế thì ai cho tôi mượn một chiếc giày khác? Ít ra tôi cũng phải mang nước lên cho các bác uống mới được. Tôi không khát nữa, cầm nói, uống mừng cụ giáo bình an vô sự. Tôi tụt xuống lần nữa, nhưng lần này thì chậm hơn và cẩn thận hơn. Cụ giáo và tôi khỏi chết đuối nhưng bực một nỗi là ướt từ đầu đến chân. Lúc đầu, chúng tôi không nghĩ đến, nhưng lâu dần mới thấy áo quần ướt thấm lạnh vào người. Cụ giáo bảo phải đưa cho Remy một cái áo không ai trả lời vì kêu gọi chung ấy không bắt buộc nhất định một người nào phải thi hành. Không ai thư à, tôi thì tôi thấy rét lắm, Carrery nói, thế thì chúng tôi đầy ướt hết như thế này, chúng tôi thấy nóng à. Ai bảo các người ngã xuống nước làm gì, cụ giáo nói, đã thế thì phải rút thăm xem ai phải nhường một phần quần áo của mình. Tôi đã định không dùng cách ấy, nhưng bây giờ thì thấy cần phải công bằng. Chúng tôi đều ướt cả, tôi thì đến cổ, còn những người cao lớn nhất cũng đến hông cho nên được thay quần áo của họ cũng không phải là một ân huệ gì ghê gớm lắm. Tuy thế, cụ giáo cứ buộc phải thay, và nhờ số đỏ, tôi rút chúng cái áo của cầm Pyro. Riêng cặp chân của cầm Pyro cũng đã cao bằng người tôi, cho nên áo của anh ta không ướt. Được khoác cái áo ấy, tôi thấy ấm người lại ngay. Cái việc bực mình vừa xảy ra đó có lay tỉnh chúng tôi trong chốc lát, nhưng sau đó thì chúng tôi lại như người mất hồn lờn vờn mãi với ý nghĩ đen tối về chuyện chết chắc hẳn những ý nghĩ ấy dày vò những người khác nặng nề hơn tôi bởi vì họ thì thức mà dã rời ngây dại còn tôi thì dần dần ngủ thiếp đi. Xong cái chỗ ngủ này rất không ổn và tôi có cơ lăn tõm xuống nước. Thấy nguy cơ đó, cụ giáo bèn kẹp đầu tôi vào cánh tay cụ. Cụ không kẹp chặt lắm, nhưng đủ để giữ cho tôi khỏi rơi. Tôi nằm trong tay cụ như đứa trẻ nằm trên gối mẹ. Cụ là người không những có đầu óc vững mà còn có tấm lòng tốt. Khi tôi chập chờn tỉnh giấc thì cụ chỉ chờ cánh tay cho đỡ tê giải, rồi lại ngồi yên ngay và khe khẽ nựng, ngủ đi cháu. Đừng sợ, đã có bác giữ cho, cứ ngủ yên, bé, thế là tôi nhắm mắt ngủ lại không chút lo sợ, vì tôi cảm thấy không đời nào cụ buông tôi ra. Thì giờ cứ thế trôi qua, và luôn luôn chúng tôi nghe thấy tiếng gầu đều đều vụt xuống nước. Chương 6, công cuộc cứu nạn, ngồi lên bậc thang quả chật trội không sao chịu nổi chúng tôi quyết định khoét nới ra và thế là mọi người bắt tay vào việc. Chúng tôi lại dùng dao moi than và đưa than vụn xuống. Đã có chỗ đứng vững chân nên công việc bây giờ dễ dàng hơn trước. Nhờ thế chúng tôi khoét được khá nhiều than để mở rộng nhà tù của chúng tôi. Khi không phải ngồi buông thóng chân nữa mà được nằm thì mọi người cảm thấy khoan khoái lạ thường. Mặc dù chiếc bánh của Carrery được chia phát từng tí một, nó cũng phải có lúc hết. Miếng cuối cùng phát vừa đúng lúc nên mới đến được tay chúng tôi. Khi cụ giáo đưa miếng bánh ấy thì tôi thấy trong mắt mọi người ánh lên một cái gì khiến cho tôi hiểu ngay rằng nếu còn bánh để phát lần nữa thì họ không chịu để yên, họ sẽ đòi phần họ, mà nếu không cho thì họ cũng cứ tự tiện lấy phần. Lâu dần rồi hầu như người ta không buồn nói năng gì nữa. Trước kia thao thao bao nhiêu thì bây giờ im lặng bấy nhiêu. Có nói thì chỉ nói về hai vấn đề, người ta dùng phương pháp gì để đến được với chúng tôi và chúng tôi bị giam hãm ở dưới này đã bao lâu rồi nhưng câu chuyện chẳng sôi nổi như lúc đầu có ai nói một lời thì nó cũng rơi tõm đi chứ những người khác không buồn đáp lại hoặc có thì cũng chỉ đáp nhát gừng nói trời nói đất nói trắng nói đen gì thì cũng không làm cho ai giận dữ thậm chí cũng không ai cãi lại người ta chỉ nói được rồi sẽ hay chúng ta bị vùi lấp dưới này được hai ngày rồi hay sáu thì cứ để lúc được cứu lên khắc biết nhưng cách lúc ấy có đến không đã chứ riêng tôi thì tôi bắt đầu lung lay tợn và cũng không phải chỉ một mình tôi đôi lúc những người bạn khác thốt ra một vài lời nhận xét chứng tỏ họ cũng không tin tưởng mấy chẳng hạn như bác bé cao nhu nếu tôi ở lại dưới này thì cái điều an ủi tôi là công ty mỏ sẽ cung cấp cho mẹ nó và các cháu một khoản thực lợi ít ra chúng khỏi phải vào nhà tế bần là chỉ huy thì không những phải vì anh em trông đỡ tai hỏa mà còn phải ngăn ngừa sự suy sụp tâm hồn của chính anh em hẳn cụ giáo nghĩ thế. Cho nên mỗi khi có một bạn nào tỏ vẻ ngao ngán thất vọng thì cụ can thiệp ngay bằng một lời cổ vũ, anh cũng như chúng tôi, không ai ở lại dưới này đâu. Gào múc đều, nước rút dần, rút ở hướng nào, ở giếng, còn ở đường hầm, rồi cũng sẽ đến, phải chờ chứ, trong khi nói chuyện. Mấy người trong bọn nghĩ rằng vì có kẻ phạm tội há, đã ăn cắp một chiếc đồng hồ, để bạn bị xử 5 năm tù oan uổng. Mọi người tẩy chay, cầm pyro phát sốt, Remy định đi lấy nước cho uống bị mọi người cản. Cầm Pyro tụt xuống uống, chết đuối. 27, nếu mọi việc không tiến hành trôi chảy và chóng vánh thì đó không phải lỗi tại các kỹ sư và anh em thợ đang làm việc để cứu sống chúng tôi. Con đường hầm để thông xuống cho chúng tôi mà anh em đào, từ đầu thì nay anh em vẫn đào tiếp không một phút nghỉ ngơi. Nhưng công việc quả thật là khó khăn, tầng than anh em đang đào khoét là một tầng than rắn và lại đường hầm hẹp chỉ đủ chỗ cho một người làm, mà anh em đào ham lắm nên chóng mệt, cứ phải thay người luôn. Trong lúc đó, việc thông hơi cũng chật vật, đào tới đâu, người ta đặt ống dẫn không khí tới đó và nối các ống với nhau bằng đất sét. Mặc dù vậy và mặc dù luôn luôn quạt không khí vào bằng một chiếc quạt tay mạnh, đèn cũng chỉ cháy ở miệng ống dẫn không khí, xê đi thì tắt. Tất cả những cái ấy làm chậm công việc đào hầm, cho nên đến người thứ bảy thì anh em mới đào được 20 mét. Bình thường thì mất một tháng mới đào được xong con đường hầm như thế, nhưng với tất cả mọi phương tiện và khí thế làm việc lúc này, nhất định thời gian được rút ngắn hơn. Và chăng nếu không có sự kiên trì cao cả của ông kỵ sư thì chắc chắn công việc phải bỏ giờ. Dư luận đều cho rằng việc này là vô ích vì những anh em thợ bị chôn vùi trong mỏ đã chết hết rồi, chỉ còn việc dùng gàu múc cho hết nước để một ngày kia nhặt xác mà thôi. Đã thế thì sớm hay muộn vài giờ có nghĩa lý gì? Công chúng nói thế, những người am hiểu cũng nghĩ thế. Cho đến thân nhân của những người bị nạn, cả mẹ họ, vợ họ cũng để tang rồi. Không còn ai sống sót mà lên khỏi mỏ che đông, vừa đẩy mạnh việc vét nước. Công việc này chỉ gián đoạn tạm thời khi máy hư hỏng. Ông kỹ sư vẫn cho tiếp tục mở con đường hầm xuống, mặc công chúng bàn tán và bạn bè đồng nghiệp bình phẩm. Ông kỹ sư này có cái đức kiên trì và lòng tin cao quý đã giúp cho cô lông tìm ra Tân thế giới ông nói với anh em thợ mỏ hãy cố gắng một hôm nữa các bạn ạ à, một hôm nữa thôi nếu đến mai mà vẫn không thấy tăm hơi gì thì chúng ta sẽ đình lại tôi yêu cầu các anh làm việc vì bản của các anh cũng như tôi có thể yêu cầu người ta làm việc vì các anh nếu chẳng may chính các anh bị nạn lòng tin tưởng hương hực của ông truyền sang anh em thợ cho nên khi đi thì họ hoang mang vì dư luận của dân thành phố khi về thì họ tin tưởng vào ông và nhờ vào một sự đồng lòng một sự hoạt động tuyệt vời, con đường thông cứ sâu xuống mãi. Mặt khác, ông kỹ sư cho chống lại con đường ngầm từ kho đèn đã bị sập nhiều chỗ. Cứ như thế bằng tất cả mọi phương tiện có thể có, ông quyết tâm giành giật với hầm mỏ cái bí mật khủng khiếp và những nạn nhân của nó nếu trong lòng nó còn giấu những người chưa chết. Sang ngày thứ bảy, trong khi đổi phiên người thợ mới đến thoáng nghe thấy có tiếng động, như ai gõ nhẹ nhẹ. Anh ta không bổ quốc chim mà lại áp tai vào vỉa than. Rồi em mình nhầm, anh gọi lại một người bạn cùng anh nghe ngóng. Cả hai im lặng lắng tai nghe một lúc thì quả thấy có tiếng gõ nhè nhẹ, cách quãng đều nhau, vọng lại. Cái tin này truyền miệng đi rất nhanh, một số người tin, số đông hơn ngờ vực, rồi nó bay đến tai ông kỵ sư và lập tức ông nhảy xuống đường hầm. Như vậy là rốt cuộc ông đã nghĩ đúng, trong mỏ vẫn có những người còn sống sót và sẽ được cứu thoát nhờ ở lòng tin tưởng của ông. Rất nhiều người đi theo ông. Ông bảo những người thợ mỏ giãn ra để ông nghe ngóng. Nhưng ông xúc động quá, ông run lên nên chẳng nghe thấy gì. Ông nói một cách thất vọng, tôi chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng hai người thợ đầu tiên đã nghe tiếng gõ nói quả quyết rằng họ không nhầm vì chính tay họ đã nghe tiếng gõ trả lời tiếng gõ của họ. Họ là những người thông thảo, từng làm nghề mỏ lâu năm cho nên lời nói của họ có uy tín. Ông kỹ sư bảo những người đi theo ông đi ra hết, kể cả những người làm dây chuyền để chuyển than ra ngoài chỉ giữ lại hai người thợ ấy. Bây giờ họ lấy cuốc chim bổ vào than nhiều nhát rõ mạnh, cách quãng đều nhau, theo lối gọi bản của những người thợ mò. Xong họ nín thở, áp tay vào vỉa than để nghe ngóng. Đợi một lúc thì thấy tiếng trả lời yếu ớt, đều đặn. Những tiếng ấy dội mạnh vào tim họ, ông kỹ sư ra lệnh cuốc nữa đi, cuốc từng nhát cách quãng nhau xa để cho chắc chắn những tiếng trả lời không phải tiếng vang của những nhát cuốc do các anh bổ xuống hai người thợ bổ quốc xuống và ngay sau đó lại nghe những tiếng trả lời đều nhịp như họ đã nghe lúc trước, nghĩa là tiếng gõ theo lối, gọi thợ mò. Không nghi ngờ gì nữa, vẫn còn có người sống sót ở dưới ấy và có thể cứu họ. Tin này lan nhanh khắp thành phố nhanh như làn thuốc súng cháy. Người ta đổ xô tới mỏ chơi đông hơn ngày xảy ra tai nạn và rõ ràng xúc động hơn. Vợ con, bố mẹ của những người bị nạn chạy đến, mặc quần áo tang, run run mà mắt người hy vọng bao nhiêu người còn sống chắc là nhiều lắm có thể là chồng chị nhất định là con tôi mọi người muốn ôm hôn ông kỵ sư nhưng ông này vẫn điềm tĩnh trước niềm vui cũng như đã điềm tĩnh trước sự nghi ngờ và lời chế diễu ông chỉ nghĩ đến việc cấp cứu và để giãn bớt những kẻ tò mò quấy rối cũng như thân nhân của những người bị nạn đổ xô tới ông đã phải nhờ binh lính đến giữ trật tự công việc khỏi bị trở ngại những tiếng động vọng ra yếu ớt quá đến nỗi không thể nào định rõ được hướng chỗ phát ra tuy thế cũng đã đủ cho mọi người hiểu được rằng những người thợ còn sống sót hiện nay đang mắc nghẽn tại một trong ba ngách ngược chỗ hầm phẳng nơi công trường cũ vậy thì không thể chỉ có một đường thông mà phải đào ba đường thông xuống cả ba ngách ngược chừng nào nghe rõ ra được thì sẽ bỏ những con đường vô dụng để tập trung sức vào con đường đúng thế là công việc lại tiếp tục khẩn trương hơn phần lớn cũng nhờ có những công ty láng giềng đã gửi những người thợ quốc giỏi nhất đến giúp. Song song với hy vọng hoàn thành đường thông còn có hy vọng đi theo đường hầm bởi vì nước trong mấy cái giếng đã thấy rút dần. Ở trong ngách của chúng tôi, khi nghe thấy tiếng quốc gọi của ông kỹ sư thì chúng tôi cũng xúc động như khi nghe tiếng gào múc vục xuống giếng. Cả bọn bột mồm reo lên một tiếng hồ hởi, sống rồi, và tưởng chừng như người ta sắp đưa tay kéo mình lên. Nhưng cũng như tiếng gào vục nước, sau hy vọng thì lại thất vọng. Tiếng cuốc chim chứng tỏ những người bạn đào hầm còn cách chúng tôi xa lắm. 20 mét có dễ, 30 mét cũng nên, còn bao nhiêu ngày nữa mới chọc thủng được khối than này. Ước lượng của chúng tôi không thống nhất, kẻ nói một tháng, người bảo một tuần, hoặc chỉ là sáu hôm thôi. Làm thế nào đợi được một tháng, một tuần, hoặc chỉ sáu hôm thôi? Ai ở đây có thể sống đến ngày thứ bảy? Chúng tôi đã nhịn đói bao nhiêu ngày rồi? Còn mỗi một mình cụ giáo là nói năng cứng cáp, nhưng lâu dần rồi sự chán nản của chúng tôi cũng lây đến cụ, lâu dần cơ thể suy nhược cũng làm cho nghị lực cụ suy mòn. Nếu như chúng tôi tha hồ uống nước đến vỡ bụng thì lại chẳng có chút gì ăn cho đỡ đói lòng. Cái đói ngày càng hành hạ ra giết đến nỗi đã có lúc chúng tôi nhấm cả gỗ mục mùn ra trong nước. Thằng Carrery hao đói nhất, đã cắt nhỏ chiếc ung còn lại của nó và luôn miệng nhá những màu da ủng nhìn thấy cái đói đã đưa các bạn tôi đến cơ sự đó xin thú thực có lúc tôi rất khiếp sợ sự khiếp sợ này cùng với những nỗi kinh hoàng khác khiến tôi bứt rứt không yên chẳng là tôi đã từng nghe cụ vitalis kể chuyện về những chuyến tàu gặp bão cụ cũng đã chu du trên mặt biển rất nhiều ít nhất cũng ngang với trên mặt đất có một câu chuyện cụ kể cứ ám ảnh tôi không rời từ khi cái đói hành hạ chúng tôi trong chuyện đó những người thủy thủ bị giạt lên một hòn đảo cát hoang vu không kiếm được gì ăn đã giết chú bé tập việc để ăn thịt mỗi khi nghe các bạn tôi gào đói tôi lại kinh hãi lo ngại vớ vẩn số phận ấy sẽ rơi vào tôi trên cái đảo than trơ trọi này liệu tôi có thể cũng bị giết thịt như chú bé kia không đành rằng nhất định cụ giáo và chú gaspard sẽ bảo vệ tôi nhưng paget becau và carreri nhất là Carory cứ nhe hai hàm răng trắng nhờn nhọn hoắt mài đi mài lại vào những miếng da ùm thế kia thì làm sao tôi có thể yên lòng được tất nhiên những lo ngại ấy quả là dồ dại nhưng trong tình trạng chúng tôi lúc này rõ ràng không phải là lý trí khôn ngoan và tỉnh táo đã điều khiển suy nghĩ và tưởng tượng bóng tối lại càng làm tăng nỗi hãi hùng lần lượt mấy cái đèn cạn dầu khi chỉ còn hai chiếc thì cụ giáo quyết định chỉ thắp đèn khi nào thật cần thiết bởi thế cho nên giờ đây lúc nào chúng tôi cũng sống trong đêm tối. Ảm đạm quá, không những ảm đạm mà lại còn nguy hiểm nữa, bởi vì hễ vụng về sơ suất một tí là lăn tòm xuống nước ngay. Chốc chốc, chúng tôi lại gõ vào vách để báo cho những bạn đang lo cứu chúng tôi biết là chúng tôi hãy còn sống. Và chúng tôi nghe tiếng cuốc của họ bổ xuống than liên hồi. Nhưng tiếng cuốc của họ cũng không dội mạnh hơn trước là mấy, như thế có nghĩa là họ hãy còn ở xa khi tôi thắp đèn đi lấy nước thì tôi thấy hình như mực nước có xuống được vài phân nước xuống ơn ngời, một lần nữa chúng tôi khấp khởi hy vọng anh em muốn trong đèn để theo dõi mực nước nhưng cụ giáo không đồng ý thế là tôi tưởng như sắp có phản kháng nhưng cụ giáo có bao giờ đòi hỏi chúng tôi điều gì mà không kèm theo những lời lẽ xác đáng chúng ta còn nhiều lúc cần đến đèn nếu như động tí là thắp đèn thì làm thế nào khi cần đến có đèn thật sự hơn nữa các bạn tưởng rằng được thấy nước xuống nhưng mà xuống quá chậm, các bạn lại khổ sở vì nóng ruột quá hay sao? Đừng có mong nhìn thấy nước vơi đi rõ ràng, hãy vững lòng, nhất định sẽ thoát nạn. Ta còn 13 que diêm, cần thì sẽ dùng ngay lập tức chúng tôi ngồi im lìm hàng giờ, có lẽ hàng ngày, không có gì để tin vào mà sống ngoài tiếng cuốc khoét hầm và tiếng gầu múc nước. Những tiếng ấy càng lâu càng vang to dần, tiến triển này rất chậm và khó nhận thấy. Nước xuống những kẻ cứu nạn cũng đến gần, nhưng liệu họ có đến kịp hay không chứ? Nếu công việc của những người cứu nạn mỗi phút một tiến lên thì sự suy nhược của chúng tôi mỗi phút một tăng dần và dàn vặt chúng tôi nhiều hơn, thể xác kiệt quệ, tinh thần dã rơi. Từ lúc bắt đầu lụt cho đến nay, các bạn tôi không có chút gì dính bụng. Ghê gớm hơn nữa, chúng tôi chỉ hô hấp một thứ không khí tủ hãm cho nên ngày càng uế tạp, càng khó thở. Cũng may là nước càng rút thì áp suất không khí càng giảm đi chứ nếu nó cứ găng như cũ thì chắc hẳn chúng tôi đã chết ngạt hết như vậy rõ ràng là nếu chúng tôi được cứu sống thì cũng do công việc cứu nạn được tổ chức và điều khiển khẩn trương tiếng cuốc bổ và tiếng gào múc nước đưa đến đều đặn như tiếng quả lắc đồng hồ mỗi khi họ dừng tay thay người thì chúng tôi xúc động đến phát sốt lên liệu chúng tôi có bị bỏ rơi không hay là lại có những khó khăn không vượt nổi trong một khoảng rừng như thế bỗng nổi lên một tiếng động kinh khủng một tiếng vù một tiếng thổi rất mạnh, carreri kêu lên nước ảo xuống mỏ cụ giáo nói không phải nước thế thì là cái gì tôi không rõ nhưng không phải nước mặc dầu đã nhiều lần cụ giáo tỏ ra sáng suốt và suy đoán vững vàng chúng tôi vẫn chỉ tin ở cụ khi cụ đưa ra được những lý lẽ rõ ràng xác đáng bây giờ cụ đã thú nhận không hiểu nguyên nhân của tiếng động ấy sau này chúng tôi được biết đó là tiếng quạt máy có bánh xe răng cưa lắp lên để quạt không khí vào cho những người đào đất mọi người lại rơi vào trạng thái điên loạn vì nghĩ tới nạn lụt. Đốt đèn lên, không cần thiết, đốt đèn lên ngay, đốt lên ngay, cụ giáo phải làm theo vì tất cả mọi người đều lên tiếng ùa vào. Ánh đèn chiêu sáng, chúng tôi thấy nước không dâng lên mà có lẽ rút xuống. Cụ giáo bảo, đấy các bạn xem, nước sẽ lên thôi, lần này thì chết giáo, nếu thế, thả chết ngay đi còn hơn. Tôi không chịu đựng được nữa, cụ giáo, đưa đèn đây, tôi muốn viết vài dòng cho vợ con viết hộ tôi nữa, hộ cả tôi nữa. Chính bác bé cao Nhu đã đòi lấy đèn để viết thư cho vợ con trước khi chết. Trong túi bác ta còn có một mảnh giấy và một mẩu bút chì. Bác chuẩn bị viết, tôi muốn viết thế này. Chúng tôi, Gaspard, Pages, Cụ Giáo, Carrery, Remy và bé cao Nhu bị hãm trong mách ngược, sắp chết. Tôi, bé cao Nhu, tôi cầu xin chúa che chở cho vợ hóa và các con côi cút của tôi. Tôi bàn phúc cho chúng nó. Thế anh Gaspard muốn nói gì? Chú Gaspard để cho cháu Alexi tất cả tài sản của chú. Bác Pages cầu Chúa, đức mẹ và nhờ công ty cùng che chở giúp đỡ cho vợ con. Thế, cụ giáo, tôi không có người thân. Cụ giáo buồn rầu trả lời, chẳng ai sẽ khóc tôi cả. Thế, Careri, Careri kêu lên, tôi ấy à, tôi nhờ ai đó bảo hộ cho đống hạt rẻ trước khi sát vỏ. Không thừa giấy để ghi chuyện vớ vẩn có vớ vẩn đâu, mày không có ai để gửi lại cái hôn ư. Mẹ mày đâu, mẹ tôi ấy à, mẹ tôi sẽ hưởng tất cả những gì của tôi. Thế Remy, tôi, Remy tặng cho Mattia con capi và chiếc thụ cầm. Tôi hôn Alexi và nhờ anh tìm gặp em Lai. Chúng mình cùng ký tất cả vào đây. Bác Pages nói, tôi chỉ xin gạch một dấu chữ thập, mọi người ký xong. Bác Bè Cao Nhu nói, thế là xong, tôi xin mọi người để cho tôi chết yên tĩnh, đừng có nói năng gì với tôi. Vĩnh biệt các bạn, từ bực trên, bác ta bước xuống bực dưới, ôm hôn tất cả ba chúng tôi, rồi trở lên bực trên, ôm hôn bác Pages và Carrery. Sau đó, bác vun lại một đống than vụn, gối đầu lên, nằm dài ra và không động đậy nữa. Xúc động vì bức thư và sự chán ngán của bác bé Cao Nhu, chúng tôi lại càng cảm thấy nản lòng. Tuy nhiên, tiếng quốc chim nghe đã rõ rệt, chắc hẳn là người ta đến gần chúng tôi lắm rồi, sắp gặp chúng tôi cũng nên cụ giáo giải thích điều đó để chúng tôi phấn chấn lên đôi chút nếu quả họ đã đến gần lắm như cụ tường thì chúng mình đã nghe thấy họ kêu đằng này mình không nghe thấy tiếng họ gọi cũng như họ không nghe thấy tiếng chúng mình kêu có khi ở cách mấy thước mà vẫn không nghe thấy tiếng gọi cái đó là do chất đá có truyền tiếng đi hay không hoặc là do khoảng cách tuy vậy nước vẫn cứ rút xuống và không bao lâu chúng tôi có bằng chứng rõ ràng là nó không còn tràn ngập hầm đến tận nóc nữa chúng tôi nghe có tiếng sột soạt trên đá và tiếng nước óc ách như có những mảnh than nhỏ rơi xuống. Tháp đèn lên thì thấy có mấy con chuột cống ở phía dưới. Cũng như chúng tôi, chúng nó đã tìm được một cây chuông không khí và khi nước rút xuống thì chúng rời bỏ chỗ trú ẩn để đi kiếm ăn. Chúng đã đến được đây hẳn là vì nước không còn tràn ngập các con đường hầm từ đây đến trần nữa. Những con chuột ấy đến với cái hầm giam chúng tôi khác nào con bồ câu đến với chiếc thuyền của Nguế, 28 cơn hồng thủy đã dứt, cụ giáo nhớn người lên bậc trên, gọi bé cao Ngu, phấn khởi lên và cụ nói rõ cho anh hiểu rằng lũ chuột đến như thế tức là báo trước cho chúng ta biết sẽ được cứu thoát. nhưng bé cao Ngu không hề lay chuyển, nếu rồi lại phải truyền từ hy vọng trở lại thất vọng thì thà đừng có hy vọng hão huyền còn hơn. tôi cứ chờ chết, nếu may mắn thoát nạn thì tạ ơn trời. tôi xuống chân ngách để xem rõ nước rút nước quả có rút nhanh đấy và bây giờ đã có một khoảng trống khá lớn giữa mặt nước và nóc hầm thằng Carrery gọi với theo tôi bắt ít con chuột để chúng mình ăn đi mày nhưng muốn bắt chuột thì phải nhanh nhẹn hơn tôi kia tuy vậy sự hy vọng cũng làm cho tôi hồi tỉnh lại và cái khoảng trống trong đường hầm làm nảy sinh trong đầu óc tôi một ý nghĩ cứ khiến tôi suy tính băn khoăn cụ giáo ạ à, cháu có ý kiến chuột sục sạo trong hầm như thế nghĩa là có thể đi lại được cháu sẽ bơi cho đến chỗ thang lên xuống. Đến đây cháu sẽ gọi lên, đánh tiếng cho người ta nghe thấy và giúp cho họ đến cứu chúng ta. Họ sẽ xuống tìm ta, như thế nhanh hơn là cứ khoét đường hầm mà xuống. Bác cấm cháu làm việc đó, nhưng cháu bơi lội dưới nước y như cụ đi lại trên bồ. Xuống nước cháu không khác gì con lươn, con trạch, thế còn không khí độc, chuột đi qua được, không khí ấy chúng thở được thì tất cũng không có gì là độc đối với cháu. Bác Paget to tiếng rụp ừ đi đi, Remy, tao sẽ thưởng cho mày chiếc đồng hồ, anh Gaspard, cụ giáo hỏi, ý kiến anh thế nào? Tôi không có ý kiến, nếu nó có thể bơi tới cầu thang được thì nó cứ đi, tôi không có quyền cản nó. Nhỡ nó chết đuối thì sao, thế mày nó thoát ra được, khỏi phải chờ đợi để rồi chết rũ ở dưới này, thì sao? Cụ giáo suy nghĩ một lát rồi nắm tay tôi, cụ nói, lòng giả cháu tốt đó, cháu ạ. À? thôi thì cháu cứ làm như ý cháu phần bác bác cho rằng cháu đang cố làm một việc không thể làm được nhưng việc không thể làm mà người ta làm được xưa nay cũng không phải là không có cháu hôn các bác đi tôi hôn cụ hôn chú gaspard rồi cởi quần áo tuột xuống nước trước khi bơi tôi dặn lại các bác cứ kêu lên đều đều tiếng các bác sẽ giúp cháu định phương hướng khoảng trống dưới mái hầm là bao nhiêu có đủ để tôi khỏi vướng vất trong khi bơi lội không? Điều cốt yếu là ở đó, bơi đi được mấy sải, tôi thấy rằng nếu cứ bơi từ từ thì không đến nỗi phải đụng đầu vào vách đá, như thế thì cái việc tôi làm không phải là phiêu lưu quá. Không biết rồi cuối cùng sẽ được giải phóng hay là chết. Tôi ngoảnh lại thì thấy ánh đèn của anh em phản chiếu trên mặt nước đen ngầu, rõ ràng đó là một ngọn hải đăng chỉ đường dọi lối cho tôi. Tôi vẫn nghe tiếng cụ giáo hỏi, vẫn bình thường chứ, tôi trả lời vâng, và thận trọng tiến lên. Từ ngách chúng tôi nấp đến chân thang, cái khó là ở phương hướng, vì cách chỗ chúng tôi không xa có một ngã tư, ở đấy các đường hầm gặp nhau. Trong bóng tối phải nhận cho ra lối đi đến chân thang, bằng không thì sẽ lạc đường. Mái hầm, vách hầm không đủ để tôi dựa vào mà tìm lối đi, chỉ có một chỗ dựa đáng tin cậy hơn, đó là đường dây trên mặt đất. Cứ theo đường dây chắc chắn tôi sẽ tìm được thang lên. Chốc chốc, tôi thả cho chân chìm xuống và khi chân đã mò gặp đường sắt rồi thì tôi từ từ trồi lên và bơi đi. Có đường dây ở dưới, có tiếng gọi của các bạn thợ đằng sau, tôi không ngại lạc hướng. Tiếng gọi đằng sau nhỏ dần, tiếng gào múc phía trước to dần mách cho tôi biết rằng tôi đương tiến lên. Phải chăng tôi sắp được thấy ánh mặt trời, phải chăng lát nữa các bạn tôi sẽ được cứu sống, nhờ sự cố gắng của tôi. Cứ nghĩ thế là tôi phấn chấn, tìm thấy đủ sức lực để vượt lên bơi giữa hầm hễ đứng thẳng người là gặp đường dây và thường thường tôi chỉ quờ chân mò cũng đủ lần này quờ chân mà không thấy tôi lặn xuống lấy tay sờ soạc mãi cũng không tìm ra tôi mò từ vách bên này qua vách bên kia cũng không gặp tôi nhầm đường rồi tôi dừng lại để suy nghĩ và nhận phương hướng tiếng gọi của các bạn tôi bây giờ chỉ còn vọng đến như một tiếng thì thầm xa xôi khó nghe thấy thở một lúc đỡ mệt tôi hít không khí đầy ngực rồi hụp xuống lần nữa lần này cũng không may mắn hơn lần trước, vẫn không tìm thấy đường dây. Tôi đã đi nhầm lối mà không biết, cho nên cần phải quay lại. Nhưng làm sao quay trở lại lối cũ được, các bạn tôi không kêu gọi nữa, hoặc là họ vẫn gọi mà tôi không nghe thấy thì kết quả cũng thế thôi. Một lúc, tôi như bị tê liệt đi vì kinh hoàng. Tôi không biết phương hướng nào mà bơi đi cả. Hẳn tôi đành chịu chết giữa cái đen tối mờ mịt ở trong lòng nước lạnh như băng, dưới cái vòng cuốn nặng trình trịch này nhưng đột nhiên tiếng gọi lại vang lên và thế là tôi biết phải quay lại theo hướng nào. Bơi lui độ 20 xài thì tôi lặn xuống và lại tìm thấy đường dây. Đúng lối rẽ ở nơi này đây, tôi tìm tấm bảng không thấy, tôi tìm các cửa cũng không ra, bên phải, bên trái, tôi đều gặp vách đá. Đường dây đâu rồi, tôi lại men theo đường dây bơi cho đến khi không còn đường dây nữa, đường dây đứt một cách đột ngột bấy giờ tôi mới hiểu rằng đường dây đã bị dòng nước cuốn phăng đi và tôi không có gì làm chuẩn để bơi đi nữa trong hoàn cảnh này thì dự định của tôi không thể thực hiện chỉ còn việc quay về mà thôi đường đã đi một lần rồi tôi biết là không nguy hiểm vì vậy tôi bơi nhanh theo tiếng gọi để cho mau đến ngách càng đến gần tôi càng cảm thấy hình như giọng nói của các bạn tôi rắn chắc hơn tuồng như họ được bồi thêm sức lực trong chốc lát tôi đã đến miệng ngách và đến lượt tôi gọi lên cụ giáo bảo đây nào lại đây cháu không tìm được lối đi đến giếng không sao họ đã xuống gần họ nghe tiếng ta gọi ta cũng nghe thấy tiếng họ gọi hai bên sắp nói chuyện với nhau đến nơi tôi nhanh nhẹn leo lên bệ và lắng tay nghe ngóng quả nhiên tiếng cuốc bổ dội mạnh hơn trước nhiều và tiếng la tiếng thét của những người thợ đang làm việc ấy vang đến chúng tôi tuy còn yếu ớt nhưng khá rõ ràng qua phút mừng rỡ ban đầu tôi mới nhận thấy người mình lạnh cóng đi vì không có quần áo ấm để đưa tôi mặc nên các bác ấy vùi tôi trong than cam đến tận cổ than cám bao giờ cũng giữ được một chút ít sức ấm và chú Gaspard cùng với cụ giáo ấp chặt lấy tôi. Bây giờ tôi kể lại cuộc thám hiểm của tôi và chuyện tôi không tìm thấy đường dây như thế nào cho họ nghe. Cháu dám lặn xuống à? Sao không? Rủi là cháu chẳng tìm thấy gì hết. Cũng như cụ giáo đã nói, điều này không có gì là quan trọng nữa. Rõ ràng là nếu chúng tôi không được cứu thoát do con đường hầm cũ thì chúng tôi sẽ được cứu thoát qua con đường hầm sắp thông. Lúc này chúng tôi phân biệt tiếng la hét bên trên đã khá rõ nên có thể hy vọng sắp được nghe nói chuyện đến nơi. Được một lát, quả nhiên chúng tôi nghe ba tiếng nói rành giọt, có mấy người? Trong chúng tôi, chú Gaspard có giọng nói vang dội và rành mạch hơn cả. Chúng tôi cử chú trả lời. Sáu, một phút im lặng, chắc ở trên ấy người ta chót dự đoán một số đông hơn chú gaspard thét nhanh lên anh em chúng tôi kiệt sức rồi cho biết tên chú báo tên chúng tôi lên bé cao nhu paget cụ giáo Carory, remy gaspard đối với những người trên mặt đất phút này là phút hồi hộp nhất tất cả những người ruột già thân thích của các bạn thợ bị chôn vùi dưới đáy mỏ đều đã chạy tới khi biết tin sắp bắt được liên lạc với chúng tôi lính gác phải khó nhọc lắm mới giữ được họ ở miệng hầm khi ông giáo sư báo tin chỉ có sáu người thì đám đông thất vọng tuy vậy trong sự thất vọng chung mỗi người còn nuôi hy vọng riêng trong số sáu người đó tất có người mình mong đợi ông kỹ sư nói tên chúng tôi hỡi ôi trong số một trăm hai mươi bà mẹ và chị vợ chờ mong chỉ có bốn người được toại nguyện kể làm sao xiết những vật vã đau thương những dòng nước mắt lã chã về phía chúng tôi chúng tôi cũng nghĩ đến những người đã được cứu sống Chú Gaspard hỏi, có bao nhiêu anh em thoát chết? Người ta không đáp. Pages bảo, hỏi xem Pierre ở đâu? Câu hỏi được chuyển lên. Cũng như câu hỏi trước, nó không được trả lời. Họ không nghe, phải nói rằng họ không muốn trả lời mới đúng. Có một vấn đề làm tôi bứt rứt. Tôi nói, hỏi xem chúng ta ở dưới đây đã bao lâu rồi? 14 hôm, 14 hôm, trong 6 chúng tôi. Cái ước lượng cao nhất cũng chỉ đến 5-6 hôm mà thôi. Bây giờ thì anh em không ở lâu dưới đó nữa đâu hãy yên tâm đừng nói chuyện nữa chuyện nhiều làm chậm công việc chỉ vài giờ nữa thôi những giờ khắc cuối cùng này là những giờ khắc dài nhất trong thời gian chúng tôi bị nghẽn ít ra đó cũng là những giờ đau đớn nhất đau đớn hơn trước nhiều mỗi nhát cuốc bổ xuống cứ tưởng là nhát cuốc cuối cùng ngờ đâu sau nhát ấy có nhát nữa chốc chốc lại nghe hỏi anh em có đói không đói đói lắm anh em có đợi được không nếu anh em đuối sức quá chúng tôi sẽ khoan một lỗ chuyển nước thịt ninh xuống, nhưng như thế sẽ làm chậm công việc giải thoát anh em. Nếu anh em chờ được thì sẽ chóng được tự do hơn. Chúng tôi sẽ chờ, các bạn làm nhanh lên, các gào múc không ngừng hoạt động giây phút nào và mực nước cứ xuống đều đều. Cụ giáo bảo, báo lên cho trên kia biết là nước đang xuống, chúng tôi biết, bằng lối mới thông này hoặc là đường hầm cũ, chúng tôi sắp gặp anh em trong, chốc lát thôi. Tiếng quốc bây giờ nghe nhẹ hơn chắc là anh em biết sắp thủng tới nơi, và chúng tôi đã báo cho biết vị trí của chúng tôi rồi. Nên anh em sợ làm sụt đất, đất kia mà sụp xuống đầu thì có thể làm bị thương hoặc chết, hoặc xô luôn chúng tôi xuống nước lẫn với đất đá vụn. Cụ giáo cũng giải thích cho chúng tôi thấy rằng còn phải sợ một cơn lùa dữ dội của không khí. Khi có một lỗ thủng thì không khí sẽ tuồn ra như một viên đạn đại bác và quật ngã tắt. Bởi thế, phải cẩn thận, phải đề phòng cũng như anh em quốc đất ở bên trên phải đề phòng về phần họ. Bây giờ mỗi nhát quốc đã làm chuyển động khối đất trên trần, khiến nhiều màu than vụn tách ra lăn theo dốc và rơi xuống nước. Lạ thay, càng gần lúc được cứu thoát, chúng tôi lại càng thấy yếu sức. Chính tôi, tôi cũng không đứng vững được nữa. Nằm dài trên đống than vụn, tôi không chống tay đứng dậy nổi, tôi run cầm cập mặc dù chẳng rét chút nào. Cuối cùng vài hòn than to hơn dã ra, lăn đến giữa chúng tôi lỗ hồng đã khoét ra trên trần ngách. Ánh sáng đèn vừa làm lóa mắt chúng tôi một thoáng thì vụt tối sầm ngay. Một luồng gió dữ dội, một thứ vòi rồng mang theo bao nhiêu là than và các thứ linh tinh đã thổi đèn tắt vụt. Gió lùa đới, anh em đừng sợ, chúng tôi sẽ đem đèn ra ngoài thắp lại. Anh em chờ một tí, lại chờ, lại chờ lần nữa, nhưng trong lúc đó thì dưới nước có tiếng vang động mạnh tôi quay lại thì thấy có ánh đèn rất sáng đang lướt trên mặt nước có tiếng vỗ nhẹ lóc bóc và có tiếng người kêu gắng lên gắng lên các bạn cùng lúc đó từ trên lỗ thủng người ta đưa tay kéo các bạn ở bệ trên thì từ đường hầm người ta cũng đến với chúng tôi những anh em ở bệ dưới ông kỹ sư là người đầu tiên leo lên lối ngách chưa nói được câu nào tôi đã nằm gọn trong tay ông vừa vặn kịp tôi sắp ngất đến nơi tuy là đi tôi cũng biết rằng người ta mang tôi đi và khi ra khỏi đường hầm thì người ta bọc tôi trong chăn tôi nhắm mắt lại nhưng chỉ giây lát sau thấy như bị quáng đi nên lại mở ra đó là ánh sáng ban ngày chúng tôi đã ra ngoài trời lúc bấy giờ có một vật gì trăng trắng lao vào người tôi đó là con capi nó nhảy phóc lên tay ông kỹ sư liếm mặt tôi đồng thời tôi cảm thấy ai nắm tay tôi hôn rồi nghe một giọng nói yếu ớt remi đó là tiếng của mattia tôi nhìn ra chung quanh và thấy ngay một đám đông bị chen trúc hai bên để chống một lối đi ở giữa đám đông ấy rất im lặng người ta đã căn dặn đừng có ai kêu lên khiến chúng tôi xúc động nhưng thái độ và ánh mắt của họ cũng nói thay lời hai chục cánh tay vươn ra muốn đỡ lấy tôi nhưng ông kỹ sư không có ý nhường tôi cho bất cứ ai tự hào về chiến thắng của mình sung sướng và rạng rỡ ông bế lấy tôi đem về ngay nhà vực ở đó đã có những chiếc giường sửa soạn đầy đủ và sẵn sàng chờ đón chúng tôi hai ngày sau tôi đi dạo giữa các đường phố vassis cùng với mattia alexi và capi đi tới đâu khách qua đường cũng dừng lại để nhìn có người lại gần tôi bắt tay tôi nước mắt ràn rùa cũng có người thấy tôi thì ngoảnh mặt đi những người này đang nặng tang tóc và đau xót alexi nói khi tớ nghĩ rằng vì giúp tớ mà cậu hy sinh thì tớ rụng rời chân tay đúng thế tớ cho rằng cậu đã chết rồi tớ thì tớ chưa lúc nào tin rằng cậu đã chết mattia nói tớ chưa dám chắc người ta có đến kịp để cứu cậu và cậu có còn sống mà ra khỏi mỏ hay không nhưng tớ tin rằng cậu không chịu để chết đuối và đã thế thì người ta sẽ tìm thấy cậu ở đâu đấy nếu công việc cứu nạn làm được nhanh chóng bởi vậy trong khi anh alexi khóc cậu thì tớ thấy sốt cả ruột và tự nhủ nó còn sống nhưng có lẽ nó cũng sắp chết và gặp ai tớ cũng hỏi không ăn thì sống được mấy ngày. Lúc nào thì múc hết nước, đường hầm bao giờ mới mở xong, nhưng không ai trả lời cho tớ được như tớ mong muốn cả. Khi người ta hỏi tên anh em dưới ấy, rồi ông kỹ sư hô lớn tên Remy lên sau thẳng Carrery thì tớ ngã khuỵu xuống mà khóc. Lúc ấy người ta dẫm bừa lên mình tớ nhưng tớ sung sướng quá nên chẳng hay biết gì cả. Tôi hết sức tự hào vì rằng Mattia tin tưởng ở tôi đến nỗi không tin rằng tôi có thể chết.